Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 37. Xem ra tôi đã quá nhân từ, nếu cậu muốn chết thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Vừa dứt lời, cơ thể Lăng Nhất Hải đã bắt đầu di chuyển, như một tia chớp xé rách cả không gian, tung một đấm về phía Trần Đức. Khóe miệng Trần Đức là nụ cười hết sức hờ hững và bỡn cợt, động tác của anh không nhanh mà cũng chẳng chậm. Dù sao thì áp lực mà Lăng Nhất Hải tạo ra cho anh cũng thua kém Trần Võ Si khá nhiều. Một giây sau đó, hơi thở đại năng kỳ của Trần Đức cũng tăng vọt, một đường lao thẳng lên gần quy nguyên kỳ đỉnh phong mới dừng lại, hơi thở cả người anh như cơn lũ bất ngờ ập tới, trở nên dữ dội và điên cuồng. Kim quang chợt lóe, Trần Đức cũng nhanh chóng tiến vào cực cảnh, nguyên khí màu vàng quấn quanh người anh, huyễn sặc lóa mắt. Đối mặt với một đấm mạnh mẽ có thể phá vỡ cả hư không, Trần Đức chỉ thoáng chần chừ một chút, sau đó lập tức cong người, thoải mái né được một đấm. Mà một đấm của Lăng Nhất Hải không trúng mục tiêu, quyền phong đánh vào một cây cổ thụ bên cạnh, cổ thụ vang lên tiếng gãy vỡ, cả hư không xung quanh nó cũng bị sức mạnh khủng bố đó phá nát. Quyền phong dữ dội tạo thành dư chấn bắn về phía tất cả mọi người, khiến hơi thở của họ trở nên hỗn loạn, người có tu vị khá yếu còn hộc máu ngay tại chỗ. Lăng Nhất Hải thật sự không ngờ Trần Đức lại thoát được một đấm tất sát của mình, sắc mặt vốn đã âm u kia đột nhiên trở nên dữ tợn. Mất mặt, một kẻ đại năng vô dụng lại có thể né được đòn tấn công của hắn ta. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, danh tiếng của Lăng Nhất Hải chắc chắn sẽ biến thành rác. Con người lóe lên thứ ánh sáng âm u độc ác, nguyên khí của quy nguyên kỳ bùng nổ trong kinh mạch, sau đó nhanh chóng đến gần Trần Đức, đứng trước mặt anh. Đối mặt với Trần Đức gần trong gang tấc, cổ họng Lăng Nhất Hải lại phát ra tiếng hét to, một lần nữa tung đấm vào người Trần Đức. Một đấm này đã mạnh lại càng mạnh hơn. Quyền phong vừa tung ra, núi rung đất chuyển, bầu không khí cũng bị vò màu như vải bố, hơi thở khủng bố nhanh chóng đánh bay đám vương mâu ra ngoài, miệng ho ra máu. Đó chỉ mới là chút sức mạnh mà thôi. Chờ đã, Lăng Nhất Hải, mạng tên này là của tôi. Đúng lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên, sau đó không gian cũng bắt đầu khởi động, đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt Lăng Nhất Hải, đưa lưng về phía hắn ta, con mắt phản dán chặt vào Trần Đức, khỏe miệng hẳn là nụ cười lạnh giá. Nhìn bóng lưng người trước mặt, Lăng Nhất Hải bỗng nhiên trở nên nặng nề, thốt ra ba chữ. Trần Võ Si. Không chỉ mình Lăng Nhất Hải chấn động, mà võ giả xung quanh cũng khựng lại. Ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm người vừa mới xuất hiện với sự bất ngờ. Nhà họ Trần, Trần Võ Si. Không ai ngờ được Trần Võ Si lại xuất hiện vào ngay lúc này. Hơn nữa, hắn cũng muốn lấy mạng Trần Đức. Sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, xung quanh lập tức dấy lên tiếng bàn tán xôn xao. Má, Trần Võ Si, là Trần Võ Si thật kìa. Danh con này rốt cuộc ngông cuồng đến mức nào, chẳng lẽ hân cũng đắc tội cả Trần Võ Si ư? Đối mặt với cả hai cao thủ cùng một lúc thì lấy cái lý do gì để không chết đây? Trần Võ Si không phải là người mạnh nhất trong số những thanh niên trẻ nhà họ Trần, nhưng trên đáo khốn long này vẫn có thế nghiền nát mọi thứ, nhà họ Trần thật sự quá kinh khủng. Mọi người bắt đầu bàn tán, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Trần Võ Si cũng muốn lấy mạng Trần Đức. Một con kiến hôi cảnh giới đại năng mà thôi, đáng để người như hắn phải ra tay ư. Theo phỏng đoán của tất cả mọi người, thực lực của Trần Võ Si ít nhất cũng phải là quy nguyên đỉnh phong, nói không chừng đã lên đến cảnh giới thiên nguyên rồi cũng nên. Với tính tình của hắn, chắc không cần thiết phải đích thân ra tay đâu nhỉ. Sắc mặt của La Văn Sơn và Lâm Tử Huyên đều trở nên nặng nề, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Chỉ đối mặt với Lăng Nhất Hải mà Trần Đức đã không có đường sống rồi, bây giờ lại nhảy ra thêm một Trần Võ Si, sao anh có thể sống được đây? Cho tôi một lý do để nhường lại cho anh đi. Sắc mặt Lăng Nhất Hải vẫn âm u như thế sập nhỏ ra nước. Đầu tiên, hắn ta không lựa chọn rút lui. Cao thủ có tôn nghiêm của cao thủ. Một câu của Trần Võ Si đã khiến hân ta lùi bước. Chẳng phải đang thừa nhận mình không bằng Trần Võ Si trước mặt nhiều người thế này rồi hay sao? Tôi là Trần Võ Si, lý do đó đã đủ chưa? Khóe miệng Trần Võ Si cong cong nụ cười băng giá, giọng nói hờ hững, vẫn đưa lưng về phía Lăng Nhất Hải. Cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta một cái. Sau đó, cả người Lăng Nhất Hải run lên, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn ta cảm nhận được áp lực.
áp lực hệt như Trần Võ Si đang đè 10 vạn ngọn núi lớn lên người hắn ta vậy. Loại áp lực này khiến hắn ta gần như không thể thở nổi. Trong nháy mắt, hắn ta lập tức hiểu ra, tuy cùng là người nằm chẽn bảng thứ nhất, nhưng hắn ta vẫn thua kém Trần Võ Si rất nhiều. Nếu như hắn ta từ chối, thì chắc chắn phải chết. Cảm nhận được hơi thở khủng bố từ người Trần Võ Si, sắc mặt âm u của Lăng Nhất Hải lập tức trở nên tái nhợt, thậm chí cơ bắp trên người cũng khẽ run lên, như đang sợ hãi thứ gì đó. Lăng Nhất Hải thật sự không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi không gặp, thực lực của Trần Võ Si đã tăng lên, từ đầu hắn ta đã không phải là đối thủ của Trần Võ Si, bây giờ cả tư cách đánh với Hân Ba Chiêu cũng không còn rồi. Được, mạng của tên này thuộc về anh. Quả nhiên cao thủ đại thiên thế giới không thể đánh giá theo lẽ thường được, dù đã dịch dung nhưng gặp phải cao thủ thật sự cũng rất khó giấu. Hay là kỹ thuật dịch dung của anh quá tệ. Trong lúc suy tư, xương cốt Trần Đức vang lên lách cách, chẳng mấy chốc đã quay lại dáng vẻ ban đầu. Khi dáng vẻ thật sự của anh xuất hiện, Vương Mâu, Lâm Đông Nhạc và khá nhiều người khác đều ngơ ngác. Kẻ vẫn luôn đi theo nhóm bọn họ, luôn giữ im lặng đó lại chính là người Trần Võ Si bỏ ra số vốn lớn để truy nã. Má nó chứ! Sắc mặt Vương Mâu trở nên dữ tợn, nếu biết đó là Trần Bát Hoang thì hắn ta đã trực tiếp giết chết, đưa tới trước mặt Trần Võ Si để đối lấy phần thưởng. Trong nháy mắt, Hân ta có cảm giác mình đã bỏ lỡ một số tiền lớn. Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn cũng hết sức sửng sốt, tuy đã đoán được Trần Đức có thể sẽ liên quan đến Trần Bát Hoang, nhưng lại hoàn toàn không ngờ họ chính là một người. Lăng Nhất Hải có chút kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu được tại sao Trần Võ Si lại muốn tự ra tay rồi. Thì ra là hắn. Mấy người xung quanh lập tức xôn xao, bọn họ không ngờ tên cảnh giới đại năng ngu ngốc này lại là Trần Bát Hoang mà Trần Võ Si đang treo thưởng. Lại càng không ngờ được rằng Trần Bát Hoang bị Trần Võ Si treo thưởng lại dám đến tận vực thiểm điện. Mẹ nó đầu tên này bị úng nước hả? Bị Trần Võ Si truy nã mà vẫn dám tới vực thiểm điện ư? Đúng là một tên ngu ngốc, tưởng rằng cái thuật dịch dung thấp kém đó có thể lừa được hai mắt Trần Võ Si ư? Đúng vậy, đúng là buồn cười chết đi được, ha! Ha! Chẳng mấy chốc, xung quanh đắp vang lên tiếng mỉa mai. Ánh mắt mọi người nhìn Trần Đức như đang nhìn tên thiểu năng nhất trên đời, thậm chí có người còn trực tiếp nở nụ cười, cười ha ha. Không ngờ con kiến như mày đã từ thánh tổ lên đến hóa đạo, buộc lòng phải thừa nhận mày thăng cấp rất nhanh, lại còn cố tình che giấu thành cảnh giới đại năng, muốn giả heo ăn thịt hổ hả? Cùng lúc đó, hai mắt Trần Võ Si khẽ híp lại, chỉ mới liếc mắt đã nhìn thấu cảnh giới thật sự của Trần Đức. Cảnh giới đại năng đó chỉ là lớp vỏ bọc. Buộc lòng phải thừa nhận Trần Đức đã đột phá cảnh giới rất nhanh, mấy ngày trước anh chỉ mới là một thánh tổ mà thôi. Tốc độ thế này, cả Trần Võ Sĩ cũng hãi hùng. Nhưng, đột phá càng nhanh càng chứng tỏ Trần Bát Hoang có rất nhiều bí mật, đúng chứ? Trần Võ Sĩ ngày càng cảm thấy hứng thú. Về chuyện Trần Đức đã đến cảnh giới hóa đạo, dù hẳn có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở kinh ngạc mà thôi. Đừng nói đến một cảnh giới hóa đạo. Dù là hợp đạo thì trước mặt Trần Võ Si cũng chỉ là miếng thịt bò nằm trên thớt, một con kiến mà thôi. Dừng lại một chút, Trần Võ Si lại cất tiếng, giọng khá nhẹ, mày tự sát, hay đế tao ra tay đây? Trần Võ Si vừa dứt lời. Toàn bộ không gian lại chìm vào yên tĩnh, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Trần Đức. Anh sẽ chọn thế nào đây? Tự sát, hay là bỏ trốn? Hai. Không ai ngờ được rằng, đúng lúc này, Trần Đức lại thở dài một lần nữa, sau đó nói. Trần Võ Si, con mẹ nó mày bị đẽn rồi há? Còn bảo tao tự sát nữa? Mày là cái thá gì vậy? Tao thấy mày không nên đế tên Võ Si, phải là ngu si mới đúng đấy nhí. Trần Đức vừa mới dứt lời thì mọi người, trong đó có cả đám Lâm Tử Huyên và Lăng Nhất Hải, tất cả đều ngu người. Không gian yên tĩnh lại càng trở nên lặng lẽ, im lặng. Im lặng đến quỷ dị. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đức, lòng đầy hoảng hốt. Ngông cuồng. Đúng là ngông cuồng. Không ai ngờ được, đến lúc này rồi mà Trần Bát Hoang vẫn còn dám nói chuyện. Còn mắng Trần Võ Si là kẻ ngu si nữa. Dù hành vi của anh có hơi ngu ngốc, đầu óc có hơi uống nước, nhưng có rất nhiều người bắt đầu khâm phục sự can đảm của anh. Tiếc là, can đảm, cũng phải chọn thời điểm để dùng. Đối mặt với Trần Võ Si. Sự can đảm đó chỉ dùng để tìm đường chết, căn bản chỉ có chết mà thôi. Mày,
mày muốn chết rồi. Yên tĩnh kéo dài khoảng 3 đến 5 giây, thì sắc mặt Trần Võ Si lập tức trở nén lạnh như băng. Rầm. Cùng lúc đó, cơ thế hần bỗng nhiên bùng nổ, xung quanh tứ chi là một mảnh nguyên thế thần mang, thứ hơi thở khủng bố đến tột cùng nhanh chóng lan tràn, hệt như dung nham phun trào và đổ ập xuống đầu Trần Đức, hắn tung ra một đấm, sức mạnh khủng bố đánh thẳng vào Trần Đức. Chết! Hắn muốn Trần Đức chết không toàn thây. Một đòn tung ra, hắn trực tiếp dùng đến 5, 6 phần sức mạnh. Nhanh! Tốc độ của Trần Võ Si nhanh đến cùng cực, hoàn toàn không cho Trần Đức bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Bốp! Ngay sau đó, nắm đấm của Trần Võ Si đã nặng nề nện vào ngực Trần Đức. Ầm! Dao động dữ dội đốt cháy cả hư không, tuy chỉ nhắm vào Trần Đức, nhưng sức mạnh khủng bố đó lại lan ra khắp nơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vô số võ giá buộc lòng phái dựng hàng rào phòng ngự lên, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Thậm chí, còn trực tiếp bị đánh cho ho ra máu. Đó chỉ mới là quyền phong và dư chấn mà thôi. Trần Đức thì sao? Bây giờ, anh chỉ cảm thấy Trần Võ Si không chỉ tung ra một đấm, mà đang dùng một cái búa tạ hung hăng nện vào người mình, miệng phun máu tươi, cả người văng xa. Trần Võ Si thì đã thu tay lại, bỗng nhiên hắn không muốn giết chết Trần Đức dễ dàng như thế, hắn muốn chơi đùa anh, tra tấn anh. Cơ thể Trần Võ Si bùng nổ, lập tức lướt đi trong giây lát, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trần Đức đang bay ra xa đá một cái. Bốp! Sức mạnh khổng lồ lập tức bùng nổ, khiến hư không và không gian trở thành hư vô, lồng ngực Trần Đức bị đá lõm cả vào, thở một cái thôi cũng văng đầy máu tươi. Nhưng Trần Võ Si thật sự đáng sợ. Sức mạnh van chưa tiêu tan thì dư chấn đã khiến cơ thể Trần Đức bay xa, như một con diều rách nát, rơi thẳng xuống đất, vô số bụi mù vàng tung tóe, anh không còn nhúc nhích nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, đám võ giả với hơi thở yếu ớt đến lạ lại bắt đầu lải nhải. Trần Võ Si này đúng là người cũng như tên, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không có chút cơ hội phản kháng nào, một đấm, một đá, e là Trần Bát Hoang đã chết rồi. Lại chả thế. Bị Trần Võ Si treo thưởng còn dám tới vực thiếm điện, đúng là tìm đường chết mà, bây giờ thì hay rồi, chết rồi. Trong mắt bọn họ, dường như Trần Đức đã là một người chết rồi. Ha ha ha, Lâm Tử Huyên, nhìn cái thằng rác rưởi đó đi kìa, không sống nối qua một đấm của cậu Trần, bị đánh như chó chết vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt Vương Mâu trở nên điên cuồng, hai mặt đầy tơ máu đỏ bừng, dường như đang vui lắm nên cười to. Loại rác rưởi như thế này mà cô lại bảo vệ nó, ha ha, bảo vệ đi, cô tiếp tục bảo vệ nó đi, đúng là thứ thối tha có mắt không tròng. Lâm Tử Huyên, tại sao cháu lại không chịu nghe lời chú, trở thành người hầu của cậu Lăng, nhà họ Lâm sẽ trở nên giàu có hơn. Lâm Đông Nhạc đấm ngực rậm chân, thở hổn hển, bây giờ có biết cái gì là cao thủ thật sự chưa? Lâm Tử Huyên vẫn không có phản ứng gì, đôi mắt xinh đẹp và tâm trí cô ta đều đặt trên người Trần Bát Hoang cả rồi. Chẳng hiểu tại sao khi nhìn bóng người đang nằm dưới đó, cô ta chỉ cảm thấy lòng mình căng thẳng. Chỉ có thế thôi hả? Nhưng mà, đúng lúc này, có thể thấy rất rõ Trần Đức vẫn đang nằm chẽn đất không nhúc nhích trọt cử động. Không chỉ cử động, mà vết thương trên người cũng đang hồi phục. Nó hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó, anh đứng dậy trước mắt bao người. Trên mặt vằn là nụ cười tươi tắn. Ánh mắt nhìn về phía Trần Võ Si vẫn đang hưởng thụ sự sung sướng và đắc ý của kẻ thắng cuộc. Tao cứ tưởng mày trâu bò thế nào cơ, mới mở miệng đã bắt tao tự sát, xem ra hình như. Mày cũng chỉ có thể mà thôi. Khi Trần Đức đứng dậy, thì vết thương trên người anh đã hoàn toàn hồi phục. Bây giờ, anh ở cảnh giới hóa đạo đỉnh phong, đã không còn là cảnh giới thánh tổ của mấy ngày trước nữa. Chút vết thương nhỏ đó, thần lực bất tử nếu có thể hồi phục. Nhìn Trần Đức một lần nữa đứng dậy, vẻ mặt Trần Võ Si trở nên nghiêm túc. Hắn không thể ngờ được. Đôi mắt kia chứa đầy sự hung ác và nham hiểm, nhìn chằm chằm Trần Đức, Trần Bát Hoang. Mày, không chết ư? Được, nếu mày đã không chết, thì tao sẽ cho mày chết. Trần Võ Si vốn là một kẻ đam mê chiến đấu, hắn nhanh chóng bùng nổ trong nháy mắt. Chỉ một cảnh giới hóa đạo mà hắn không thể giết chết được. Đúng là mất mặt. Sự mất mặt này không thể xuất hiện lần thứ hai. Vì thế, lần này hắn đã dồn hết sức mạnh của mình. 1000% sức mạnh. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, vòm trời biến sắc,
gió lạnh nổi lên bốn phía, cơ thể Trần Võ Si điên cuồng di chuyển, như thế bị hút ra khỏi không gian, mờ mờ ảo ảo, không thể thấy rõ. Cảnh giới thiên nguyên. Hơi thở của hắn đã nhanh chóng lên tới cảnh giới thiên nguyên. Cảnh giới thiên nguyên này không phải là thiên nguyên tam trọng ở địa cầu, mà là cảnh giới thiên nguyên thật sự, thiên nguyên đằng sau quy nguyên. Dù chỉ là sơ kỳ, nhưng đã khủng bố đến cùng. Cực, ư, xa xa, đám người cảm nhận được sức mạnh điên cuồng đó lập tức hít khí lạnh, lùi ra thật xa. Cảnh giới thiên nguyên, Trần Võ Si đã đạt tới cảnh giới thiên nguyên, hắn. Khủng bố quá rồi đó. Đúng vậy, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đứng đầu đảo khốn long này rồi ư? Chưa chắc nha, nghe nói Đoàn Phong Trần cũng là cảnh giới thiên nguyên, Tu La Tử cũng không yếu, nhưng mà... Bây giờ, Trần Bát Hoang chết là chắc rồi. Dù trí tưởng tượng phong phú đến mức nào, bọn họ cũng không thể nghĩ ra được Trần Bát Hoang có lý do nào để sống. Ha 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 ha! Cả người Vương Mâu run run, giọng trầm thấp nói với Lãm Tử Huyên, nhìn thấy nó đứng dậy, mới thở phào nhẹ nhõm phải không? Bây giờ lại đột nhiên rơi vào tuyệt vọng rồi hả? Lâm Tử Huyên hờ hững. Đúng vậy. Vương Mâu đã nói đúng. Cô ta đã chìm vào tuyệt vọng. Đối mặt Trần Võ Si, Trần Bát Hoang thập tử vô sinh. Tử Huyên, những lời tôi nói trước đó vẫn được tính. Lúc này, Lăng Nhất Hải lại xuất hiện trước mặt cô ta, làm người hầu bên cạnh tôi, bảo đảm có thể rời khỏi đảo Khốn Long, thế nào? Lăng Nhất Hải cực kỳ am hiếu về phụ nữ, đưa tay ra giúp đỡ khi người con gái đó bất lực nhất, sợ hãi nhất sẽ tạo được hiệu quả bất ngờ, vì thế, hắn ta xuất hiện. Thế nhưng, Lâm Tử Huyên vẫn không nói gì, dường như không hề nghe thấy. Ha! Lăng Nhất Hải cười lạnh, hắn ta cũng không sốt ruột, chờ Trần Bát Hoang chết rồi, Lâm Tử Huyên cũng sẽ chìm vào tuyệt vọng thật sự, khi đó lại trá mặc cho hắn ta đùa bỡn ư. Cùng lúc đó, xa xa, đối mặt với Trần Võ Si bùng nổ, Trần Đức chẳng những không lo lắng mà còn nở nụ cười. Cuối cùng cũng chịu lấy bản lãnh thật sự ra rồi hả? Cũng tốt, tao cũng có thể thử xem rốt cuộc mình mạnh tới đâu, có thể đánh với người ở cảnh giới nào. Vừa nói xong, cực cảnh, tự tại thần ma công đều được dùng tới. Sư tử vồ thỏ, lại dùng hết sức, đối mặt với Trần. Võ Si, Trần Đức không dám lơ là chút nào. Thi triển tự tại thần ma công, mỗi một sợi tóc đều căng lên, như thác nước bay bay, nguyên khí hai màu đen trắng đan vào nhau, hơi thở nhanh chóng bùng nổ, gió thổi mây phun. Cảnh giới hóa đạo ban đầu, không biết lúc này thực lực đã tăng lên bao nhiêu. Con đường tu luyện của anh có hơi đặc biệt, công pháp cũng đặc biệt, cộng thêm cực cảnh, tự tại thần ma công, nên nó không thể được tính bằng cảnh giới nữa. Cả bản thân Trần Đức cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Rốt cuộc có thể đánh với cao thủ cảnh giới thiên nguyên một trận hay không, anh cũng không rõ lắm, dù sao thì đến tận lúc này anh vẫn chưa chạm trán với cao thủ nào manh như thế cả. Khí tức đông rắn lại, nguyên khí màu trắng đen đã nổi lên điên cuồng, tỏa ra khắp nơi, Trần Đức bùng phát cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén, đôi mắt ngự thú được mở ra, trông vô cùng đáng sợ, yêu dị. Đây là công pháp gì? Chưa từng thấy, khí thế thật đáng sợ. Cường giả hóa đạo có thể phát ra khí thế như này ư? Không thế nào, đây đã vượt qua cảnh giới hóa cảnh, thậm chí còn hơn cả hợp đạo. Các tu sĩ đều sập điên cuồng, ai có thể ngờ. Trần Đức bổng từ một tên rác rưởi cảnh giới đại năng, cảnh giới hóa đạo, đã trở nên mạnh như vậy. Trên người anh nhất định có bí mật, chẳng trách Trần Võ Si muốn lấy mạng của anh. Làm sao có thể? Lăng Nhất Hải cũng kinh hãi. Cuối cùng hiểu ra tại sao Trần Bát Hoang dám đối đầu với hắn ta, xem ra là có bản lĩnh nhất định. Chỉ đáng tiếc, dựa vào khí tức này, đừng nói chiến một trận với Trần Võ Si, kể cả đối diện với Lãng Nhất Hải hắn ta thì cũng không đủ. Vương Mẫu và Lãm Đông Nhắc Văn đang chế. Diễu và cười nhạo Lâm Tử Huyên bỗng dừng lại, khuôn mặt cứng đờ, hoàn toàn chấn hãi. Trần Bát Hoang, hình như còn mạnh hơn bọn họ. Mà bọn họ lại vẫn luôn chế nhạo. Ức hiếp anh. Nghĩ đến đây, Lâm Đông Nhạc không khỏi ớn lạnh. Cũng may Trần Bát Hoang không ra tay với ông ta. Giả thần giả quỷ, khí tức mạnh thì đã làm sao, chốc nữa chẳng phải vẫn chết rất khó coi ư. Toàn thân Vương Mâu run rẩy, giọng nghèn nghẹn, hân ta đã hoàn toàn điên cuồng, liền nói năng lộn xộn. Lâm Đông Nhạc lại im lặng không nói, trong đôi mắt ông ta hiện ra vẻ sợ hãi,
chỉ sợ khiến Trần Đức chú ý. Lâm Tử Huyên lại im lặng. Không nói gì. Trần Bát Hoang thực sự khiến cô ta, khiến Vương Mâu, khiến đám người làm đỏng nhạc bất ngờ, trong lòng sợ hãi, nhưng... Không phải anh đối mặt với Lâm Đỏng Nhạc, Vương Mâu, mà là Trần Võ Si. Cùng lúc đó, chết đi. Sắc mặt của Trần Võ Si trước mặt Trần Đức cũng phải nghiêm lạnh, hắn vội vàng nhả ra một thang âm, rồi đánh ra một quyền, khí tức của cảnh giới thiên nguyên sơ kỳ vờn quanh trong lòng bàn tay, tấn công về phía Trần Đức. Dưới cùng của biểu mẫu, Trần Đức khẽ xòe năm đầu ngón tay, hai tay bỗng đưa ra, hội tụ thành quyền, 89/10 sức lực toàn thân từ trên xuống dưới tụ lên hai nắm đấm, trong phút chốc, nghênh đón một quyền của Trần Võ Si. Trong phút chốc, hai luồng sức mạnh đáng sợ đập vào nhau. Ầm, cả không gian ầm ầm nổ tung, trời đất cũng biến sắc. Nguyên khí cuồng bạo bùng nổ trực tiếp xé rách. Không gian nơi hai quyền tiếp xúc giao nhau, lộ ra mảng hư không trong đó. Dao động dữ dội đã chấn động cây cối xung quanh, tất cả cây cao chọc trời đều nhất loạt đổ rạp, lập tức đất rung núi chuyển, như ma thần giáng thế. Hai quyền đập vào nhau, vừa mới đây Trần Võ Si còn hống hách, kiêu ngạo, cuồng vọng, hiện giờ lại cứng đờ. Mạnh quá! Sức mạnh đáng sợ của Trần Đức khiến Trần Võ Si cảm nhận được cú đấm của mình như đánh vào một ngọn núi lớn, sức mạnh sôi sục nổi lên, hắn. Hắn lại không thể chống lại. Ầm! Sau tiếng nổ, bóng hình Trần Võ Si bỗng bay đi, nguyên khí trên người đều hỗn loạn, bất an. Trần Võ Si vội vàng ổn định lại cơ thể bị đánh bay của mình, hai chân như trượt băng, lùi xa mấy ngàn mét, hắn phải mau chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của Trần Đức. Nhưng Trần Đức vừa nhìn là nhận ra ý đồ của Trần Võ Si. Trần Võ Si, chẳng phải mày muốn giết tao à? Ha ha, tao đứng ở đây, mày trốn cái gì? Trong lúc nói từng chữ, Trần Đức cũng không lơ là, thừa thắng xông lên, sau hai quyền càn quét, bóng hình xông sát theo, khí hỗn độn trong cơ thể cũng bỗng nổi lén, nguyên khí đen trắng xung quanh cơ thể xám mờ, biến thành màu hỗn độn. Nhìn khí hỗn độn này, trong lòng Trần Võ Si bỗng nhiên nổi lên dự cảm không ổn, hắn vội vàng vận nguyên khí quanh người, thần mang rực rỡ trước đó lại lan rộng ra, hình thành một kết giới phòng ngự quanh người hắn, muốn ngăn chặn đòn tấn công của Trần Đức. Trần Đức khích động nguyên khí hỗn độn của anh, bồng bày ra một thế quyền cổ xưa, đây là võ kỹ mà trước đây anh không ngừng suy đi ẻn hóa ra khi ở trong thế giới thần hồn, dựa trên nền tảng tự tại thần ma công, sinh ra từ cuộc giao đấu đầu tiên với Trần Võ Si, và hiểu biết của bản thân về con đường tu võ. Võ kỹ chưa thành hình, còn thiếu điểm cuối cùng. Nhưng anh vẫn thi chiến ra. Mượn cuộc chiến này, có lẽ có thể khiến võ kỹ được hình thành hoàn toàn. Trần Đức không nhanh không chậm, giơ ra một quyền, đạo vận lưu chuyến, bổng tấn công về phía Trần Võ Si. Như nhìn thấy quỷ, ánh mắt của La Văn Sơn và Lâm Tử Huyên nhìn Trần Đức cũng tràn đầy chấn hãi, thậm chí La Văn Sơn còn có chút sợ hãi, đó là sự tôn trọng với cường giả, lồng ngực Lâm Tử Huyên phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, ánh mắt nhìn sang Trần Đức dần trở nên phức tạp. Rất tốt, Trần Bát Hoang, mày trở nên cường mạnh rất nhanh. Tao càng lúc càng có hứng với mày đấy. Trần Võ Si bị đánh ngã nhanh chóng đứng lên. Trận giao đấu này, tuy hắn bị Trần Đức đánh cho cực kỳ thê thảm, nhưng không bị thương chí mạng, cùng lắm cũng chỉ tính là bị thương ngoài da. Giọng của Hân trầm thấp, nhìn chằm chằm Trần Đức, lạnh lùng đến mức dọa người, tràn đầy âm hiểm, sát ý. Trần Bát Hoang, lần này, mày chết xác, một. Không ai có thể cứu mày, Trần Võ Si tao chắc chắn. Vừa dứt lời, Trần Võ Si nín thở ngưng thần, một luồng khí thế ngút trời bỗng bùng phát ra, điên cuồng càn quét. Dưới cùng của biểu mẫu, vù vù vù, đường vân chẽn đầu ngón tay của Trần Võ Si tỏa ra, ánh sáng đại đạo lưu chuyển, cũng không biết hắn đã dùng bí pháp gì, lúc này, cảnh giới lại đang tăng lên. Ban đầu hắn vốn là cảnh giới thiên nguyên sơ kỳ, hiện giờ đã tăng lên thiên nguyên cửu trọng. Trong một lúc, hắn từ trọng thứ nhất tăng đến cửu trọng, đỉnh phong. Khí tức cuồng bạo càn quét, trời đất gầm thét, điên cuồng, trong vòng bán kính chạm giảm, rung chuyến ầm ầm như xảy ra động đất. Lúc này, rất nhiều khủng long trên đảo phát ra tiếng thét như đứng trước kẻ địch lớn. Làng Nhất Hải đứng khá gần chiến trường, chỉ cảm thấy như bị một con cự thú hồng hoang từ thời khai thiên lập địa đập mạnh, lồng ngực cũng bị lõm xuống, miệng phun ra máu tươi, khí tức bỗng bắt đầu suy giảm. Hắn ta chỉ có thể ngã bay đi, tránh phải chịu sóng dư âm lớn hơn.
cảnh giới thiên nguyên đính phong. Trần Võ Si lại có thể có thực lực mức này. Lăng Nhất Hải kinh sợ nhìn Trần Võ Si, trong lòng cũng không còn có suy nghĩ so sánh với Trần Võ Si. So với Trần Võ Si, Lăng Nhất Hải hân ta đâu thế là cự thú hồng hoang gì, mà chỉ là con cá dưới sông thôi. Nhưng khi toàn bộ khí thế như sóng biển ngút trời tấn công lên người Trần Đức, nhưng ngay cả màn bảo vệ nguyên khí tự động hình của Trần Đức cũng không thể đánh vỡ. Không hổ là cường giả thế giới đại thiên, Linh Lung nói đúng, những người này đều có con át chủ bài. Trần Đức trồ nên nghiêm trọng, không dám xem. Nhẹ. Đồng thời hỏa ly trong cơ thể bỗng lan rộng. Nhiệt độ trong trời đất bỗng tăng lên, hư không dường như cũng bùng cháy. Đối diện với Trần Võ Si, Trần Đức không thế không hết sức, thể hiện ra trạng thái mạnh nhất, âm dương kình, vận hành tự tại thần ma công, nguyên khí cuồng bay, thần thức tỏa ra thần mang siêu nhiên, điểm đen nhỏ đó như vòng xoáy động đen. Điên cuồng chuyển động. Ha ha, sợ rồi hả? Đáng tiếc, bây giờ sợ thì đã muộn. Thấy Trần Bát Hoang không hề phản ứng, vẻ mặt của Trần Võ Si bỗng trở nên vô cùng âm lạnh, hắn cười lạnh lùng, vừa dứt lời, trực tiếp ra tay. Chư Thiên Lôi Ấn. Trong tay hắn kết ấn, không còn đơn thuần là tấn công bằng da thịt, mà thi triển võ kỹ. Ấn quyết chuyến động, đại đạo ngập tràn, thần quang khắp trời bắt đầu nối lên quanh người hắn, thần mang rực a đi bao quanh hắn, phía sau hắn bỗng xuất hiện một hư ảnh thiên thần. Đây là hư ảnh lôi thần. Các tu sĩ sớm đã bị chấn hãi đến mức không thể chấn hãi thất thanh hô lên. Nếu không nhìn nhầm, hình như đây là một trong võ kỹ bí mật bất truyền của nhà họ Trần, ít nhất cũng là cấp phản hư, rất có thể không chỉ có. Vậy, các tu sĩ vây xem ở phía xa liền nhận ra hư ảnh thiên thần phía sau Trần Võ Si, lòng sùng bái và sợ. Hãi với Trần Võ Si lại bùng lên trong lòng. Đây là nhà họ Trần, đây là Trần Võ Si. Cường mạnh đến khó mà ước tính. Thủ ấn của Trần Võ Si không ngừng biến hóa, hư ảnh tượng thần phía sau bỗng bắt đầu cử động, vô số nguyên khí cuồng bạo nổi xung quanh tượng thần, lập tức lôi quang tràn ngập, sấm chớp ầm ầm. Có thế chết dưới chư thiên lôi ấn của tao, Trần Bát Hoang, mày nên cảm thấy vinh dự. Ánh mắt của Trần Võ Si âm hiếm, nhìn chằm chằm Trần Bát Hoang. Sau đó, vô số lôi quang thô to như cây cao chọc trời bỗng bắn ra. Đôi mắt của Trần Võ Si bắn ra hai luồng hào quang, dao động dữ dội xé rách hư không, khiến trời đất cũng rung lên vì nó, điện quang trùm sáng đáng sợ, lập tức che lấp, nuốt chửng Trần Đức. Lâm Tử Huyên, nhân lúc này mau chóng nhận sai với cậu Lăng, đi theo cậu Lăng, nếu không Trần Bát Hoang mà chết, rất có thể Trần Võ Si sẽ kéo theo chúng ta vào, không có cậu Lăng che chở, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn, mau đi đi. Đừng chỉ nghĩ đến mình, cũng phải nghĩ đến. Chúng tôi, nghĩ đến nhà họ Lâm. Trên khuôn mặt trắng bệch của Lâm Đông Nhạc đỏ bừng bất thường. Đúng, Trần Đức rất mạnh, nhưng trước mắt so với Trần Võ Si thì có là... Gì? Lâm Tử Huyên im lặng, không nói một chữ. Lời của Lâm Đông Nhạc như từng cái kim nhọn đâm mạnh vào trong lòng cô ta. Trần Đức ra mặt cho cô ta, bây giờ rất có thể sẽ chết. Nếu cô ta lại đi theo Lăng Nhất Hải, làm nha hoàn bên cạnh Lăng Nhất Hải, cô ta có còn là con người không? Cô ta chỉ đành nhìn sang Trần Bát Hoang, ánh mắt kiên định. Nếu Trần Đức chết, cô ta tuyệt đối không sống tạm bợ. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lẽn vẻ lo lắng căng thẳng không thể che giấu. Trần Đức nhìn thế tấn công khủng bố của Trần Võ Si ập về phía mình, lập tức đất chuyển núi rung, sóng cuộn ngút trời. So với Trần Võ Si nắm trong tay bí pháp nhà họ Trần, võ kỹ trong tay Trần Đức như một đống gân gà, rác rưởi. Vô vị, bỏ đi không đáng tiếc. Võ kỹ, không có võ kỹ cường mạnh, đối diện với những người này, vẫn rất mất sức, thậm chí có thế sẽ chết. Trần Đức tự lấm bấm, anh suy diễn võ kỹ mà mình sáng tạo ra lần nữa. Anh bắt đầu điên cuồng khích động cực cảnh, âm dương kinh và tự tại thần ma công cũng điên cuồng vận hành, nguyên khí màu đen trắng chớ nên xám mở trong tích tắc, sau đó bị nguyên khí hỗn độn hấp thụ, đồng hóa. Phương thức tu hành của anh khá đặc biệt. Trong thế giới thần hồn, đại đạo vạn thiên lại không có con đường của anh. Không có đại đạo gần như đồng nghĩa với không có được sự công nhận của trời xanh. Con đường của anh đã định sẵn sẽ rất gian. Nan. Nhưng Trần Đức chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, đi cả đoạn đường cho đến hiện tại, anh đâu từng nghĩ đến từ bỏ. Không có đại đạo của mình, thì sáng tạo ra một đại đạo, một con đường thuộc về mình. Ta chính là đại đạo chính là ta.
Trần Đức kiên định đạo tâm, suy diễn võ kỹ, thăng hoa trong cực cảnh, nguyên khí chân đen hỗ trợ lẫn nhau, giống như một tấm thái cực đồ đang vận hành, anh mơ hồ cảm thấy, dường như xiềng xích, lặng lẽ bị vỡ vụn. Cùng với xiềng xích của Trần Đức bị phá vỡ, nguyên khí đen trắng toàn thân từ trên xuống dưới hòa thành nguyên khí hỗn độn, một dòng khí tức hỗn độn cổ xưa bỗng phát ra. Thời hồng hoang ban đầu, nguyên khí chưa bị phân chia. Trong hỗn độn, trời đất khai mở. Đây chính là con đường mà Trần Đức mở riêng cho mình. Rất tốt, chém giết với Trần Võ Si Tao, còn dám phân tâm. Nhìn thấy Trần Bát Hoàng như đang chìm sâu vào trong cảm ngộ, Trần Võ Si liền nổi giận, từ nhỏ đến lớn, từ xưa đến nay, ai dám đối với hắn như vậy? Bất kỳ người nào nhìn thấy Trần Võ Si hắn, chẳng phải cũng ngoan ngoãn lui xuống. Trần Võ Si Hân chính là con cưng ông trời, thực lực, tu vi đều là hàng đầu, bất kỳ ai nhìn thấy hắn cũng không dám coi thường hắn. Trần Bát Hoang là cái thá gì, cũng dám cảm ngộ đột phá trước mặt mình. Trần Võ Si nổi giận, sấm chớp đùng đùng khập trời đất, bầu trời sáng trong chìm vào bóng tối, chỉ còn lại lôi thần vung nhảy điên cuồng. Tình trạng này kéo dài ngàn dặm, vạn dặm. Hàng vạn tu sĩ dường như đều chú ý đến, dồn ánh mắt về hướng đảo Khốn Long. Hư ảnh khổng lồ vượt khỏi tất cả, như thần linh giáng xuống, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trời ơi, đó là cái gì? Bẽn đó đã xảy ra chuyện gì? Đi, đi qua đó xem. Rất nhiều tu sĩ vốn không biết chuyện trên đảo Khốn Long, lúc này bắt đầu chạy đến bờ thiếm điện, nhưng rất nhiều người gặp phải bạo long khủng bố ngay giữa đường. Các tu sĩ trên đảo Khốn Long cũng xôn xao chấn hãi. Võ kỹ thật đáng sợ. Đảo Khốn Long vốn có sức mạnh thần bí hỗ trợ, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy ở đây, không hổ là nhà họ Trần, không hổ là Trần Võ Si. Võ kỹ như này lại không lan ra đến bờ đối diện với bờ thiếm điện. Các tu sĩ ở gần bờ thiếm điện dựng nên chùm phòng ngự, chố mắt há miệng nhìn cảnh này, bình thường bọn họ tự nhận mình là cường giả, nhưng hôm nay, so với Trần Võ Si, họ mới phát hiện, bọn họ kém quá xa. Cũng có tu sĩ chú ý thấy. Mặc dù vùng trời bên này rung chuyển, nhưng bờ đối diện bờ thiểm điện, trong thiên cung lại vẫn bình lặng như nước giếng, không khơi lẻn gợn sóng nào. Nhưng cũng không thể nói Trần Võ Si yếu kém, mà là thiên cung trên đảo Khốn Long quá quỷ dị. Khủng bố quá! Một số võ giả nhỏ yếu cảm nhận thần uy đáng sợ của Trần Võ Si phát ra, lục phủ ngũ tạng cũng phải run lẻn. Cảm xúc sợ hãi nối lên trong lòng các tu sĩ. Dị tượng giữa trời đất trước mắt đều khiến trong lòng họ cực kỳ run sợ, thậm chí họ còn muốn quỳ xuống lê bái. Trong vòng xoáy, trong lòng Trần Đức cũng rất chấn hãi, cảnh tượng này thật kinh thiên động địa, trước nay chưa từng nhìn thấy, càng chưa từng gặp phải. Cảnh tượng như này, trong lòng Trần Đức kích động, nhanh chóng suy diễn võ kỹ của anh. Ầm, một tiếng vù vù ầm ầm, trời đất rung chuyển, Trần Võ Si tức giận gầm một tiếng, hoàn toàn hình thành võ kỹ, càn quét. Cuồn cuộn về phía Trần Đức. Từng luồng ánh sáng phá vỡ tầng mây chiếu xuống, sấm chớp hùng tráng khiến cả bờ thiểm. Điện cũng rung lắc, bắt đầu rạn nứt, tạo thành cái hố, vỡ vụn vĩnh viễn, cùng lúc đó, Trần Đức bị chìm ngập. Ngay cả bầu trời đảo Khốn Long cũng bị sức mạnh khủng bố đó như muốn xé ra một cái động lớn. Trong lúc trời long đất lở, hư không nơi mà Trần Đức đứng cũng phái tan vụn. Trần Đức lập tức bị đánh bay. Một luồng điện xuyên qua phòng ngự của anh, xuyên qua xương cốt, máu văng khắp nơi, dao động khủng bố trực tiếp đánh bay anh, trước ngực lõm xuống đầm đìa máu, nhuốm đỏ áo. Nhưng từ đầu đến cuối Trần Đức không hành động, thậm chí còn nhắm mắt lại, trên đời không có ta không có vạn vật, suy diễn đại đạo, suy diễn võ kỹ mới. Thần lực bất tử đều nhanh chóng vận hành, thương tích của anh liền hồi phục 7-8 phần trong chốc lát. Trần Võ Si ra tay lần nữa, ngón tay điếm nhẹ, từng giọt máu tươi lăn xuống, mấy bóng hình đen. Xuất hiện trên cạnh hắn, cùng thi chiến võ kỹ. Hắn hành động lần nữa, ánh sáng lan rộng, sấm chớp ầm ầm, vô số lôi ấn từ cái đục trong tay hư ảnh lôi thần đục xuống. Lôi ấn này mới vừa được sinh ra, rơi xuống với tốc độ khủng bố, trực tiếp đánh lẻn đỉnh đầu Trần Đức. Ầm ầm ầm, Trần Võ Si như thiên thần giáng xuống thế gian, phù văn đại đạo quấn quanh hắn. Nháy múa với hắn, xương đạo vô địch, khí tức cuồng ngạo phát tán xung quanh, khinh thường tất cả, càn quét tất cả. Phụt, phụt, phụt. Kể cả trạng thái của Trần Đức tăng đến đỉnh phong, trong tình huống không ra tay, anh cũng khó mà chống đỡ,
trên người liên tục xuất hiện lổ máu, ngay cả chân tay cũng vỡ vụn, máu tươi nhuốm đỏ hư không, xương chân hiện ra từ trong máu thịt, khiến người ta sớn tóc gáy. Da thịt của Trần Đức Cường mạnh đến mức nào? Cho dù đứng đó, để cho tu sĩ cảnh giới hóa đạo cùng cảnh giới với anh đánh, đối phương cũng chưa chắc có thể làm thương đến một sợi lông của anh, nhưng lúc này lại tan xương nát thịt, máu nhuốm toàn thân. Trần Võ Si thực sự quá mạnh, khiến người ta chấn hãi. Nhưng biểu hiện của Trần Đức vẫn làm tất cả mọi người kinh hãi. Đặc biệt là đám người Lâm Đông Nhạc, La Vân, Sơn. Trong tình huống này, đừng nói đến hóa đạo, dù có là cao thủ hợp đạo, quy nguyên đến thì chắc hồn thế cũng tan biến hết rồi đấy nhí. Mà Trần Đức lại còn sống. Dù bị thương rất nặng nhưng anh vẫn còn chút hơi tàn tàn mát. Đáng tiếc, dù Trần Bát Hoang có mạnh đến mức nào, nhưng cứ thế này thì anh chắc chắn chỉ có một con đường chết. Tên đó vẫn luôn trong thế phòng ngự, không ra tay, hay có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội ra tay, lát nữa chắc chắn sẽ không thể chịu nổi nữa. Đúng vậy. Khi mọi người đang nói chuyện thì vết thương của Trần Đức ngày càng nặng, có thể nói là bị Trần Võ Si đè ra đánh, trên người không có chỗ nào lành lặn, cực kỳ đáng sợ. Cũng may xung quanh Trần Đức có ly hỏa bùng cháy, giúp anh đỡ một phần đòn tấn công. Ha ha ha, Trần Bát Hoang chết chắc rồi. Vương Mâu hào hứng cười điên cuồng, hai đấm siết chặt, huyệt thái dương nảy lên, gương mặt vô cùng dữ tợn, như thế hắn ta đã trông thấy cảnh tượng Trần Đức tan xương nát thịt, hóa thành bột mịn vậy. Còn thiếu một chút nữa. Trần Đức chịu đựng đau nhức của cơ thể, tiếp tục suy diễn. Sáng tạo một võ kỹ quá khó khăn, dù là anh thì cũng không thể thoát thai, tạo thành nó trong một thoáng chốc được. Trong thức hải, loáng thoáng xuất hiện một hư ảnh mờ ảo, đang thoát thai từ trong hỗn độn, dãy dụa bước ra. Trần Đức cần một chút thời gian. Trần Bát Hoang, sao hả? Mày can đảm lắm mà. Sao không nói gì nữa vậy? Hai mắt Trần Võ Si là sự rét lạnh, uy thế tứ. Phương, cao cao tại thượng nhìn xuống Trần Đức, khóe môi nhếch lên nụ cười âm u bốt giá. Hắn từng bước đi về phía Trần Đức, mỗi một bước đều nghe như dầm nát mạch đại địa, bốn phía rung động. Ngay sau đó, hắn nhấc chân, vận chuyển thần uy vô thượng, tất cả năng lượng của võ kỹ đều dồn xuống chân, mang theo tia lửa điện như mạng nhện dẫm lên người Trần Đức. Một cước này dẫm xuống, Trần Đức chắc chân phải chết. Mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào đó, sợ mình bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc nhất. Ông! Đúng lúc này! Đột nhiên! Trong sấm sét, một vầng sáng rực rỡ chợt lóe lên. Ngay sau đó, những khe nham thạch xung quanh Trần Đức bỗng nhiên mọc lên một gốc cây xanh biếc, không hề có dấu hiệu báo trước nào, xung quanh gốc cây đó là vầng sáng rực rỡ. 1 cm, 1 m, 10 m, 20 m. Gốc cây đó như đang sống dậy, đèn cuồng sinh trưởng, dây mây bao lấy Trần Đức, nhấc lên. Những đóa thần mang tứ xạ nả rộ, bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ lại, những đóa hoa đó không phải là hoa thật, mà là đại đạo ngưng kết lại, đan vào nhau mà thành, rực sáng lu mờ cả vạn đạo, rung động lòng người, hương thơm tỏa ra bốn phía. Rầm. Cùng lúc đó, một cước của Trần Võ Si cũng đã rơi xuống. Răng rắc, răng rắc. Ông. Hư không bỗng chốc run lên, trực tiếp sụp đổ, méo mó vì một cước đó, những đóa thần hoa tan thành từng mảnh nhỏ, trở nên tối tăm không chút ánh sáng trong nháy mã. Nhưng Trần Đức lại không chịu bất kỳ thương tổn nào. Khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi ngăn cản một cước đó, một đóa hoa tươi bao trùm lấy anh, hơn nữa một hàng rào phòng ngự đã được hạ xuống, giúp anh không chịu bất kỳ tổn hại nào. Có người cứu anh. Hả? Trần Võ Si nhíu mày. Hắn hoàn toàn không ngờ lúc này lại có người cứu Trần Đức. Hơn nữa, người này còn không hề yếu. Cái tẻn nào ơ, tôi đã bảo anh cụp đuôi làm người rồi cơ mà, sao mới đó anh đã gặp phải kẻ địch khủng bố như thế hả? Đóa hoa bao quanh Trần Đức tản ra, giữa hào quang, một bóng hình xinh đẹp đứng đó, như cửu tiên huyền nữ, đại đạo xoay quanh, đỉnh đầu cô ta là những đường vân màu tím đan xen. Cô ta hơi bất đắc dĩ liếc nhìn Trần Đức. Gương mặt đó đầy kiên quyết đứng ra chắn trước Trần Đức. Tô Y Y, Tỏ Y Y của tộc Bách Hoa, người có được ấn ký thiên đạo. Má, cô ta lại cứu Trần Bát Hoang, tên đó có tài đức gì cơ chứ? Khi nhìn thấy rõ gương mặt kia, xa xa, vô số người xù lông lên, vì bọn họ nhận ra Tô Y Y. Chịu thôi, người có được ấn ký thiên đạo quá ít.
trong 100 triệu người không có một người nào, cực kỳ hiếm có khó tìm. Huống chi, Tô Y Y còn là cao thủ ở bảng thứ hai, xinh đẹp như thiên tiên, nào có mấy ai không biết cô ta chứ? Không ai ngờ rằng Tô Y Y lại xuất hiện. Lâm Tử Huyền trông thấy cảnh tượng đó thì trong lòng đầy dẫy cảm xúc, tuy cô ta đẹp, nhưng so với Tô Y Y vẫn thua kém một chút. Không chỉ là mặt mũi, dáng người mà cả thực lực cũng không bằng người ta. Ít nhất, cô ta không thể đỡ cho Trần Đức một cước vừa. Nãy, là cô. Cùng lúc đó, Trần Võ Si cũng thấy rõ người vừa tới, gương mặt dữ tợn xuất hiện vẻ bất ngờ. Ha ha, đúng là bất ngờ quá mà, bản tôn đi khắp nơi tìm cô, không ngờ cô lại tự dâng lên cửa. Trần Võ Si cười. Ấn ký thiên đạo, ai mà không muốn có được cơ chứ? Trần Võ Si cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay, ngoài tìm kiếm Trần Đức thì hẳn cũng đang tìm Tô Y Y. Không ngờ Tô Y Y lại tự dâng mình đến trước. Cửa. Đúng là song hỷ lâm môn. Trần Võ Si kích động, không nói thêm lời nào vô nghĩa, một lần nữa ra tay, ngàn vạn sấm sét lóe lên, đồng thời càn quét về phía Tô Y Y. Mặt Tô Y Y bỗng chốc trắng bệch, ánh mắt kiên quyết, từng bước đi tới đỡ lấy. Cơ thế nhỏ nhắn kia xinh đẹp như trích tiên. Đáng tiếc. Lúc nãy đỡ lấy một cước của Trần Võ Si đã hao phí hơn nửa phần nguyên khí của cô ta rồi. Một tát của Trần Võ Si ập tới, sấm sét huyền thế, cô ta hoàn toàn không thể ngăn cản, lập tức bị tát bay. Chỉ mình cô mà cũng dám đối đầu với bản tôn hả, ai cho cô lá gan đó vậy? Trần Võ Si cười lạnh, thừa thẳng xông lên, lại một chưởng đánh xuống. Ầm, chưởng ấn sấm sét xuyên qua hư không, rơi xuống người Tỏ Y Y, cô ta cố gắng chống đỡ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã chịu cả ngàn lần sấm sét đánh xuống, vạn tia lửa điện thổi quét. Đó hoàn toàn không phải là sấm sét bình thường, nó ẩn chứa thứ sức mạnh không rõ tên, ban đầu Tô Y Y còn có thể cố gắng chống đỡ, nhưng liên tục đánh xuống thế này, chẳng mấy chốc cô ta đã không chịu nổi nữa, máu tươi đầm đìa, như con diều đứt dây rơi xuống. Chỉ là, còn chưa rơi xuống đất, thì Trần Võ Si đã giơ tay bắt lấy, bóp cố, nhấc lên. Giọng lạnh lạnh nhìn chằm chằm cô ta, Tô Y Y, không biết đầu óc cô nghĩ cái gì mà lại dám đứng ra cứu một tên rác rưởi như thế. Cô nhìn lại tên rác rưởi đó xem, đến lúc này vẫn lo bảo vệ bản thân mình, có dám cứu cô không? Dám nói một chữ, nói một câu nào cho cô không? Mặt Tô Y Y trắng bệch như tờ giấy, cô ta bị giam cầm thức hải, thứ năng lượng cuồng bạo của Trần Võ Si đang tiến vào ấn ký thiên đạo của cô ta. Răng rắc. Một tiếng vang rất nhỏ, có thể thấy rõ đỉnh đầu Tô Y Y đã nứt ra một khe hở, vầng sáng màu tím từ trong đó bay lên, ấn ký thiên đạo như ẩn như hiện. Trần Bát Hoang, mày ngông cuồng lắm cơ mà, lớn gan lắm cơ mà. Sao vậy, bây giờ mày sợ rồi hả? Trần Võ Si đắc ý đến cùng cực, hân đã nắm chắc phần thẳng. Nếu mày trâu bò đến thế thì cứu nó đi, ha ha, một khi ấn ký thiên đạo bị cướp mất thì cô ta chỉ cách cái chết một chút nữa thôi. Giọng nói không trầm cũng không cao, nhưng lại hòa cùng nguyên khí truyền vào tai mỗi một người. Tất cả võ giả ở đây đều rợn cả tóc gáy. Trần Võ Si quá mạnh mẽ, cao thủ như Tô Y Y trong tay hắn cũng không thể chịu nổi một đòn. Ha ha ha! Vương Mâu cười, Lâm Tử Huyên, cô thấy chưa, cái thằng cứu cô bây giờ còn chẳng dám thả một cái dâm, cô nói thử xem thằng đó có bị ngu không? Mặt Lâm Tử Huyên trắng bệch, không nói tiếng nào. Nhưng cơ thể mềm mại của cô ta đang run lên bần bật, lòng đầy lo lắng, sợ hãi, tức giận, hoàn toàn không thể che giấu. Răng rắc, lại một khe hở kéo dài, ấn ký thiên đạo của Tô Y Y đã lộ ra 1/3, có thể thấy rất rõ, mũi nhọn của ấn ý đan sen, tản ra đại đạo huyền ảo. Tô Y Y, ấn ký thiên đạo này là do cô dâng tới, Trần Võ Si tôi từ chối thì bất kính quá. Trần Võ Si cười lạnh. Ngay sau đó. Không hề lãng phí thời gian, 5 ngón tay co lại thành vuốt, nhanh chóng chộp vào ấn ký thiên đạo. Ầm, chỉ trong giây lát, đột nhiên, tiếng nổ rung trời bỗng chốc vang lén, bán kính 100 dặm cũng ảm đạm thất sắc, hóa thành 2 màu trắng đen. Biến cố bất ngờ đó khiến cánh tay Trần Võ Si chợt khựng lại một chút. Cũng trong 1/1000 giây hắn dừng lại, Tô Y Y cảm thấy eo mình được một bàn tay nóng cháy ôm lấy, kéo về phía sau. Ngay sau đó, cô ta đã thoát khỏi sự khống chế của Trần Võ. Si, cảm ơn nhé. Cùng lúc đó, bên tai cô ta là giọng nói nam tính đầy độc đáo và ấm áp.
ngoái đầu nhìn lại, người ôm cô ta không phải là ai khác, mà chính là Trần Bát Hoang. Mái tóc bạc bay bay như thác nước bắt đầu khởi động, vạt áo dài bay phấp phới, hơn nữa vết thương trên người anh đã gần như khỏi hẳn, cả người như một bức tường đầy kiên cố, khiến Tô Y Y có cảm giác an toàn. Anh! Tô Y Y muốn hỏi điều gì đó, lại bị Trần Đức ngắt ngang, đừng hỏi gì cả, cô cứ sang bên kia nghỉ ngơi một lát, tên đó chứ giao cho tôi là được rồi. Vừa nói dứt lời, bóng dáng Trần Đức đã biến mất bên cạnh cô ta, một giây sau đã xuất hiện gần Trần Võ Si, cách hắn không tới 10 mét. Trần Võ Si gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đức, gương mặt âm u như nước lại trở nên dữ tợn. Hắn chẳng thế ngờ được. Không ngờ Trần Bát Hoang vẫn còn dám ra tay. Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn sẽ có ấn ký thiên đạo. Con vịt đưa lên tới miệng rồi lại bay. Hắn cực kỳ khó chịu. Hơi thở điên cuồng đó đã không thể kiềm chế được. Thấy dáng vẻ đó của Hân, Trần Đức lại nở nụ cười, khẽ lên tiếng, Trần Võ Si, mày muốn nhìn thấy lá gan của tao, nhìn thấy tao tiếp tục ngông cuồng đúng không? Được, tao sẽ thỏa mãn yêu cầu vô lý này của mày. Khi chữ cuối cùng được thốt ra, bỗng nhiên, sau lưng Trần Đức là gió thổi mây phun, màu trắng và đen đan xen nhau, trắng mấy chốc, một hư ảnh như trụ trống trời khổng lồ đã ngưng tụ, thành hình. Vù vù, cuồng phong nhấc lên. Đất trời bốn phía trở nên ảm đạm thất sắc, hóa thành hai màu trắng đen, một hư ảnh khủng bố ngưng tụ sau lưng Trần Đức. Hư ảnh cao tới trăm trượng, nghìn trượng, cao vút lên tận trời, như cột trống trời đứng sừng sững giữa thiên địa. Gương mặt đó trông không rõ lắm, trong mơ hồ, nó có chút giống Trần Đức, nghiêm nghị thần uy, như thiên thần rơi xuống thế gian để hút mất hồn người. Khi hư ảnh đó ngưng tụ, hư ảnh của Lôi Thần cũng trở nên lu mờ, nhỏ bé. Đó là gì vậy? Lại là hư ảnh, hình như có gì đó khá giống với võ kỹ của Trần Võ Si, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Phần lớn võ giả hoảng hốt, da đầu run lên, không ngờ Trần Đức vẫn còn quân bài chưa lật. Trần Bát Hoang, mày có thế chết được rồi. Trần Võ Si điên cuồng nói, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm vào chính lúc này. Một con kiến, lại có thế khiến hẳn người thấy mùi nguy hiểm. Mặt Trần Võ Si đỏ bừng. Tức giận đến cùng cực, sau tiếng gào lớn, hắn ta cử động, cánh tay cuốn keo 10 vạn đại đạo, 100 vạn thần lôi đánh về phía trước. Cùng lúc đó, hắn còn thi triển võ kỹ khác, ấn quyết trên đầu ngón tay liên tục biến đổi, sát ý khủng bố như ngọn lửa bùng lên, gần như ngưng tụ. Vạn lôi trưởng, thiên chu quyền, thất sát cửu thiên kiếm. Bấy giờ, Trần Võ Si đã hoàn toàn nổi giận, lập tức vận dụng không biết bao nhiêu võ kỹ khủng bố. Những võ kỹ này có thể sẽ yếu hơn hư ảnh lõi thần nhưng cũng thuộc dạng bất phàm. Trong điên địa, sấm sét xuất hiện, quyền phong, kiếm ảnh, ánh đao, chỉ ấn đan sen, chỉ trong thời gian một phần ngàn giây, các loại võ kỹ đã hòa trộn vào nhau, như tiếng gió biển thét gào, tiếng sói chu thối quét về phía trước, hư ảnh lôi thần sau lưng hắn lại không ngừng gõ vào sấm sét trong tay. Mỗi lần gõ một cái, sức mạnh của lôi ấn lại mạnh hơn vài phần, ánh sáng sấm sét cuồng bạo bắn ra xung quanh. Dư chấn dữ dội lập tức khiến vòm trời bị xé rách hệt như tấm rẻ nhàu nát. Lôi quang điên cuồng không ngừng đánh xuống vòm trời, cả bầu trời cũng trở nên hỗn loạn. Rầm. Một giây sau đó, cuối cùng vòm trời cũng bị đánh phá, lộ ra hư không bên trong. Uy thế khủng bố chấn động toàn bộ đảo Khốn Long, mười mấy vạn võ giả đều chú ý đến cảnh tượng trên 9 tầng mây, tất cả đều ngu người. Một số người đã biết được có chuyện gì đang xảy ra. Trong không gian tin tức đã có người đồng bộ khung cảnh đang diễn ra lên đó, ai cũng biết Trần Võ Si đang đánh với Trần Đức. Đồng thời, không biết ai đã lan truyền tin tức đảo Khốn Long chỉ có thể chứa được 300 người. Người đăng bài cũng chỉ rõ, thông đạo nằm ở ngay thiên cung. Rất nhiều võ giả liều mạng chạy tới vực thiếm điện, không muốn bỏ qua cơ hội rời khỏi nơi này. Thế nhưng, đã có rất nhiều người chết trên đường đến vực thiếm điện. Trận chiến của Trần Đức và Trần Võ Si thật sự quá dữ dội, thức tỉnh rất nhiều loại khủng long đáng sợ, bọn nó không có linh trí, chỉ có sự hung ác nguyên thúy nhất, bật đầu chặn giết võ giả, tu sĩ. Khi Trần Đức và Trần Võ Si giao chiến, đã có 2-3 vạn người chết trên đảo Khốn Long, núi thây biến máu, xương trắng đầy rẫy, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Vù vù, Trần Võ Si dùng rất nhiều loại võ kỹ, thiên địa gào thét, vô số võ giả run như cầy sấy. Có thể nói là ngây người. Trận chiến ở cấp bậc này thường rất khó gặp,
thậm chí bọn họ còn có thể lĩnh ngộ một số thứ về cho mình từ võ kỹ của Trần Võ Si, có võ giả cũng đã đột phá rồi. Đó là nhà họ Trần, là thế gia viễn cố, dù Trần Võ Si không là gì trong gia đình đó, nhưng vẫn khiến con người ta phải run sợ, phái khủng bố. Đúng đó, tình hình bên trong thế gia vọng tộc, người thường rất khó với tới. Cứ tưởng Trần Bát Hoang sẽ có một con đường sống, bây giờ xem ra cũng chỉ còn một đường chết mà thôi. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Có thế kiên trì trong tay Trần Võ Si lâu như thế, hắn đã có thể hất mặt lẻn trời rồi. Rất nhiều võ giả đang bàn luận, nghẹn họng nhìn chằm chằm về phương xa. Giết chết Trần Bát Hoang, nhất định phải giết chết Trần Bát Hoang. Ánh mắt Vương Mâu đầy dữ tợn, Trần Đức vốn không có khúc mắc gì với hắn ta, thế mà bấy giờ hắn ta lại hận không thể giết chết anh. Trần Võ Si đã dùng hết tất cả những quân bài tẩy của mình, cả thất sát kiếm mà hắn chưa từng dùng cũng được mang ra rồi, lần này chắc chắn Trần Bát Hoang sẽ chết, không có gì để nghi ngờ. Làng Nhất Hải nhíu mày thật chặt, trận chiến này khiến hắn ta xem mà hoảng hồn, nhưng may là Trần Đức sẽ chết ngay thôi. Bọn Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn, Lâm Đông Nhạc cũng vô cùng căng thẳng, run rẩy ngừng thở, bọn họ biết rất rõ trận chiến này sẽ nhanh chóng phân ra cao thấp. Vòm trời vỡ nát lộ ra từng mảnh hư không, nhưng nhanh chóng được sức mạnh bí ấn của đảo Khốn Long sửa chữa, sau đó lại tiếp tục bị hư ảnh lôi thần phá rách. Vòm trời như một miếng rẻ rách, bị chư thiên lôi án của Trần Võ Si không ngừng xé rách, lại lần lượt chắp phá. Trần Võ Si tung ra hết mọi thủ đoạn thế này thật sự quá kinh khủng. Chỉ trong nửa giây, tất cả mọi thứ, ngưng tụ, lại ngưng tụ, rồi ngưng tụ, đánh về phía một mình Trần Đức. Màu me, chẳng có tác dụng gì. Cũng vào đúng lúc này, cuối cùng Trần Đức cũng đã ra tay, giữa lòng bàn tay anh là ly hỏa dữ dội, bao trùm lấy hư ảnh trắng đen, đột nhiên một đấm nghịch thế đánh tới. Giây sau đó, sức mạnh của hai người chạm vào nhau. Rầm rầm ầm, không gian lập tức ầm ầm nổ tung, hư không cũng vỡ nát, dư chấn khủng bố đến mức mặt đất cũng xuất hiện mấy vết nứt, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, một cảnh tượng hết sức hãi hùng xuất hiện, kiếm của Trần Võ Si vỡ nát, đủ loại võ kỹ hắn tung ra cũng trở nên u ám, dưới một đấm của Trần Đức, nó hệt như nhánh cây đã khô héo, gãy răng rắc. Nắm đấm của anh vẫn chưa ngừng lại, đánh về phía hư ảnh lôi thần kia, hư ảnh run lên dữ dội, như lửa gặp phải nước, dần dần lu mờ, nắm đấm nhanh chóng đánh tới, dừng lại chẽn người Trần Võ Si. Bốp! Âm thanh trầm đục vang lên, Trần Võ Si phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như viên đạn rơi xuống đất, khiến mặt đất nổ tung, nhấc lên bụi mù vạn trượng. Hư ảnh lôi thần vốn đã mờ ảo bắt đầu tan rã, vỡ nát, lôi quang mạnh mẽ điên cuồng lúc nãy cũng vỡ tan cùng với hình tượng nghiêm nghị kia, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Ầm! Hình tượng lôi thần ầm ầm nổ tung, âm thanh như tiếng chuông vang vọng, những mảnh nhỏ của hư ảnh rơi xuống như tiếng nổ rung trời. Những mảnh vỡ đó vẫn chưa rơi xuống đất đã điên cuồng ma sát với nguyên khí của đảo Khốn Long, sau đó bùng lên ngọn lửa đỏ hừng hực, như thiên thạch cuồn cuộn bay xuống. Sau đó, những mảnh nhỏ mang theo ngọn lửa đỏ rực dùng tốc độ khủng bố rơi xuống đảo Khốn Long, nhanh chóng đáp xuống đất, khiến nước bốc hơi trong khoảng thời gian ngắn, đất trời rung chuyển, vụ nổ mạnh khiến vực thiểm điện xuất hiện một cái hố to. Chỉ là cái hố đó nhanh chóng được sức mạnh bí ấn của đảo Khốn Long sửa chữa lại. Bụi mù vạn trượng dần tan đi. Bóng dáng Trần Võ Si dần xuất hiện. Trần Võ Si không cho Hân cơ hội, lại cử động, một đấm rơi xuống, như búa tạ che trời đánh về phía Trần Võ Si, không hề do dự chút nào, quyết đoán đến lạ, lại dùng thêm trăm phần thực lực, giấy lẻn tiếng trống khiến tinh thần hăng hái, tranh thủ lúc hắn yếu nhất lấy mạng hẳn. Không, Trần Võ Si đã bị thương rất nặng, đến chết hắn cũng không ngờ được mình lại bị một võ giả cảnh giới hóa đạo đánh trọng thương, lại càng không ngờ mình sẽ đứng bên bờ vực sinh tử. Ánh mắt Hân đầy sợ hãi nhìn một đấm đó rơi xuống. Muốn chạy, lại không thể chạy thoát. Thiên Tàm Sa Y. Trong lúc bối rối, Trần Võ Si lấy ra một món bảo bối, là một mảnh lụa trắng bao trùm lấy Hân, muốn đỡ đòn. Thế nhưng, cũng không có tác dụng gì cả. Chẳng mấy chốc, Trần Võ Si đã bị nhấn chìm. Có thể thấy rất rõ. Một đấm rơi xuống, hoa tuyết tung bay, nhuộm đó cá hư không. Trần Võ Si. Chết. Cảnh tượng đó, như đom đóm xuất hiện giữa màn đêm, in sâu vào mắt,
vào thần hồn vô số võ giả xung quanh vực thiếm điện, một đám miệng đẳng lưỡi khô, con tim hoảng hốt, không thể nói nên lời. Ừng ực, ừng ực. Chí trong 3 giây ngắn ngủi, những tiếng nuốt nước bọt vang lên, vô số tu sĩ, võ giả gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt. Chết, chết rồi. Trần Võ Si chết rồi hả? Trời ạ, tôi vừa mới nhìn thấy cái gì, cảnh giới hóa đạo giết chết Trần Võ Si cảnh giới thiên nguyên đỉnh phong. Tất cả võ giả, tu sĩ ở đây thấy mình sắp điên rồi. Nếu có ai đó nói với bọn họ rằng có người đủ sức vượt qua cảnh giới giết người, hơn nữa còn vượt qua tận 3 cảnh giới lớn, thế thì chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy người đó có vấn đề về thần kinh, bị điên rồi, ngu hết cả người rồi. Thế nhưng, bây giờ, sự thật đã bày ra trước mắt. Trần Bát Hoang mà trước đó bọn họ xem là một con kiến, một tên rác rưởi đã giết chết Trần Võ Si. Cảnh tượng đó, bọn họ nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Khi Trần Võ Si bị một đấm đánh chết, sắc mặt Lăng Nhất Hái hoàn toàn trắng bệch, chẳng có một hột máu nào, trắng bệch như tờ giấy. Hắn ta há miệng thở dốc, lại không thể nói ra được một lời nào, như thể trắng còn chút hơi sức nào để nói cả. Trần Võ Si có thể tùy tiện hành hạ hắn ta đến chết, lại bị Trần Bát Hoang mà hắn ta xem là một con kiến hôi dùng một đấm đánh chết. Hắn ta còn có thể nói được gì? Lăng Nhất Hải muốn bỏ chạy, nhưng hắn ta lại không có đủ gan làm việc đó. Hân ta biết rất rõ, nếu Trần Bát Hoang muốn giết mình, hắn ta hoàn toàn không thể trốn thoát được. Vương Mâu xa xa đang trợn mắt há hốc miệng, nghẹn họng nhìn chân chối, cả người cứng ngắc. Một giây trước hắn ta vẫn còn mong ngóng Trần Võ Si dùng chư thiên lôi ấn giết chết tên rác rưởi Trần Bát Hoang kia, nhưng một giây sau, Trần Võ Si đã bị một đấm của Trần Bát Hoang đánh chết. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Khủng hoảng, sợ hãi, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng Vương Mâu, hắn ta nuốt nước bọt theo bản năng, cứ như nhìn thấy quý, đặt mông ngồi xuống đất. Tiểu ra quần rồi. Sợ đến nỗi tiểu ra quần rồi. Lâm Đông Nhạc cũng không khá hơn là bao. Hối hận. Bấy giờ trong lòng ông ta chỉ có cả ngàn hối hận, cả vạn hối hận vì mình đã không ôm đùi Trần Đức. Tại sao lại không tạo quan hệ tốt với anh? Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn nhìn nhau, mặt hai người đều đỏ bừng lên, thậm chí Lâm Tử Huyên còn rơi nước mắt. Tên này, có còn là người không? Đôi môi đỏ mọng của Tô Y Y khẽ nhếch, cô ta là người có được ấn ký thiên đạo. Tu hành một ngày có thể sánh ngang 1 năm, mấy năm, thậm chí là 10 năm của người khác. Nhưng so với Trần Đức, hình như chẳng là cái thá gì cả. Nên biết rằng, khi bọn họ gặp Trần Đức lần đầu tiên, anh chẳng qua chỉ là một thánh tổ mà thôi. Thời gian mấy ngày anh đã nhảy vọt lên cảnh giới hóa đạo không nói, còn ở cảnh giới hóa đạo, giết chết Trần Võ Si thiên nguyên đỉnh phong. Trong lòng Tô Y Y chỉ có một câu má nó. Không biết có nên nói ra không? Rốt cuộc là cô ta có ấn ký thiên đạo, hay là Trần Bát Hoang có vậy? So với sự khiếp sợ của mọi người, Trần Đức lại khá là bình tĩnh, tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của anh cả. Anh với cảnh giới hóa đạo đỉnh phong, trong trạng thái cực cảnh, cộng thêm tự tại thần ma công vốn có thể đánh một trận ngang tay với Trần Võ Si rồi, huống chi, không ai phát hiện ra anh lại đột phá lên rồi. Bấy giờ, anh đã là cảnh giới hợp đạo. Khoảnh khắc anh suy diễn ra võ kỹ kia thì cũng đột phá, chẳng qua, vì con giường anh tu luyện có hơi đặc biệt nên không có ai phát hiện ra, giống như trước đó khi anh ớ hóa đạo đính phong, không. Bùng nổ thì người ta cũng chỉ nghĩ anh là đại năng mà thôi. Cảnh giới hợp đạo sơ kỳ, cộng thêm võ kỹ vừa mới suy diễn ra, giết Trần Võ Si là chuyện nước chảy thành sông, hết sức bình thường. Chẳng qua, trông anh có vẻ khá thoải mái. Nhưng trên thực tế, anh đã trở nên yếu đi rất nhiều. Có thể nói là đang chìm trong trạng thái suy. Yếu. Võ kỹ mới tạo, tên là, tự tại thần ma thân đi. Trần Đức đặt bừa cho võ kỹ một cái tên, trước mắt tự tại thần ma thân vẫn chưa hoàn thiện. Võ kỹ này bộc phát từ tự tại thần ma công, sở hữu một không gian tiến bộ và trưởng thành rất lớn. Thu hồi tự tại thần ma thân, Trần Đức đáo mắt nhìn về phương xa. Đồng thời. Một tảng đá lớn vỡ vụn, lộ ra Vương Mâu đang nấp phía sau. Trên mặt Vương Mâu đầy vẻ sợ hãi, hết sức hoảng hốt, vừa trông thấy Trần Đức đã vội vàng quỳ xuống. Kẻ hèn này có mặt như mù, tôi đã biết sai rồi cậu Trần, cậu tha cho tỏi một mạng đi, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng. Vương Mâu quỳ dưới mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha,
Trần Đức cũng không thấy bất ngờ gì, nhưng anh lại không có ý định tha cho Vương Mâu. Nếu không có tên khốn Vương Mâu này, tất cả đã không xảy ra. Anh vừa mới lộ mặt, nhớ đầu bị Đoàn Phong Trần Bát gặp, có trời mới biết hân ta còn dám thỏ đầu ra hay không, ắt hắn việc tìm kiếm Cơ Tuyết đã khó lại càng khó. Sau một tiếng vang nhỏ trong không gian, Vương Mâu còn chưa kịp hừ lấy một tiếng đã bị Trần Đức giam cầm, kéo đến trước mặt, sau đó giơ hai tay ép chặt hắn ta. Đùng! Vương Mâu lập tức vỡ thành một đám mây máu, giống với Trần Võ Si, thần hồn và cơ thể đều tan biến, chết không còn xác. Khi Trần Đức ra tay giết chết Vương Mâu, thì đột nhiên, không có một dấu hiệu báo trước nào. Không biết từ đâu, mặt đất trước mặt xuất hiện từng đạo sấm chớp. Các tu sĩ đảo mắt nhìn, phát hiện nơi Trần Võ Si bỏ mạng vẫn còn một đám nguyên khí khổng lồ. Huyết khí! Trần Đức nhíu mày, anh có cảm giác bất an mơ hồ, có dự cảm xấu. Một giây sau, đám nguyên khí khổng tô kia bỗng nhiên đứng yên bất động, im lặng như một con rùa rụt đầu. Sau đó, đoàn nguyên khí dữ dội bỗng nhiên bay đến vực thiếm điện, như bị một lực hút nào đó hút mạnh về bên kia. Có thể thấy rất rõ đám nguyên khí đó nhanh chóng bay đến chỗ sương mù của vực thấm điện, sau đó, đám nguyên khí bị sương mù hấp thu hết. Sạch, bỗng nhiên, không gian phía trước sương mù bắt đầu dao động. Ầm ầm. Sau tiếng dao động dữ dội, ngay sau đó, mọi người trông thấy phía trước sương mù là một khe hở hư không mang màu đỏ của máu, nguyên khí đan xen. Xung quanh khe nứt đó là những ấn ký, đảo mắt nhìn lại, trông hệt như cánh cổng dần đến thế giới khác. Cổ quái đến kỳ lạ. Mà sau cánh cổng hư không kia đang loáng thoáng lóe lên một dao động năng lượng đầy khủng. Bố! Đó là cái gì thế? Không biết nữa, chẳng lẽ cái chết của Trần Võ Si đã mở ra cánh cống vào thiên cung ư? Nhóm tu sĩ bắt đầu lại nhảy, bàn tán về khe hở hư không đột nhiên xuất hiện này. Quái dị, nhìn đâu cũng thấy hết sức quái dị. Cả Trần Đức cũng không ngoại lệ, anh thấy hơi khó hiểu, không rõ xảy ra chuyện gì. Trần Đức, mau chạy đi. Thế nhưng, bấy giờ, Tô Y Y sau lưng bỗng nhiên thốt ra tiếng hét đầy sợ hãi, khi nhìn thấy cánh cửa đó, mặt cô ta cắt không còn một hột máu. Khi Tô Y Y đột nhiên phát ra tiếng hét đầy sợ hãi, thì mí mắt của Trần Đức cũng giật giật, bị người kéo lại vẫn không phản kháng, lập tức lùi lại thật xa. Bởi vì, anh bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Đó là cánh cửa gì thế? Hình như nó có liên quan đến Trần Võ Si. Mặt Trần Đức đầy vẻ khó hiểu, nhìn về phía Tô Y Y, thấy dáng vẻ sốt ruột của cô ta cùng với sắc mặt khó coi đó, có thể thấy cô ta biết một điều gì đó. Cánh cửa này là một loại bí thuật của nhà họ Trần. Trần Võ Si dùng máu huyết cuối cùng của mình để mở nó ra, chưa đến lúc bất đắc dĩ, người nhà họ Trần sẽ không dùng đến, cũng có rất ít người nắm giữ bí thuật này. Bí thuật này, cả đời chỉ có thể dùng đúng một lần, nói cách khác, cánh cửa đó và người bước vào sẽ có liên quan tới Trần Võ Si. Hơn nữa, tôi đã cảm nhận được đằng sau cánh cửa kia là một hơi thở vô cùng khủng bố, người sắp đến còn khủng khiếp hơn Trần Võ Si rất nhiều. Tô Y Y đáo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào khe hở hư không kia, sặc mặt hoảng hốt, đi thôi, chúng ta mau chạy thôi. Theo bản năng, Tỏ Y Y muốn kéo Trần Đức đi. Không thể đi được nữa rồi. Mắt Trần Đức khẽ nhíu lại, bấy giờ, không chỉ mình Tô Y Y cảm nhận được mà chính anh cũng nhận ra một hơi thở vô cùng khủng bố đang lan tràn từ khe hở hư không đó. Thế nhưng, vì anh ở gần nhất, nên áp lực như núi từ đó vọt ra cũng nhanh chóng đè lẽn người anh. Anh vốn đang trong thời kỳ suy yếu, bấy giờ thứ uy áp khủng bố kia lại khiến anh dựng thẳng tóc gáy, cả cử động cũng trở nên khó khăn. Trần Bát Hoang, cho anh thứ này. Tô Y Y nhận thấy điều bất ổn, bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc, nguyên khí dâng lên, đưa bình ngọc tới ném vào ngực Trần Đức. Đây là Bách Hoa Linh Chấp, linh dịch bí chế của tộc Bách Hoa, uống nó vào anh sẽ hồi phục lại nguyên khí. Tô Y Y giải thích. Cảm ơn. Trần Đức vô cùng dứt khoát uống cạn. Bách Hoa Linh Chấp như một dòng chảy nhẹ nhàng lan khắp tứ chi bách hái trong người anh. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Đức đang suy yếu đã hồi phục lại lực chiến mạnh nhất. Nó. Trần Đức hoảng hốt, hiệu quả của thứ này cũng ghê gớm quá rồi đó. Không cần phải bất ngờ quá, Bách Hoa Linh Chấp, toàn bộ tộc Bách Hoa chỉ có đúng 6 bình, mà tôi cũng chỉ có một bình đó thôi. Tô Y Y nhìn chằm chằm khe hở hư không cách đó không xa,
giọng nói cô ta khó giấu được vẻ căng thẳng. Trần Đức không nói thêm lời nào, vận chuyển âm dương kinh, lại tiến vào cực cảnh, thi chiến tự tại thần ma công, mái tóc biến thành màu trắng, quỷ dị ma quái, áp lực chẽn người anh cũng đã yếu đi. 7-8 phần. Nhưng, bấy giờ, uy áp giữa đất trời lại trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Dù là mấy ngàn võ giả xa xa cũng tái mét hết cả mặt, hai chân bắt đầu run run, căng thẳng, khó hiểu, sợ hãi nhìn chằm chằm khe hở kia. Sức mạnh của uy áp này còn dữ dội hơn cả Trần Võ Si ở cảnh giới thiên nguyên đỉnh phong, không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Cảnh giới hồn nguyên. Một võ giả có tu vi khá cao mặt cắt không còn một hột máu, sau khi cảm nhận được hơi thở đó thì đồng tử chợt phóng to, nơm nớp lo sợ. Gần như là cùng lúc. Rốt cuộc, một bóng người cùng bước ra từ khe hở hư không đó. Khi bóng người đó xuất hiện, mặt Tô Y Y lại càng trắng bệch, không thể tìm thấy chút huyết sắc. Nào, bởi vì, người đó rất khủng khiếp. Đủ để giết chết cô ta trong giây lát. Đó là một người đàn ông mặc áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc sáo, gương mặt đầy vẻ tự tin và lạnh giá. Người đó chắp hai tay sau lưng, chân bước giữa hư không. Như thượng đế quan sát trốn phàm trần, đảo mắt nhìn từng người có mặt ở đó. Trần Tứ Phi, không ngờ, lại là Trần Tứ Phi. Xa xa, Lăng Nhất Hải vừa liếc mắt đã nhận ra người vừa tới, chân bất giác lùi lại vài bước, trong lòng là nỗi sợ hãi lan tràn. Trần Tứ Phi, một trong những thanh niên tài tuấn của nhà họ Trần, đứng hàng thứ năm. Đúng, chính là thứ năm, tuy chỉ đứng thứ năm, nhưng xét những người cùng tuổi. Ngoài các thế gia viễn cổ, môn phái viễn cổ, thì người có thể vượt qua hắn ta ít ỏi không có mấy. 3 năm trước, hắn ta đã đạt tới cánh giới hỗn nguyên rồi. Năm đó hân ta 29 tuổi. Không chỉ mình Lăng Nhất Hải, đám đông cũng có người nhận ra lai lịch của hắn ta, bầu không khí im lặng đến lạ kỳ, không có bất kỳ người nào dám bàn tán. Thực lực của Trần Võ Si thì bọn họ đã được chứng kiến, nhưng Trần Tử Phi còn mạnh hơn không chí là gấp 10. Mà là gấp trăm Trần Võ Si. Không hề nói quá lên một chút nào. Theo hơi thở đó mà nói, thì một bàn tay của hắn ta lè đủ để nghiền nát Trần Võ Si. Đó chính là sự chênh lệch. Trần Tử Phi đảo mắt qua tất cả mọi người, đám đông không ai dám lên tiếng, thậm chí, cả cử động cũng không dám dù chỉ là một chút. Trước mặt hắn ta, những người ở đây không. Khác gì thịt bò nằm trên thất gỗ, yếu ớt đến cùng cực. Cuối cùng. Ánh mắt hắn ta dừng lại ở Trần Đức đứng gần mình nhất, khẽ mớ miệng, Trần Võ Si, chết rồi. Trần Đức gật đầu, không hề nhiều lời. Nhận được đáp án, Trần Tử Phi lơ lửng giữa không trung, thả thần thức ra, nhanh chóng tìm thấy hơi thở chiến đấu còn sót lại trong không khí. Một giây sau đó, ánh mắt hắn ta sáng như đuốc, sắc bén như ưng nhìn chằm chằm Trần Đức. Đồng thời, Trần Đức cảm giác được thứ gông xiềng vô hình nào đó đang lặng lẽ khóa chặt mình lại. Cậu giết. Trần Tử Phi khoanh tay, lại hỏi. Giọng hắn ta rất lạnh, cũng vô cùng hờ hững. Đồng thời, hơi thở cánh giới hốn nguyên khúng. Bố trên người hắn ta cũng như núi lửa bùng nổ, thối quét về phía Trần Đức, địch ý vô cùng rõ ràng. Hắn ta không hỏi, mà là ép cung. Đúng, là tôi giết. Trần Đức lại gật đầu, không hề e dè một chút. Nào, anh vừa mới dứt lời thì Tô Y Y cũng trợn tròn mặt, khóe miệng đầy chua xót. Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn lại bắt đầu sốt ruột không sao tả nổi. Cái cậu Trần Bát Hoang này có hơi ngay thẳng, thật thà quá rồi đó. Trước mặt anh không phải là con chó con mèo gì, mà là cao thủ còn mạnh hơn cả Trần Võ Si, là cảnh giới hỗn nguyên đấy. Thực lực của hắn ta đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ. Đối mặt với một người như thế. Nói dối một câu không được hả? Lại trực tiếp thừa nhận thế này. Bọn họ thật sự không thể hiếu nối cách mạch não Trần Đức hoạt động. Theo họ thấy, Trần Đức đánh thắng Trần Võ Si đã khó khăn lắm rồi, đã là may mắn lắm rồi, đối mặt với một cao thủ như Trần Tử Phi, sao anh có được phần thắng? Cả Lăng Nhất Hải cũng cười, tên ngu xuẩn này, tự cao tự đại, tưởng Trần Tử Phi là người ngang hàng với Trần Võ Si kia ư. Trần Tử Phi cũng hơi bất ngờ. Hắn ta cũng không ngờ đối phương lại thừa nhận nhanh như thế, theo lý mà nói, khi nhìn thấy hắn ta rồi thì đối phương phải chối bỏ trước, sau đó cầu xin tha thứ mới đúng chứ. Nhưng mà ngẫm lại, Trần Tử Phi cũng cảm thấy khá bình thường. Dù sao,
Người trước mặt cũng chỉ là một cảnh giới hóa đạo mà thôi, loại rác rưởi thế này, hắn ta chỉ cần tùy tiện dùng một ngón tay là có thể dễ dàng đè chết một đám rồi. Đối mặt với hơi thở của hắn ta, lẽ ra đối phương không thể và cũng không nên có can đảm nói dối. Tuy không biết tại sao Trần Võ Si lại chết trong tay cậu, nhưng tôi đã đến đây rồi, thì kết cục của cậu chỉ có một. Trần Tử Phi nhìn Trần Đức một lúc lâu, sau khi xác định anh chỉ là một cảnh giới hóa đạo thì lập tức mất hết hứng thú, chẳng muốn nói nhiều thêm một lời nào, cực kỳ khinh miệt giơ một ngón tay lên, chỉ vào anh. Kết cục đó chính là chết. Một chữ chết được thốt ra. Trong phút chốc, dao động khủng bố từ đầu ngón tay hắn ta bắn ra, như con tê tê xuyên thủng cả không gian, xé rách, lao thẳng về phía Trần Đức. Chỉ một ngón tay đó thôi. Đã khủng bố hơn chư thiên thần lôi mà Trần Võ Si dùng hết 100% thực lực đế thi triển rất nhiều rồi. Chỉ là dư chấn của nó thôi đã khiến đất trời trở nên u ám, cả vực thiểm điện rung lên như động đất. Sắc mặt Trần Đức chợt đổi. Đây chính là nhà họ Trần ư, chọn bừa một người thôi cũng khủng bố đến như thế. Anh dồn hết 100% thực lực, dựng lên một vầng sáng phòng ngự. Ông, ngón tay đó đánh vào lớp phòng ngự. Răng rắc, nhất thời, lớp phòng ngự của Trần Đức đã vỡ nát. Không thể ngăn cân. Cũng may, ngón tay đó đã mất đi phần lớn sức mạnh, chỉ còn dư uy đẩy Trần Đức và Tô Y Y ra phía sau hơn 300 mét. Trần Đức đứng mũi chịu sào, toàn bộ cánh tay phải bị dư chấn càn quét chỉ còn máu thịt mơ hồ, có thể thấy cả xương trắng. Chỉ một ngón tay. Kết quả đó khiến mọi người rợn hết da gà. Nên biết rằng, trước đó Trần Bát Hoang chỉ dùng một đấm đã đánh chết Trần Võ Si. Bây giờ, cả một ngón tay của Trần Tử Phi cũng không thể đỡ nổi. Sắc mặt nhóm Lâm Tử Huyên và La Văn Sơn khó coi đến lạ, Lăng Nhất Hải cũng rung động, hắn ta biết Trần Tử Phi mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Trần Đức, ở một nơi xa, một cô gái trông thấy cảnh tượng đó thì chớ nên bối rối, muốn lao ra theo bản năng. Nhưng, một bóng người nhanh chóng chắn trước mặt cô ta. Cơ Tuyết, sao thế, muốn cứu người hả? Em đã hỏi ý tôi chưa vậy? Ha ha! Bên kia, một cô gái nở nụ cười mỉa mai, Phong Trần, người ta nhìn thấy tình nhân của mình bị thương nên sốt ruột đó mà. Đúng đó, Cơ Tuyết, em chưa từng sốt ruột vì tôi bao giờ. Ánh mặt đoàn Phong Trần chất chứa vẻ ghen tị, tên đó rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Cơ Tuyết im lặng, không nói gì, ánh mắt đầy mờ. Mịt! Ô! Không chết hả? Trước khe hở hư không, Trần Tử Phi lại thấy hơi bất ngờ. Hắn ta không ngờ đối phương lại có thể chịu được. Quan trọng nhất là, hắn ta cảm nhận được thứ hơi thở quen thuộc từ máu mà người đó cháy ra. Huyết mạch nhà họ Trần. Trần Tử Phi biết rất rõ, trong chuyến đi đến đảo Khốn Long này, nhà họ Trần chỉ cử mỗi mình Trần Võ Si đi, mà Trần Võ Si trời sinh ngạo mạn, lại có được võ kỹ tát huyết thành binh, nên hẳn không hề mang theo bất kỳ ai khác. Lúc này, con đường đến đảo Khốn Long đã sớm đóng lại, bản thân Trần Tử Phi có thể đến được đảo Khốn Long đều nhờ vào cánh cổng mà Trần Võ Si dùng máu huyết đế mở ra. Người này, rốt cuộc là ai? Tại sao lại có huyết mạch nhà họ Trần? Cô Tô, cô đi trước đi, người này cứ để tôi cán. Lai, xa xa, Trần Đức lấy lại bình tĩnh, nói ra một câu rồi thi triển hư không thuật, trốn vào hư không. Ngay sau đó, lại xuất hiện trước mặt Trần Tử Phi. Tự tại thần ma thân cũng được thi triển, hư ảnh khổng lồ hiện lên, Trần Đức vận chuyến lực đại đạo vô tận trực tiếp đánh về phía Trần Tử Phi. Có lẽ là dư nghiệt của gia tộc. Ánh mắt Trần Tử Phi trở nên sắc bén, nhà họ Trần gia đại nghiệp đại, có một số người không thể theo kịp tốc độ của gia tộc nên bị đuối đi, biến thành một nhánh nhỏ trong số những nhánh nhỏ, hắn ta không biết cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thấy Trần Đức tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng sắc mặt Trần Tứ Phi vẫn bình tĩnh trước sau như một, vẻ cười cợt trên môi vẫn chưa từng biến mất, nhìn về phía hư ảnh kia, múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà... Ly hỏa đó, bản thân tôi cảm thấy khá hứng thú, nó, là của tôi. Bù! Trong lúc nói chuyện, hắn ta cũng vung một cái tát lên, cùng với sự chuyển động của cánh tay, giữa đất trời xuất hiện một bàn tay đánh về phía Trần. Đức, Trần Bát Hoang, tôi giúp anh. Cùng lúc đó, Tô Y Y cũng di chuyển, ấn ký thiên đạo rực rỡ, những đóa hoa tươi xuất hiện giữa hư không, muôn màu muôn vẻ, Tô Y Y lặng người,
nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trần Đức, ra tay cùng lúc với anh. Bốp! Nhưng mà... hai người lại bị đánh bay một lần nữa, một chưởng của Trần Tử Phi đánh tới, hư ảnh sau lưng Trần Đức cũng nhạt đi rất nhiều, lảo đảo sắp ngã. Quần áo Tô Y Y lại một lần nữa rách nát tả tơi, ngụm máu tươi phun ra, mặt khó coi hơn cả người chết. Ấn ký thiên đạo. Trần Tử Phi vừa liếc mắt đã nhận ra sự bất phàm của Tô Y Y, được lắm, tôi lấy. Hắn ta không vô nghĩa nửa lời, như một vị thần đứng tít trên cao, đưa ra phán quyết cho Trần Đức và Tô Y Y. Sau đó, cánh tay nhẹ nhàng vung lẻn. Nguyên khí vô biên vô hạn lại ngưng tụ một lần nữa, cả vòng trời và không gian đều run lên đầy bất an, như gặp phải đại nạn gì đó, đất trời rung lắc, rất nhiều võ giả không thể đứng vững được. Một đạo huyền quang tạo thành đại ấn như núi cao 10 vạn trượng đè xuống Trần Đức và Tô Y Y. Nếu nó rơi xuống người họ, hai người chắc chắn sẽ bị thương rất nặng. Má, dù tôi có chết cũng phải kéo anh theo. Ánh mắt Trần Đức trở nên tàn nhẫn, nguyên khí trong người trở nên mạnh mẽ, lập tức muốn tự bảo. Trần Tử Phi, lá gan cậu lớn quá rồi nhỉ, dám giết cả bạn tôi. Đúng lúc này, đột nhiên, xa xa, một vầng sáng chói mắt nhanh chóng tới. Gần, nhìn kỹ lại, đó là một con dao phay rất lớn. Dao phay lóe ra tia sáng âm u, không ngừng quay cuồng, che trời, mang theo sát khí thông thiên diệt địa từ xa bay tới. Đánh vào đại ấn của Trần Tử Phi. Dao phay nổ mạnh, chỉ mất nửa giây đã phá nát đại ấn, sau đó xoay tròn bay về tay của một người. Đó là một tên mập, trông có vẻ hết sức vô hại, mặt tươi cười, quần áo hết sức đơn giản, trông cứ như một bức tượng Di Lặc, dao phay khổng lồ trước đó cũng đã trở về kích cỡ bình thường nằm trong tay hắn ta. Tu La Tử. Nhìn thấy hắn ta, Trần Đức chợt ngẩn ngơ. Anh đã để ý thấy bản tử đứng trong đám đông vây xem xung quanh, nhưng không ngờ hắn ta lại ra tay vào lúc này. Ngại quá, tới chê rồi. Tu La Tử cười hơ hớ đi tới trước mặt Trần Đức, cậu không thế chết được, tôi còn đang chờ cậu làm thịt khủng long cho ăn mà, hà hà. Tu La Tử. Cùng lúc đó, mọi người trên đảo Khốn Long đều nhận ra người vừa xuất hiện. Mặt nghệt ra. Trần Bát Hoang lại quen biết với vị sát thần này. Tu La Tử, ông định nhúng tay vào chuyện của nhà họ Trần chúng tôi ư? Trần Tử Phi cũng nhận ra người vừa xuất hiện, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng, sắc mặt đầy âm u, gắt gao nhìn chằm chằm tên béo bất thình lình nhảy ra. Đúng đó, cậu có ý kiến gì? Ý kiến thì tới đây chém tôi đi, lại đây, chém vào đây này. Tu La Tử cười tủm tỉm ngước cổ lén, có thể thấy rất rõ trên cổ hắn ta có một vết sẹo, trông như bị búa chém trúng, để lại dấu vết rất rõ ràng. Thấy không, ở đây vẫn còn sẹo này, lúc trước tôi bị bố cậu chém, bố cậu còn không chém đứt nó được, tỏi. Muốn xem coi cậu có thể chém nó xuống được không đấy. Tu La Tử nhìn như đang cười, nhưng giọng nói lại đầy lạnh lẽo, âm u, sát ý tản mát khắp nơi. Lời hắn ta nói lập tức vạch ra thù cũ của mình với người nhà họ Trần, hơn nữa người đó còn là cha Trần Tử Phi. Ánh mắt Trần Tử Phi âm u, sát ý tản mát, phần nở nụ cười lạnh. Tu La Tử, ông tưởng chỉ một mình ông thì có thể cứu được nó hả? Đúng, tôi không thể giết chết ông, nhưng ông cũng không thể giữ mạng nó được. Thế, cộng thêm tôi nữa thì sao? Trần Tử Phi vừa dứt lời, thì đột nhiên khu vực này trở nên rất lạnh. Ở đó, tất cả mọi người đều kiềm lòng không đậu dùng mình một cái. Sau đó, cách nơi này hơn một cây số, giữa hư không là một người chậm rãi bước tới. Áo tang vải thô, lưng đeo kiếm. Hai tay khoanh trước ngực, mồi một bước người đó đi như đang dẫm vào lòng tất cả mọi người, khiến nhịp tim họ nảy lén theo từng bước chân, hết sức khủng bố. Độc Cô Huyền, hắn ta cũng tới đảo Khốn Long ư. Nhìn thấy người đó, mấy cao thủ nằm ở bảng xếp hạng thứ hai trong đám đông nhanh chóng gọi tên. Bóng người cao lớn chợt xuất hiện, đám cao thủ đều nín thở tập trung, vô số ánh mắt đều nhìn về phía người đang bước trên hư không. Độc Cô Huyền như một bóng ma từng bước đi tới trước mặt Tu La Tử và Trần Tử Phi, trên người hắn ta lè khí lạnh quanh quẩn, khiến không gian như đông lại. Độc Cô Huyền, Thiên Sát Cô Tinh Độc Cỏ Huyền. Độc Cô Huyền có được biệt danh Thiên Sát Cô Tinh, không phải vì tính cách lạnh lùng quái gở của hắn ta. Dù Độc Cô Huyền xuất thân từ tộc Độc Cô đáng sợ, nhưng từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, trục xuất khỏi gia tộc. Không chỉ thế. Những người thân thiết với hắn ta đều chết bởi rất nhiều sự cố ly kỳ.
Dân gia, có người truyền tai nhau rằng Độc Cô Huyền chính là Thiên Sát Cô Tinh chuyển thế, khác người thân, khác bạn bè. Có người còn đồn nghe ảo hơn, nói là Độc Cô Huyền tu luyện một tà điển thượng cổ nào đó, loại tà công đó sẽ hấp thu tinh phách dương hồn của người bén cạnh. Những người chết hết sức ly kỹ đó. Không phải là sự cố ngoài ý muốn, mà chết vì tà công của Độc Cô Huyền. Với những lời đồn đoán đó, Độc Cô Huyền chưa từng giải thích, nếu giải thích, hắn ta đã không phải là Độc Cô Huyền. Hẳn ta là như thế, tuy võ lực Độc Cô Huyền cũng chỉ đánh ngang tay với Trần Võ Si thôi, nhưng đại thiên thế giới kiêng kỵ Độc Cô Huyền hơn Trần Võ Si rất nhiều. Thấy Độc Cô Huyền xuất hiện, mọi người ở vực thiếm điện không hẹn mà cùng lùi về phía sau nửa bước, né như né tà. Độc Cô Huyền, chẳng lẽ anh cũng muốn nhảy xuống vũng nước đục này ư? Dù người xuất hiện là Độc Cô Huyền, thì Trần Tử Phi cũng không hề sợ hãi chút nào. Độc Cô Huyền chỉ cúi đầu, giọng nói trầm thấp đến lạ lùng. Đúng đó thì sao? Dưới cùng của biểu mẫu. Ha ha ha, anh cũng tới rồi đấy hả? Tu La Tử cười ha hả, sau đó lại quay đầu sang nhìn Trần Đức, trêu ghẹo, cậu Trần à, tôi vốn chỉ có. Thế đánh ngang tay với Trần Tử Phi mà thôi, bây giờ sao trổi tới rồi, chắc là chúng ta sẽ đòi lại được một câu công bằng đấy. Nghe thế, Trần Đức cũng tung người nhảy lên. Anh nhìn Tu La Tứ và Độc Cô Huyền, cười nói, đại ản không biết phải trả thế nào, hôm khác chúng ta ngồi lại uống rượu ăn thịt nhé. Bất chi bất giác, ba người đã đứng cùng một chiến tuyến. Ba luồng nguyên khí đan xen vào nhau, có thứ gì đó đã thay đổi và dần lớn mạnh, tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc. Tu La Tử mạnh mẽ, Độc Cô Huyền lạnh lẽo, cộng thêm Trần Đức hùng hồn sâu xa. Luồng nguyên khí hiếm có khó tìm nhất từ trước đến nay bay thẳng về phía Trần Tử Phi. Mọi người ở vực thiểm điện đều sợ hãi đến nỗi ngũ tạng quay cuồng. Tại sao tên Trần Bát Hoang đó lại có quen biết với hai tên yêu nghiệt cảnh giới thiên nguyên như Tu La Tử và Độc Cô Huyền vậy? Ba cái tên đó, chọn bừa một người thôi đã rất mạnh rồi, đắc tiếc, lại gặp phải Trần Tử Phi. Đúng đó, bọn họ mà so với Trần Tử Phi thì vẫn còn kém rất nhiều. Dù là võ giả cảnh giới hóa đạo thì dưới áp lực nguyên khí của ba người cũng nấu cả đom đóm mặt, hết sức khó thớ. Nhưng mà, Trần Tử Phi lại hoàn toàn phớt lờ, không hề đặt ba người kia vào mắt. Ha ha, một đám rác rưởi. Xoẹt. Trần Tử Phi khẽ hừ một tiếng, ba luồng nguyên khí lao thẳng tới lập tức bị đánh tan nát. Khoảnh khắc nguyên khí tan biến, một con dao phay cực lớn đã bay tới trước mặt Trần Tử Phi. Tu La Tử đã ra tay trước, không hề nhiều lời vô nghĩa. Nhưng, Trần Tử Phi thật sự quá mạnh, trong nháy mắt. Trong tay hắn ta đã xuất hiện một thanh kiếm, nhanh chóng đỡ lấy con dao kia. Rất nhiều người ở đây không thể thấy rõ hân ta đã lấy kiếm ra như thế nào. Khi bọn họ nghe thấy tiếng dao và kiếm va chạm nhau, mới trông thấy thanh kiếm của Trần Tử Phi đã ép chặt lấy dao phay của Tu La Tử. Kiếm, là một thanh kiếm mỏng như cánh ve. Nhưng chỉ một thanh kiếm như thế, lại đỡ lấy một đòn chí mạng. Má, ghẻ vậy. Không biết từ khi nào Tu La Tử cũng đã lao tới trước mặt Trần Tử Phi, hẳn ta tóm lấy con dao, tiếp tục gia tăng lực và nguyên khí. Đúng là người nhà họ Trần ai ai cũng yêu nghiệt. Đối mặt với lực áp chế của Tu La Tử, Trần Tử Phi lại hết sức bình tĩnh, một tay cầm kiếm. Chỉ là hồn tộc mà cũng dám bàn tán về nhà họ Trần ư. Giết! Trần Tử Phi còn chưa dứt lời, Tu La Tử đã cảm thấy cổ tay chấn động. Hân ta cúi đầu nhìn xuống. Lại chẳng thấy lưỡi dao phay của mình đã bị kiếm của Trần Tử Phi chém một vết. 300 năm nay, chưa một người nào có thể tổn hại được con dao phay tinh hồn của hân ta. Vậy mà, khi hai người còn chưa kịp phản ứng thì luồng khí lạnh lẽo đã lao về phía Trần Tử Phi. Đó là một thanh kiếm khổng lồ, thân kiếm tối đen một mảnh, hệt như màn đêm ập tới. Dù thanh kiếm đó không có kiếm phong, nhưng thân kiếm lại tỏa ra hàn khí. Chí thoáng chạm vào hàn khí đó thôi, thì dù là ai cũng thấy sống lưng lạnh toát, sờ lên cố mình theo bản năng xem nó còn gắn với đầu mình không. Mà người cầm kiếm bay tới chính xác là Độc Cô Huyền. Hay cho một thanh vô phong trọng kiếm, đáng tiếc, anh chỉ là một đứa con bị nhà Độc Cô bỏ rơi mà thôi, đứng trước mặt tôi lại không biết tự lượng sức mình, tìm đường chết. Trần Tử Phi như thiên thần trợn trừng hai mắt, hân ta giơ tay trái lên, tóm chặt lấy kiếm phong của Độc Cô Huyền. Dưới cùng của biểu mẫu, thanh kiếm chí cần chạm vào là chết,
nhưng nay nằm trong tay Trần Tử Phi lại giống như một món đồ chơi vậy. Phiền chết được. Độc Cô Huyền bất giác mắng thầm. Ba người giằng co với nhau khiến mọi người đều nín thở tập trung nhìn, lông tơ dựng thẳng. Mấy kẻ tu vì thấp miệng đã sùi bọt mép, ngất ngay tại chỗ. Dù là Lăng Nhất Hái có thực lực mạnh nhất, đám người đó cũng bất giác nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là thực lực của cảnh giới Hỗn Nguyên ư? Không ngờ lại có thể dễ dàng khống chế hai cao thủ cảnh giới Thiên Nguyên như thế. Đáng sợ quá. Như lời người đó nói, tu vi của Tu La Tứ và Độc Cô Huyền đều ngang hàng với Trần Võ Si, đều là cảnh giới Thiên Nguyên. Thế mà Trần Tử Phi là cảnh giới Hỗn Nguyên, tuy tu vi chỉ hơn hai người kia một bậc, nhưng lại có thể dễ dàng đối phó với cả hai cùng một lúc. Hơn nữa, không khó để nhận ra Trần Tử Phi vản. Chưa dùng hết sức. Giữa không trung, Tu La Tử và Độc Cô Huyền không ngừng rót nguyên khí vào vũ khí của bản thân. Nhưng dù bọn họ cố gắng đến mức nào, cũng không thể khiến nét mặt Trần Tử Phi thay đổi nửa phần. Như đang chơi đùa với bọn họ, Trần Tử Phi cười lạnh một tiếng. Bản lĩnh chỉ tới đó thôi hả? Xem ra hai người còn chẳng đủ bản lãnh để làm hài lòng tôi. Nói xong, hắn ta lại gia tăng thêm nguyên khí. Tu La Tử và Độc Cô Huyền cảm thấy tình thế không ổn lắm, bèn liếc mắt nhìn nhau, ăn ý gật đầu một cái. Bộp, bộp, hai người một tay cầm vũ khí, tay kia thì nâm chặt lấy hai tay Trần Tử Phi. Tu La Tử quả quyết quát lớn, Trần Bát Hoang, còn chưa chịu ra tay nữa thì đợi đến bao giờ? Hai người vừa dứt lời thì luồng nguyên khí biến mất khá lâu bỗng nhiên bùng nổ trước mặt Trần Tử Phi. Chính là lúc này. Nguyên khí màu vàng nổ mạnh và vỡ vụn, như hàng vạn mặt trời nổ tung trước mặt Trần Tử Phi, lập tức khiến hân ta lóa mắt, mà nơi kim quang đó phát ra chính là Trần Đức. Trần Bát Hoang. Bốp! Một cú đấm thật mạnh vung lên, đánh thẳng vào mặt Trần Tử Phi. Trần Đức đánh trúng một đấm, sau đó hư ảnh sau lưng lại tung ra vô số đấm ngay trong phút chốc. Đấm sau lại mạnh hơn đấm trước, đấm sau lại chí mạng hơn đấm trước. Cú đấm tử hư không đánh thẳng vào đầu Trần Tử Phi. Rầm rầm rầm. Trần Đức không nói quá nhiều lời ngoan độc, trong một hơi thở đó anh đã liên tục ra tay. Bị Tu La Tử và Độc Cô Huyền giữ chặt, Trần Tử Phi bị đánh bất thình lình, không kịp chớ tay. Khi hắn ta đang miệt thị Tu La Tử và Độc Cô Huyền, thì Trần Đức đã lặng lẽ không một tiếng động che giấu đi hơi thở và nguyên khí của mình. Tất cả đều là vì một đòn hoàn toàn bất ngờ, long trời lở đất này. Mà đòn tấn công đó, Trần Đức không hề nương tay. Cùng với nắm đấm của anh chính là đất trời rung chuyển, từng đợt máu tươi bân ra, có thể thấy rất rõ máu thịt Trần Tử Phi đang lan tràn, xương cốt cứ gãy vụn, cả đầu là máu tươi đầm đìa, hoàn toàn biến dạng. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Những tiếng bốp bốp liên tục vang lên, Tu La Tử và Độc Cô Huyền chỉ thấy cánh tay mình đau nhói. Trần Đức đánh vào người Trần Tử Phi. Nhưng dư chấn mà đòn tấn công đó lan đến khiến hai người không thể giữ nổi cơ thể Trần Tử Phi nữa. Cuối cùng, cơ thể Trần Tử Phi hóa thành một vệt sáng rơi thẳng xuống mặt đất, tạo thành cái hố to với đường kính mấy chục thước ở vực thiếm điện. Trần Tử Phi rơi xuống hố không rõ sống chết, mà dưới đó không ngừng bốc lẽn hơi nước che khuất tầm mắt tất cả. Không một ai dám đến gần, nếu bị thứ hơi nước đó ám vào người, không chết cũng sẽ mất một lớp da đấy. Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, sợ đến không thể sợ hơn. Trần Đức, Trần Bát Hoang, lại đánh bại Trần Tử Phi, một cánh giới Hỗn Nguyên của nhà họ Trần. Không chỉ là mọi người cảm thấy rung động, mà bốn phương tám hướng đảo Khốn Long cũng liên tục vang lên tiếng muông thú gào thét. Một đòn của Trần Đức đã khiến cả hòn đảo Khốn Long rung lên. Sinh linh trên đảo đều bị thứ nguyên khí đó áp. Chế. Giữa không trung. Độc Cô Huyền và Tu La Tử nhíu mày, hai người đều nsln tay trái mình, cả hai bàn tay là máu thịt mơ hồ. Tu La Tử thì thào, cũng may lúc nãy buông tay kịp, chứ cứ giữ chặt lấy cơ thể Trần Tử Phi thì chắc là cánh tay tôi cũng bị cậu em Bát Hoang này đấm gãy mất rồi. Bên kia, Độc Cô Huyền không nói lời nào, hân ta lặng lẽ không một tiếng động giấu bàn tay mình ra sau lưng. Sĩ diện hão chi cho khố cái thân, cầm. Tu La Tử thoải mái nối ra một câu. Không biết là ném cái gì tới miệng Độc Cô Huyền, bị Độc Cô Huyền giơ tay chộp lấy. Hân ta tập trung nhìn, là một miếng thịt bằng nửa bàn tay, đã được chế biến nấu nướng xong hết, mùi thơm tẩn ra bốn phía. Cùng lúc đó,
Tu La Tử cũng tự ăn một miếng. Hân ta vừa ăn vừa nói với Độc Cô Huyền, đây chính là cao lương mỹ vị tôi tinh chế ra đó, ăn nó vào vết thương ở tay có thể hồi phục ngay lập tức. Bao nhiêu người xin tôi mà tôi không cho đấy, hôm nay được kịp kề vai chiến đấu, tiện thế cho anh lời một miếng. Có được thứ quý giá thế này, nếu là người khác chắc chắn sẽ mừng rỡ, nuốt vào ngay lập tức. Nhưng Độc Cô Huyền nghe thế lại tức giận, ném miếng thịt qua một bên. Cậu lại dám cho tôi ăn thịt hồn. Cái thứ được gọi là thịt hồn kia chính là một loại đan dược của hồn tộc, có thể rút ngắn thời gian chữa thương, kéo dài tuổi thọ, tăng tu vi. Thịt cũng như tên, nó không chỉ là một miếng thịt, mà còn là vật trích tinh hồn. Qua sự chế biến của Tu La Tử, tác dụng của nó còn mạnh hơn cả thịt hồn bình thường. Thế nhưng, nguyên liệu làm thịt hồn thường là những loại sinh vật có tính kiên cường và dẻo dai. Nói cách khác, miếng thịt này có thể là thịt linh thú, nhưng cũng có thể là thịt người. Bình thường, bản thân Tu La Tử không hề quan tâm nó là thịt người hay thịt thú, chỉ cần nó ngon là hắn ta ăn hết sạch. Nhưng người như Độc Cô Huyền lại không có đam mê gì với thứ này. Thấy Độc Cô Huyền vứt lòng tốt của mình đi, Tu La Tử cùng không tức giận, chỉ hừ một tiếng. Không biết ơn lại còn vứt bỏ, tôi còn đang sợ hôm nay mình đứng gần thiên sát cỏ tinh như anh quá lại bị anh hại chết đây này. Lúc này, hai người cùng nhìn về phía trước. Trông thấy bóng lưng Trần Đức khẽ run. Trần Đức cúi đầu NSLN tay trái của mình, một đấm chí mạng vừa tung ra, nay đã biến thành máu thịt mơ hồ, còn thoáng trông thấy cả xương chân. Từ khi Trần Tử Phi xuất hiện, hắn ta đã thể hiện tu vi hỗn nguyên bao trùm lấy tất cả mọi sinh linh trên đảo Khốn Long. Trần Đức biết rõ nếu đối đầu trực tiếp TSL anh sẽ không có chút phần thắng nào, dù Tu La Tử và Độc Cô Huyền có hỗ trợ thì cũng vậy thôi. Nên anh mới quyết định tạm thời che giấu hơi. Thở, dồn hết sức vào một đấm kia, dùng cả cực cảnh và tự tại thần ma công, cộng thêm tự tại thần ma thân, muốn dùng một đòn đó để kết thúc chiến đấu. Nhưng, Trần Tứ Phi quá mạnh mẽ. Thịt hắn ta cứng rắn đến lạ thường. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng tay Trần Đức vẫn bị vỡ ra, bị cắn trả. Đúng là cảnh giới hỗn nguyên. Trần Đức than thở, bấy giờ... Nguyên khí cuồn cuộn trong người anh đã cạn kiệt, chậm rãi đổ người xuống đất. Một vầng sáng rực rỡ hiện lên, tôi y đập bước chẽn con đường hoa tới trước mặt Trần Đức. Trần Đức, anh sao rồi? Trần Đức yếu ớt cười với tôi y, vẫn ổn, không đến nỗi nào. Trần Đức được đỡ dậy, Đoàn Phong Trần xa xa lại ngây ra như phỗng, tim cứ nảy lên thình thịch. Trần Bát Hoang lại có thể đánh cả Trần Tử Phi. Cảnh giới hỗn nguyên của nhà họ Trần ư. Trước đó Đoàn Phong Trần gửi thiệp mời cho Trần Đức là muốn xí nhục anh, nhưng hôm nay thực lực của Trần Bát Hoang yêu nghiệt như thế, nếu anh có thể hồi phục lại, thì chẳng phải nhà họ Đoàn sẽ bị giết chết hết ư. Nghĩ tới đó, Đoàn Phong Trần bất giác nuốt ngụm nước bọt, đứng ngây ra tại chỗ. Đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng ầm vang, đất trời rung chuyển, nguyên khí tán loạn. Cái hố lúc nãy Trần Tử Phi vừa rơi xuống như miệng núi lửa bùng nổ, kim quang hiện lên từng đợt. Những người đứng khá gần cái hố to lập tức bốc hơi, chẳng để lại một chút bột xương nào. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía kim quang ngập trời. Được, hay lắm Trần Bát Hoang. Kim quang như dòng thác cháy ngược phút thẳng về phía chân trời, bẽn trong dần hiện ra một bóng người, người đó không phải ai khác, chính là Trần Tử Phi. Tên đó vẫn chưa chết ư. Trần Đức Bồng thấy nao nao. Kim quang dần tối đi. Sau đó bên trong có một cơ thể màu vàng chói mắt bay ra ngoài. Lúc này, quần áo Trần Tử Phi đã sớm rách nát, lộ cả ngực ra ngoài. Da hẳn ta không còn là máu thịt bình thường nữa, mà như hóa thành vàng ròng, hẳn ta từ trên cao nhìn xuống, phát ra hào quang chói mắt, có thể sánh ngang với thần sáng. Tất cả những vết thương vừa phải chịu đều biến mất không còn, chẳng những thế, nguyên khí còn mạnh hơn trước nhiều. Có thể ép tôi phải dùng đến canh kim bất diệt thể. Đúng là tôi phải khen ngợi cậu rồi Trần Đức. Tất cả những kẻ nhìn thấy thân thế bất diệt này của tôi, không có một kẻ nào, không có một người nào có thể sống sót. Chỉ là từng tiếng Trần Tử Phi gằn giọng thốt ra, cũng như những cây kim nhọn đâm thẳng vào tim Trần Đức, Tu La Tử và Độc Cô Huyền đứng bên cạnh anh cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần hồn chấn động. Không ngờ vẫn còn hậu chiêu. Độc Cô Huyền nói. Tu La Tử che tai nói, tháng danh Trần Tử Phi này không nói sai. Đúng là nó đã mạnh hơn bố nó năm đó rất nhiều. Bây giờ bố nó lại mạnh hơn bao nhiêu nữa?
chắc là đã trở thành một quái vật không sao tưởng tượng nổi. Trần Đức cân răng, nỉ non, tên này đúng là biến thái mà. Giữa không trung, Trần Tứ Phi nhẹ nhàng vung cánh tay lên, ba luồng sáng xuất hiện trước mặt hắn ta, hóa thành ba mũi nhọn, tất cả cùng hướng về một người, chính là Trần Đức. Chết! Xoẹt xoẹt xoẹt! Ba luồng sáng đó bay về phía Trần Đức với tốc độ sét đánh không kịp che tai, một đòn đó muốn né cũng không được. Thế nhưng, vào thời khắc này, vốn sinh ra từ cùng một gốc rễ, tại sao phải tàn sát lẫn nhau? Thiện tai, thiện tai! Đột nhiên một giọng nói từ hư không mang theo phản âm vang lén, ba luồng sáng đó bỗng chốc dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, một cơn gió nhẹ thổi qua vực thiểm điện, sát khí xuất hiện từ trận chém giết của bọn Trần Đức ở vực thiểm điện đều tan thành mây khói. Ba luồng sáng sắc nhọn dừng lại giữa không trung, tuy mũi nhọn vẫn nhắm thẳng vào Trần Đức, nhưng lại giống như đoạn phim bị bấm dừng vậy, không thể di chuyển thêm nửa tấc. Thiện tai, thiện tai! Cùng với cơn gió nổi lên, là thanh âm tiếng phạn vang vọng. Mọi người đều quay đầu về hướng Tây, lại trông thấy Phật quang hiện lên ở hướng đó. Dù không chói mặt bằng canh kim bất diệt thế của Trần Tử Phi, nhưng cũng tạo nên khí chất riêng. Bên tàn nhẫn bẽn hiền hòa, bẽn giết bên sinh, hoàn toàn đối lập. Bên trong Phật quang đó, một hòa thượng áo trắng cầm Phật châu bước qua hư không đi tới. Hòa thượng đó trông khoảng hơn 20 tuổi. Không rõ tuổi thật là bao nhiêu, nhưng dáng vẻ trông còn trẻ hơn cả Trần Đức vài tuổi. Cảm nhận được Phật Pháp vô biên, Trần Đức lập tức liên tưởng đến thân phận của người bước ra từ trong Phật Quang. Đó chính là người được nhắc tới trong không gian đại thiên, được xem là thánh nhân sẽ trở thành Phật Đà của Phật gia trong tương lai, Thích Thiện. Đây chính là vị Lai Phật hả? Trần Đức thầm nghĩ trong lòng, đại thiên thế giới đúng là cao thủ như mây. Danh tiếng của Thích Thiện. Không chỉ mình Trần Đức nghe được mà nó còn như sấm bên tai những người chẽn đảo khốn long. Tu vi của hắn là cảnh giới thiên nguyên, thấp hơn Trần Tử Phi một bậc, nhưng danh tiếng lại không hề thua kém người ta chút nào. Đầu tiên là Trần Võ Si, sau đó là Trần Tử Phi, bây giờ cả Thích Thiện cũng xuất hiện rồi. Xem ra hôm nay vực thiểm điện này sẽ được ghi vào sử sách của đại thiên thế giới. Chỉ trong thoáng chốc, Thích Thiện đã đi tới trước mặt mọi người, như một vị thánh giáng trần. Không nhiễm một hạt bụi. Mọi người đều giật mình, nhưng Trần Tử Phi vẫn hung hăng như trước. Thích Thiện, nhà họ Trần tôi không liên quan gì đến Phật gia các người, anh làm thế là có ý gì? Trần Tứ Phi nhìn ba luồng kiếm quang bị Thích Thiện dùng nguyên khí giữ lại giữa không trung. Thích Thiện thì chỉ mỉm cười, phất ống tay áo một cái, ba luồng kiếm quang hóa thành mây khói. Hành động đó đã chọc giận Trần Tử Phi, hắn ta trợn trừng mắt, nghiến răng ken két. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Thích Thiện, anh muốn chết không? A-di-đà Phật. Hai tay Thích Thiện tạo thành hình chữ thập, thái độ thành kính, tiểu tăng cũng không có ý định trở thành kẻ thù của ai, chỉ mong các vị có thể bỏ thanh đao xuống, hành thiện tích đức. Hừ! Trần Tử Phi mâng, ở đại thiên thế giới này, nhà họ Trần muốn giết ai không đến lượt người khác ngăn cản. Thích Thiện không trả lời nữa, cúi đầu nhắm. Mặt! Như đang niệm kinh văn gì đó. Một lát sau, Thích Thiện lại dùng đôi mắt mê man nhìn thiên cung trên cao. Hắn nói, dù tranh đấu với nhau thế nào, thì sống chết của những người trên hòn đảo cũng đã xác định, 10 vạn sinh linh, chỉ có 300 người sống sót, mọi người ai sống ai chết, cần gì phải nóng lòng trong một lúc nhất thời. Chỉ bằng theo tiểu tăng ngồi xuống, tụng kinh niệm Phật cho những sinh mệnh sắp chết kia, để tích đức cho kiếp sau đi. Dứt lời. Thích Thiện ngồi chẻn chiếu, tiếp tục tụng kinh. Chỉ có 300 người còn sống được phép rời khỏi đảo Khốn Long, trước đó Lăng Nhất Hải đã biết rất rõ điều này. Cuộc chiến bị Thích Thiện chen ngang, mọi người ở vực thiểm điện đều chìm vào yên tĩnh. Trong sự tĩnh lặng đó, đột nhiên, trong đám đông có một người bước ra. Người đó mặc một bộ trường bào, cầm cây quạt trong tay, ra dáng thư sinh nho nhã, nhưng mặt mũi lại hết sức tục tăng. Hân ta đi tới trước mặt Thích Thiện, dùng ánh mắt không tốt lành gì quan sát. Người đó là ai vậy? Trần Đức hỏi. Tô Y Y bén cạnh nói, hình như người đó là tú tài Thạch Đông Phong. Ồ, dám công khai đi tới trước mặt Thích Thiện, xem ra tên đó cũng không phải hạng soàng xính gì. Tô Y Y liên tục lắc đầu, người đó cũng tới từ thành thiên thần của Tây Hải. Nhưng mà thực lực lại không nằm trong bảng xếp hạng nào, nhà họ Thạch cũng là một gia tộc đang suy thoái.
Nghe nói bọn họ vẫn một lòng muốn bám lấy nhà họ Trần, 3 ngày 2 bữa lại tới xung xoe, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có được một cái liếc mắt của nhà họ Trần. Thạch Đông Phong này, tu vi cũng chỉ tới hóa đạo sơ kỳ thôi. Nghe nói thế, Trần Đức lại buồn bực và tò mò, muốn xem thứ Thạch Đông Phong này muốn làm. Cho gì? Hân ta đảo một vòng quan sát Thích Thiện xong, Thạch Tú Tài mới khép cây quạt lại, đầu tiên là cúi đầu chào một cái. Đại sư Thích Thiện, pháp danh có 102 ở đại thiên thế giới, tôi là Thạch Đông Phong, một kẻ vô danh tiểu tốt, kính chào. Thích Thiện không đáp. Nghe nói đại sư Thích Thiện chưa từng sát sinh hả? Thạch Tú Tài hỏi. Rất lâu sau đó, Thích Thiện mới nhắm mắt lại, nói, từ trước đến nay, đệ tử của Phật không bao giờ sát sinh. Mắt Thạch Tú Tài đảo nhanh như chớp. Thế nhưng, dù là đại thiên thế giới hay là hàng ngàn hàng vạn thế giới bên dưới, dù là đại hiệp người người ngưỡng mộ, hay là ác đồ vạn người sợ hãi, thì tiếng tăm cũng tự giết mà ra thôi. Không sát sinh, thì không ai sợ, lại càng không thể nổi tiếng. Tôi cũng khá tò mò, đại sư Thích Thiện dùng cách gì để danh chấn đại thiên thế giới khi chưa giết bất kỳ người nào. Cho gì? Hân ta đảo một vòng quan sát Thích Thiện xong, Thạch Tú Tài mới khép cây quạt lại, đầu tiên là cúi đầu chào một cái. Đại sư Thích Thiện, pháp danh có 102 ở đại thiên thế giới, tôi là Thạch Đông Phong, một kẻ vô danh tiểu tốt, kính chào. Thích Thiện không đáp. Nghe nói đại sư Thích Thiện chưa từng sát sinh hả? Thạch Tú Tài hỏi. Rất lâu sau đó, Thích Thiện mới nhắm mắt lại, nói, từ trước đến nay, đệ tử của Phật không bao giờ sát sinh. Mắt Thạch Tú Tài đảo nhanh như chớp. Thế nhưng, dù là đại thiên thế giới hay là hàng ngàn hàng vạn thế giới bên dưới, dù là đại hiệp người người ngưỡng mộ, hay là ác đồ vạn người sợ hãi, thì tiếng tăm cũng tự giết mà ra thôi. Không sát sinh, thì không ai sợ, lại càng không thể nổi tiếng. Tôi cũng khá tò mò. Đại sư Thích Thiện dùng cách gì để danh chấn đại thiên thế giới khi chưa giết bất kỳ người nào? Danh tiếng, tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ có Phật Pháp vô lượng. Sắc mặt Thạch Tú Tài tối sầm xuống, vung quạt lẻn, rút ra một con dao găm sắc bén từ trong khung quạt. Con dao găm đó trông xấu xí là thê, lại lóe lên thứ ánh sáng xanh sảo thắm, có vẻ là bôi đầy kịch độc kiến huyết phong hầu. Đại sư, nếu như có người muốn giết mình, thì đại sư sẽ làm thế nào? Chớ tay giết chết người đó hả? Ồ, bản thân đại sư lại không sát sinh. Bấy giờ, lòng Tư Mã Chiêu của Thạch Tú Tài đã hiện lên rất rõ. Nhà họ Thạch luôn muốn bám lấy nhà họ Trần nhưng không được. Hôm nay Thích Thiện chống đối Trần Tử Phi, nếu Thạch Tú Tài có thế loại trừ Thích Thiện thay Trần Tử Phi, nói không chừng sẽ được nhà họ Trần trọng dụng. Người ta thường nói Thích Thiện không sát sinh, dù Thạch Đổng Phong không thể giết chết Thích Thiện thì bản thân cũng sẽ không chết. Hơn nữa, hắn ta còn thể hiện được lòng trung thành của mình với nhà họ Trần. Đây là một cuộc trao đổi chỉ có lợi không có hại, cớ sao lại không làm. Những suy tính ấy không thể tránh né được ánh mắt của Trần Đức, anh cười lạnh một tiếng, khinh thường nhố nước bọt. Thạch Tú Tài vò tới trước mặt Thích Thiện trong giây lát, dao găm cũng chỉ cách cổ Thích Thiện mấy tấc. Đắc tội rồi, đại sư. Xoẹt. Vầng sáng lạnh chợt hiện lên, mọi người hít một hơi thật sâu. Thích Thiện khẽ liếc mắt, khóe mắt hiện lên kim quang rất nhỏ. Chí thoáng nhìn một cái, Thạch Tú Tài đã đứng ngây ra tại chỗ, dao găm trong tay cũng không di chuyển thèm nửa tấc. Leng keng, bộp, dao và người đều rơi ngã xuống đất. Thấy thế, Trần Đức sửng sốt. Sao lại thế này, tôi không hề cảm nhận được Thích Thiện sử dụng nguyên khí hay bất kỳ võ kỹ gì, sao Thạch Tú Tài đã ngã xuống đất rồi. Hơn nữa Thạch Tú Tài vẫn còn đủ thần hồn. Vừa không trúng độc cũng chẳng bị thương, cứ như là đang ngủ vậy. Tu La Tử từ bên cạnh đi tới, hân ta nhìn Thích Thiện, lại nói với Trần Đức, là Phật Đà liếc nhìn. Trần Đức quay đầu sang, Phật Đà liếc nhìn. Tu La Tử bất đắc dĩ thở dài. Thạch Đông Phong đó sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Tên đó đã mãi mãi chìm vào ảo cánh Phật Quốc rồi. Ảo thuật há, không đúng. Trần Đức khẽ nhíu mày. Dùng áo thuật khống chế một người cũng có thời hạn nhất định, theo lời anh Tu La nói thì mãi mãi là bao lâu? Mãi mãi chính là mãi mãi. Chỉ cần chúng Phật Đà liếc nhìn, thì không thể tỉnh lại được. Dù muốn chết cũng không được, người đó sẽ chìm trong áo cảnh, mãi đến khi chết già. Tu La Tử nhìn chằm chằm Thích Thiện, ánh mắt chứa 3 phần tức giận, 7 phần hoảng hốt, dường như đã sớm quen với chuyện này. Nghe nói Thích Thiện đã đạt tới Thiên Nguyên đỉnh phong.
người ta thường nói thích thiện không sát sinh, nhưng hắn ta lại có thể khiến người đó sống không bằng chết. Đó chính là điểm khủng bố nhất của vị lai Phật thích thiện. Được Tu La Tử giải thích, cả Trần Đức cũng thấy lòng mình run lên. Lúc này anh mới hiểu được, tại sao Trần Tử Phi đã dùng canh kim bật diệt thể nhưng lại không trực tiếp ra tay với thích thiện. Bị giam trong âu cánh mãi mãi. Thế thì, thích thiện đang khoanh chân tụng kinh trước mặt quay đầu nhìn về phía bọn Trần Đức, dường như đã nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ. Giam trong ảo cảnh ư, cũng không hắn, không phải đâu. Tiểu Tăng chỉ đưa thí chủ họ Thạch này đến cư xê Lắc Niết Bàn, để hắn không phái chiêu nôi. Khổ sinh lão bệnh tử, hơn nữa trước khi sống thọ và chết già, cơ thể cũng sẽ không ngấm một giọt nước nào, không chịu bất kỳ tổn thương gì. Đó là việc tích đầy công đức mà. Trần Đức lấm bấm, má ơi, thế có khác gì sống thực vật đâu. Chẳng qua sống thực vật thì phải truyền dưỡng chất mà thôi. Thích thiện nói xong lại nhìn sang Tu La Tử. Thí chủ Tu La Tử, trăm năm không gặp, không biết trong bao năm qua, thí chủ có tuân thủ giao ước của chúng ta. Quả nhiên, hắn có quen biết Tu La Tử. Tu La Tử giấu đi vẻ cà lơ phất phơ, có chút mất kiên nhẫn nói, có, tất nhiên là có, lần nào ông đây giết thịt đế ăn, trong lòng cũng niệm câu A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Thích thiện nhắm mắt lại, tiếp tục niệm kinh. Trần Tử Phi lơ lửng giữa không trung vần nhìn chằm chằm về phía này, bất giác híp mắt lại, mất hết kiên nhẫn. Hân ta lại tạo ra một luồng kim quang, hóa thành sáu kiếm quang, xoay quanh người. Gót chân hắn ta nhấc lên, lao thẳng về phía Trần Đức. Người còn chưa tới, nhưng hơi thở chèn ép khiến con người ta không thở nổi đã đè lên mỏi một khúc xương trong người Trần Đức, khiến người anh cứ kêu kéo kẹt. Thấy thế, Thích Thiện lại duỗi tay phải, tung ta một vạn tự Phật ấn. Nhưng Phật ấn đó lại bị kiếm quang quanh người Trần Tử Phi chặn lại. Ba luồng kiếm quang bị giữ lại giữa không trung, Trần Tử Phi lao tới cùng với ba luồng kiếm quang còn lại, nhắm về phía Trần Đức. Thích thiện rung động, Trần thí chủ quả nhiên rất mạnh, tu vi cao hơn tiểu tăng một cánh giới, rất khó đế trói buộc. Trong nháy mắt, kim quang đã vọt tới trước mặt Trần Đức. Xoẹt, vệt máu bay tận trời, kiếm quang nhanh chóng xuyên thủng ngực Trần Đức. Trần Đức, cậu em họ Trần, anh bát hoang. Trần Đức, nhóc Trần, Tô Y Y, Tu La Tử, Độc Cô Huyền, thậm chí là Lâm Tử Huyên và La Văn Sơn đã chìm trong khiếp sợ thật sâu cũng tái mặt. Nhưng Trần Đức chỉ có thể nghe thấy tiếng nguyên khí Trần Tử Phi xuyên qua cơ thể mình, rít gào trong kinh mạch của mình. Trần Tử Phi và Trần Đức cách nhau rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Trần Tử Phi nói, luồng nguyên khí này được ngưng tụ thành kiếm, tuy có hình dạng kiếm, nhưng lại giống như thuốc độc xâm nhập vào cơ thể, chưa tới 10 giây, kinh mạch mày sẽ đứt thành từng đoạn, đan điền bị hủy, từ trong ra ngoài, chết không toàn thây. Trần Đức chịu đủ đau đớn, huyết mạch bất tử. Điều trong người cũng được vận chuyển. Chừng mấy chốc, cái gọi là độc tố, vết thương đều hồi phục hoàn toàn, Trần Tử Phi cũng nhận ra điều này, nhướng mày. Huyết mạch bất tử điều, thảo nào mày lại có thể đánh thắng Trần Võ Si? Chẳng lẽ mày là người của tộc bất tử điều? Không đúng, tộc bất tử điều đã tuyệt tích từ lâu rồi mà. Thú vị, vừa có huyết mạch nhà họ Trần, lại có huyết mạch bất tử điều, rốt cuộc mày là ai? Tôi họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang. Ánh sáng trong mắt Trần Đức lóe lẽn, bình thản nói ra tên của mình, còn lai lịch lè gì ấy hả, chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Đáng tiếc, giết một người bình thường, mà Trần Tử Phi mày cố gắng nửa ngày vẫn không giết chết được. Thấy Trần Đức bị dồn vào đường chết vẫn còn ngông cuồng như thế, Trần Tử Phi đột nhiên nhướng mày, bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm trôi qua không còn ai dám khiêu khích hắn ta như thế. Nếu mày đã nóng lòng muốn chết, thì bây giờ tao sẽ cho mày toại nguyện. Giọng hắn ta đầy âm u, lạnh lẽo. Lời vừa mới dứt, hân ta lại ra tay. Xoẹt xoẹt, hai luồng kiếm quang hiện lên, soi sáng tứ phương, hóa thành hai luồng sáng. Hệt như cửu thiên ngân tinh dáng thế, bao trùm lấy cả màn trời, nhâm thẳng vào Trần Đức. Đến đây đi. Mặt Trần Đức đầy tàn nhẫn, tự tại thần ma thân lại được thi triển, gió thổi mây phun, cơ thể chìm vào hai màu chân đen. Keng. Độc Cô Huyền cũng cứ động. Thanh trọng kiếm như cột chống trời, hơi thở lạnh giá khiến không gian chớ nén lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hôm nay lão béo này sẽ chém chết danh con này. Sắc mặt Tu La Tử trở nên độc ác, cất đi vẻ cà lơ phất phơ, trên đầu toát ra làn xương màu đen,
sau đó hóa thành hồn thế, như oan hồn hiện thế. U hu! Giữa đất trời vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Chí trong nháy mắt, ba người vọt lẻn đối đầu với Trần Tứ Phi, không hề sợ hãi. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên, hai bóng người từ đằng xa đạp không bay đến. Trực tiếp lướt qua tất cả mọi người, mang theo luồng nguyên khí mạnh mẽ, như thiên thần hạ phàm. Phất phân! Một cái phất trần thiên mề bạch mã từ chân trời bay vụt tới, nhanh chóng trói chặt kiếm quang, cắn nát. Bút phán quan! Một nét mực tối đen rơi xuống, đáo qua kiếm quang, khiến nó rớt xuống. Một giây sau, hai người một trái một phải từ xa đi tới, giấy lên một vầng sáng khổng lồ ngăn chặn hai phe đối chiến. Cùng lúc đó, Thích Thiện cũng ra tay, gọi ra một cái chuông đồng khổng lồ như ngọn núi rơi xuống, ngăn cách đôi bẽn. Ầm! Tiếng nổ thật lớn vang lên. Đòn tấn công của cả bốn người đều được đỡ. Lại! Vô lượng thiên tôn! Cố mà khoan dung độ lượng thôi. Hai người vừa tới, một người mặc đạo bào, tóc bạc mặt mũi trẻ trung, cầm một cây phất trần bảy thước trong tay. Người còn lại quần áo màu xanh, tay trái cầm quyển sách, tay phải lè cây bút lông sói. Hai người đó, theo như không gian đại thiên nói, thì chính là hai cảnh giới thiên nguyên khác trên đảo Khốn Long. Lý Thiên Cương, một trong đạo gia tam tử cùng với Khống Lâm Sinh, xếp hạng thứ tư của Nho gia. Ba cảnh giới thiên nguyên và một cảnh giới hôn nguyên đánh với nhau, một trận chiến trăm năm khó gặp. Hàng ngàn vạn tu sĩ trên đảo đều bị nguyên khí của bốn người này dọa sợ, kẻ may mắn có thể nhìn thấy bốn người một lần thậm chí còn lĩnh ngộ được thiên cơ vô thường từ những chiêu thức đó. Nếu có thể sống sót rời khói đáo Khốn Long, cơ duyên ngày hôm nay đủ để một vô danh tiểu tốt có thể trưởng thành, danh chấn một phương. Trần Tử Phi bất giác cần chặt răng. Hân ta trầm giọng nói, Lý Thiên Cương, Khổng Lâm Sinh, hai người cũng muốn đối đầu với nhà họ Trần ư. Không phải thế. Thanh niên vung phất trần, hiền lành nói, tôi không muốn trở thành kẻ thù với ai, lúc nãy Đại sư Thích Thiện cũng có nói rất rõ, hôm nay người trên đảo Khốn Long đều sẽ gặp một kiếp nạn lớn, tại sao chúng ta lại còn tự giết lẫn nhau. Khổng Lâm Sinh cất cây bút đi, nói, hôm nay là ngày các cao thú trên đảo Khốn Long hẹn nhau để tìm đường vào thiên cung cũng như đến vì con Long Vương đó. Mọi người tranh đấu với nhau vào lúc này, nếu lưỡng bại câu thương thì không sợ bọ ngựa bặt sâu, chim xé rình sau há. Ngoài miệng thì nói vậy. Nhưng trên thực tế, hai người họ Lý và Khổng cũng có tính toán riêng. Hai người bọn họ, một người là Thái Sơn của Đạo gia, một người là Bắc Đấu của Nho gia. Nhưng ở Đại Thiên Thế Giới, cả Phật Đạo Nho đều phải cúi đầu trước ba đại thế gia viền cổ. Tuy Phật Đạo Nho ba phái xuất hiện thiên tài lớp lớp, nhưng đối mặt với thế gia mạnh như nhà họ Trần thì vẫn cảm thấy bất an. Mục đích bọn họ đến đảo Khốn Long này là gì? Cũng chỉ muốn có được cơ duyên, không thể bị tuột lại phía sau thôi mà. Phản Tố Long Vương là cơ duyên, Thiên Cung cũng có thể là cơ duyên, mà Trần Bát Hoang này cũng là một cơ duyên. Một tu sĩ không biết từ đâu xuất hiện, chẳng những thắng chân võ si cảnh giới thiên nguyên với tu vi hợp đạo, mà còn có thể đánh với Trần Tử Phi cảnh giới hồn nguyên vô số hiệp. Tuy là vẫn thua kém Trần Tử Phi một chút. Nhưng mà, nèn biết rằng, anh chỉ mới tới cảnh giới hợp đạo sơ kỳ mà thôi, sau hợp đạo còn có quy nguyên, thiên nguyên. Trần Tử Phi lại là cảnh giới hỗn nguyên. Hai người thua kém nhau tận ba cảnh giới. Bình tĩnh xem xét lại, thì những người được gọi là cao thủ, là những thanh niên tài tuấn như họ có thể đánh với người hơn mình tận ba cảnh giới lớn hay không? Không thể. Người cảnh giới hợp đạo như họ mà gặp phải Trần Tử Phi chắc chắn sẽ bị giết chết trong giây lát. Trần Đức thật sự rất mạnh. Thứ sức mạnh khó tin của Trần Đức khiến bọn họ suy nghĩ mãi vẫn không nghiệm được điều gì. Điều đáng để ngưỡng mộ hơn nữa là, Trần Đức đối mặt với cao thủ nhà họ Trần nhưng không hề có chút sợ hãi nào. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Khí phách như thế. Một ngày nào đó có thể sẽ trở thành phần lực chiến được áp chế cả ba gia tộc lớn nhất đại thiên thế giới. Yêu nghiệt như thế, tạm không bàn đến việc mượn sức anh, ít nhất cũng phải kết cái thiện duyên chứ. Thích Thiện, Lý Thiên Cương, Khống Lâm Sinh, ba phái Phật Nho Đạo đều đã hội tụ, thanh thế rất lớn, bọn họ đều là cao thủ thiên nguyên, có lẽ ở đại thiên thế giới không được xem là đứng đầu, nhưng chẻn đáo Khốn Long này cũng được tính là mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân đều kéo theo đại đạo. Đạo vận 10 phần. Bốn phía, một đám tu sĩ run như cầy sấy, đối mặt với bọn họ,
trong lòng lại có nỗi sợ hãi không nói nên lời. Được rồi, Thích Thiện, Khống Lảm Sinh, Lý Thiên Cương, các người muốn đối đầu với tôi đúng không? Chân Tứ Phi không hơi có chút sợ hãi, ngược lại còn trở nên âm u, quanh người hắn ta là nguyên khí như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sát ý tàn sát bừa bãi, nhộn nhạo thoát ra, làm tinh thần con người ta loạn lạc. Không phải đối đầu với cậu, chúng tôi hẹn nhau tới đây là để vào thiên cung. Khống Lâm Sinh nho nhã, lời nói mang đậm ý sự trí thức, anh Chân, anh gây chiến ở đây, chẳng những trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, mà còn có thể ảnh hưởng đến thiên cung. Nếu anh Chân nhất quyết phải giết người, thì tất nhiên đám chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng vậy, Lý Thiên Cương cũng thản nhiên gật đầu, có ân oán gì thì rời khỏi đảo Khốn Long tính sau, cũng không muộn. Thiện tai, thiện tai. Thích Thiện vẩn niệm Phật Pháp, Phật quang lóng lánh, không nói thêm gì. Ha, ỷ mình Đông Lâm phải không? Thế thì để tôi cho các người xem thử cái gì gọi là đõng người. Trần Tử Phi cười lạnh, nói chuyện thì tất nhiên hẳn ta nói không lại ba người này, Phật Nho Đạo Ba Phái là ông vua võ mồm rồi, thích sao nói đó. Vì thế, hân ta cũng lười nói nhảm với bọn họ. Sau tiếng cười lạnh, hắn ta nói to, đảo Khốn Long, chỉ cần là tu sĩ trên quy nguyên ngũ trọng và sẵn sàng đứng về phía tôi, thì lập tức xuất hiện. Hân ta vừa dứt lời. Ngay sau đó, đám đông lại xôn xao. Lăng Nhất Hải là người thứ nhất lao ra, nhanh như chớp, trong thời gian ngắn xuất hiện trước mặt Trần Tử Phi, Lăng Nhất Hải nguyện kề vai sát cánh với cậu Trần. Hoắc Hạo, nguyện cùng tiến cùng lùi với cậu Trần. Trong đám đông lại có người xuất hiện, một người đàn ông mắt xếch, mũi ưng, khoác trường bào đen trên người, dáng vẻ khôi ngô. Hoắc Hạo, cao thủ bảng thứ nhất, vũ khí là búa, cánh giới thiên nguyên sơ kỳ. An Yên Vũ Cú Yên Vũ Lâu nguyện giúp cậu Trần một tay. Sau hân ta, một cô gái sải bước đi tới, mỗi một bước chân đều mang theo luồng sáng mờ áo, trên cơ thể mềm mại là mảnh lụa màu đỏ quấn người, quyến rũ thướt tha. An Yên Vũ, cao thủ bảng thứ nhất, cánh giới thiên nguyên sơ kỳ. Xoạt, 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 trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu. Sau ba người họ, những âm thanh xé gió lại vang lén, từng người từ xa đi tới, không có ngoại lệ, cảnh giới của họ đều trên quy nguyên ngũ trọng. Tư Minh Lãng, sẵn sàng hỗ trợ cậu Trần. Lư Anh, một lòng cùng tiến cùng lùi với cậu Trần. Tần Diệu Y của Tố Y Môn xin được theo cậu Trần. Từng người dẫm lên hư không bước đến, trắng mấy chốc, bên cạnh Trần Tử Phi đã có 16 người. 16 người đó có thể nói đều là cao thủ trong bảng thứ nhất và bảng thứ hai. Đoàn Phong Trần tôi, nguyện giết chết Trần Bát Hoang cùng cậu Trần. Cùng lúc đó, à một nơi rất xa, Đoàn Phong Trần cũng tới, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Trần Tử Phi. Thiên Nguyên Trung Kỳ. Trần Đức nhìn thấy hân ta thì đồng tử chợt co rụt lại. Anh vẫn luôn tìm kiếm Đoàn Phong Trần và Cơ Tuyết, không ngờ người đó lại xuất hiện vào lúc này. Cơ Tuyết thì sao? Trần Đức đào mật về phía Đoàn Phong Trần bay tới, nhất thời bùng lên ngọn lửa giận. Sau lưng Đoàn Phong Trần, anh trông thấy Cơ Tuyết, trên người cô ta là ấn ký, cỏ ta bị giam cầm. Trên mặt Cơ Tuyết còn có một dấu tay đỏ tươi chói mắt. Có thể thấy là bị người khác đánh. Mà bên cạnh cô ta là một cô gái khác. Thực lực cũng không tệ, là quy nguyên ngũ trọng. Nhưng mặt mũi, dáng người đều thua xa Cơ Tuyết. Cô ta nhìn Trần Đức, lại dẫn Cơ Tuyết đi tới trước mặt Trần Tử Phi, ra mất cậu Trần. Cậu Trần, đây là vợ tôi. Hái tộc, đứa con cưng của trời, Huệ Nhược Vân. Còn đây, là của hồi môn Nhược Vân mang tới, người hầu của tôi. Đoàn Phong Trần làm ra vẻ khẻo khích, nhấn mấy chữ của hồi môn và người hầu rất nặng, tất nhiên, cũng là người mà tên Trần Bát Hoang kia thương nhớ. Nói tới hai chữ thương nhớ, trên mặt Đoàn Phong Trần hiện lên vẻ ghen tị và tức giận rất khó để che giấu. Cơ Tuyết, từ đầu đến cuối Đoàn Phong Trần vẫn luôn xem cô ta là người phụ nữ của mình. Thế nhưng, khi trở lại tộc, cô ta lại to gan lớn mật nói thích một kẻ rác rưởi, một con kiến hôi ở địa cầu, từ chối lời tỏ tình của Đoàn Phong Trần. Từ đó, Đoàn Phong Trần đã hận Trần Bát Hoang. Hắn ta mượn thế lực của gia tộc, tìm được tộc trướng của hái tộc, dùng mọi thủ đoạn để trở thành người đàn ông của Cơ Tuyết. Thế nhưng, cậu Trần, đây là vợ tôi, hái tộc, đứa con cưng của trời, Huệ Nhược Vân. Còn đây... là của hồi môn Nhược Vân mang tới, người hầu của tôi.
Đoàn Phong Trần làm ra vẻ khẻo khích, nhấn mấy chữ của hồi môn và người hầu rất nặng, tất nhiên, cũng là người mà tên chân bát hoang kia thương nhớ. Nói tới hai chữ thương nhớ, trên mặt Đoàn Phong Trần hiện lên vẻ ghen tị và tức giận rất khó để che giấu. Cơ Tuyết, từ đầu đến cuối Đoàn Phong Trần vẫn luôn xem cô ta là người phụ nữ của mình. Thế nhưng, khi trở lại tộc, cô ta lại to gan lớn mật nói thích một kẻ rác rưởi, một con kiến hôi ở địa cầu, từ chối lời tỏ tình của Đoàn Phong Trần. Từ đó, Đoàn Phong Trần đã hận Trần Bát Hoang. Dưới cùng của biểu mẫu, hắn ta mượn thế lực của gia tộc, tìm được tộc trướng của hái tộc, dùng mọi thủ đoạn để trở thành người đàn ông của Cơ Tuyết. Thế nhưng, hân ta không muốn cưới Cơ Tuyết, mà chỉ muốn cô ta làm của hồi môn, là của hồi môn của Huệ Nhược Vân. Huệ Nhược Vân là ai? Lẽ ra cô ta chỉ là một nhánh nhỏ ở rất xa mà thôi, từng là người hầu của Cơ Tuyết. Nhưng bây giờ thân phận lại đảo ngược. Một bước lên mày, chim sẻ biến thành phượng hoàng. Đoàn Phong Trần muốn Cơ Tuyết biết, kẻ mà hắn ta muốn có thì nhất định phải có cho bâng được. Xong, hân ta cũng muốn Cơ Tuyết hối hận, cầu xin mình. Thế nhưng, từ lúc đó Cơ Tuyết vẫn không hề muốn gặp mặt hân ta. Nếu không phải bố cô ta trúng độc nặng, chỉ có nhà họ Đoàn mới giái được thì e là Cơ Tuyết đã tự sát rồi, lại càng không theo hắn ta đến đảo Khốn Long. Dù vậy, đến tận lúc này, hắn ta vẫn chưa thể chạm được dù chỉ là tay Cơ Tuyết. Từ khi Đoàn Phong Trần đến, đám đông không còn người nào xuất hiện. Cá vực thiếm điện lặng ngắt như tờ. Vô số tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng đó thì đều sợ ngây người. Đó là nhà họ Trần sao? Một câu nói, hội tụ mười mấy cao thủ đứng. Đầu, đội hình đó, dõi mắt khắp đảo Khốn Long này, ai có thể địch nổi? Ngẫm lại thì thấy cũng bình thường, nhà họ Trần vốn là thế gia viên cổ, vô số người muốn nịnh bợ, mà Trần Tử Phi lại là người mạnh nhất trên hòn đảo này, hắn ta tung cảnh ô lưu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đứng ra giúp đỡ. Trên thực tế, người muốn hỗ trợ Trần Tử Phi không chỉ có 16 người. Mà 10 vạn người trên đảo Khốn Long thì ít nhất có 5, 6, thậm chí là 7 vạn người muốn lên. Đáng tiếc, bọn họ không đủ tư cách. Thích Thiện, Lý Thiên Cương, Khổng Lâm Sinh, tôi hỏi lại các người một lần nữa, có muốn làm kẻ thù của tôi không? Ánh mắt Trần Tử Phi đầy kiêu ngạo, đứng ngay giữa đội hình, giọng nói lạnh lẽo đến tận cùng. Hắn ta vừa hỏi xong, thì Lý Thiên Cương, Khổng Lâm Sinh, Thích Thiện đều im lặng. Vốn ba người họ chặn một mình Trần Tử Phi thôi cũng đã có chút khó khăn rồi, bây giờ lại có thêm mười mấy người, vậy thì làm sao chơi được? A-di-đà Phật. Thích Thiện niệm Phật Pháp, đầu tiên là thu hồi chuông đồng, chuyến sang nói với Trần Đức, thí chủ, thật lòng xin lỗi, bần tăng không thể ngăn cản. Lý Thiên Cương và Khổng Lâm Sinh cũng lùi lại. Chẳng nói một lời nào, động tác đã chứng minh tất cả. Đúng vậy, hai người bọn họ muốn kết thiện duyên với Trần Đức. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là giữ vững thực lực cùng với mạng của bản thân. Bấy giờ, bên cạnh Trần Tử Phi là 16 cao thủ, cộng thêm hắn ta, bọn họ lấy gì để giúp bây giờ? Lấy mạng ra giúp hả? Dù Trần Bát Hoang rất mạnh, biểu hiện yêu nghiệt, tương lai đáng mong chờ, nhưng đó là tương lai chứ không phải hiện tại. Vì thế, bọn họ rút lui, không giúp cho một bên. Nào, nếu Trần Đức chết, bọn họ sẽ không đắc tội nhà họ Trần. Nếu Trần Đức may mắn sống sót, thiện duyên của bọn họ cũng đã đến vào lúc đó rồi. Ba người cùng lùi bước, về tình về lý đều không sai, Trần Đức cũng chẳng có gì bất ngờ, hay có thể nói là không chút khó chịu. Dù sao, anh với Thích Thiện, Lý Thiên Cương và Khổng Lâm Sinh cũng không thân không thích, thậm chí còn không phải là bạn, chỉ là bèo nước gặp nhau. Ba người họ có thể đứng ở vị trí trung lập cung đã không tệ, ân tình này anh sẽ ghi nhớ. Thấy ba người lùi lại, Trần Tử Phi lại càng thêm kiêu ngạo, lạnh lùng hờ hững, chuyển ánh mắt sang Độc Cô Huyền và Tu La Tử, còn hai người thì sao? Còn chưa chịu cút hả? Cút con mẹ mày ấy, lão béo này không có sở thích đặc biệt gì, chỉ thích chém người, nhất là kẻ nào thích đấu với tao ấy. Tu La Tử không hề có ý định lùi bước, dao trong tay hân ta dâng lên âm khí màu đen, như có âm hồn bay lượn. Độc Cô Huyền thì không nói một chữ, cũng không lui nửa bước. Vẫn đứng cùng chiến tuyến với Trần Đức, hành động đã cho thấy tất cả. Sắc mặt Trần Tử Phi âm u, tộc Độc Cô và hồn tộc sau lưng hai người Độc Cô Huyền, Tu La Tử đều được tính là khổng lồ, có lẽ nhà họ Trần không sợ hai tộc đó, nhưng nếu dây vào thì sẽ phiền phức.
lắm. Dù sao, bản thân Trần Tử Phi cũng không thể đại diện cho cả nhà họ Trần. Nhà họ Trần cũng sẽ không vì hắn ta mà đối nghịch với tộc Độc Cô và Hồn tộc. Nói chung, Trần Tử Phi vẫn có chút kiêng dè. Thế nhưng, trước mắt còn cách nào khác không? Không có. Chỉ có một trận phải chiến. Và Trần Bát Hoang, phải chết. Bởi vì, hắn ta không chỉ nhận ra huyết mạch nhà họ Trần, huyết mạch bất tử điểu, ly hỏa từ người Trần Đức, mà thậm chí. Còn có cả huyết mạch thần ma. Là thứ huyết mạch thần ma tinh khiết nhất, huyết mạch đó. Nồng đậm hơn thứ huyết mạch thần ma cực kỳ loãng và mỏng manh của nhà họ Trần. Gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần. Trần Tứ Phi có được huyết mạch thần ma chứng tỏ điều gì? Nếu hắn ta có được huyết mạch đó, chưa tới 3 năm, hắn ta sẽ trở thành thanh niên đứng đầu nhà họ Trần. Huyết mạch thần ma là thứ Trần Tử Phi nhất quyết phái có. Hai kẻ không biết sống chết. Trần Tứ Phi quyết định rồi, vì huyết mạch đó, giết chết người của tộc Độc Cô và Hồn tộc thì có sao? Chỉ cần sở hữu huyết mạch thần ma thuần khiết đó, nhà họ Trần chắc chắn sẽ bảo vệ hắn ta. Đến lúc đó, hắn ta cần gì phải lo lắng? Một điều thông, ngàn điều rõ. Sau đó, Trần Tử Phi lạnh lùng nói, Trần Đức để lại cho tôi, còn lại cho các người, giết. Vừa dứt lời, đám lăng nhất hái, đoàn phong Trần không hề do dự, mười mấy người lập tức ra tay. Họa đích phi lao, kình thiên trưởng, tử tiêu thánh ẩn. Mười mấy người đại diện cho lực chiến mạnh nhất đảo Khốn Long, bọn họ vừa ra tay, dù không dồn hết sức, thì cả đảo Khốn Long cũng chìm vào tối tăm u ám, trời đố mưa to, trên cao là sấm chớp xoay vần, sét đánh ầm ầm, bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Phụt! Xa xa, một số tu sĩ yếu ớt trực tiếp hộc máu, không thể chịu nổi. Hết người này đến người khác nhanh chân bỏ chạy. Thế nhưng, không có ai thật sự rời khỏi đó. Bọn họ muốn quan sát trận chiến này. Mặt khác, thiên cung ở ngay trước mắt, không có ai muốn buông tha, đại thiên thế giới đã có người lộ ra tin tức về cách rời khỏi đảo Khốn Long, có lẽ nó nằm ngay trong thiên cung kia. Hơn 10 cao thủ ra tay, đất trời đảo lộn, gió thổi mây phun, tiếng kiếm chói tai vang lên gào thét không ngừng. Keng! Độc Cô Huyền không nói lời nào vô nghĩa, trực tiếp rút kiếm muốn đánh Trần Tử Phi, lại bị Lăng Nhất Hải, An Như Yên và 7-8 người cản lại, ánh mắt hắn ta chợt lạnh, lấy bầu rượu bên hông lên uống mấy ngụm to, tiện thể lao vào đám người kia. Kiếm đạo của Độc Cô Huyền khá quỷ dị, lúc chạy đi cứ như một sông băng di động, lạnh lẽo vô tình, một kiếm chém ra chắc chắn sẽ thấy máu, trong nháy mắt, có hai người đã bị chém ngang, nhìn thấy rợn cả người. Ha, ỷ đông hiếp yếu hả? Hôm nay lão béo này sẽ chặt cả đám thành thịt vụn. Tu La Tử không phải là kẻ dê bắt nạt. Đối mặt với Trần Tử Phi thì hắn ta đánh không lại, nhưng bấy giờ đối thủ của hắn ta là đám đoàn phong Trần, Hoắc Đạo, cả người hắn ta hóa thành âm hồn, có thể nói là giống hệt Tu La tìm đến mặt đất, những linh hồn bay quanh con dao phay trong tay hắn ta, có người, có thú, thậm chí còn có thể thấy được một con rồng hai sừng. Đó đều là những món bị hắn ta ăn, cơ thể bị ăn mất, hồn phách lại bị luyện vào dao phay. Xoẹt, xoẹt, một, dao phay trong tay hắn ta vung lên. Tất cả những nơi nó lướt qua đều có máu tươi phun mạnh. Thế nhưng, tuy hai người rất mạnh, nhưng hai đấm cũng khó chống lại bốn tay, huống chỉ còn có cao thủ thiên nguyên như Đoàn Phong Trần, An Như Yên, bọn họ không thể chiếm được ưu thế, ngược lại còn rơi vào thế hạ phong. Sao, Trần Bát Hoang, tuyệt vọng rồi. Hả? Trần Tử Phi cười lạnh, bấy giờ, hắn ta cũng nhìn thấy được điều đó. Cơ thể như một con thú hoang nhanh chóng trở nên khổng lồ. Mũi nhọn xuất thần nô rộ, cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ, một trường che trời rơi xuống, thứ hơi thở khủng bố đó lan tràn khiến con người ta tuyệt vọng, như thần chết rơi xuống mặt đất. Trần Đức không dám giữ lại một chút nào, ly hỏa, tự tại thần ma thân, hư không thuật, ngự thú đồng, các loại võ kỹ và quân bài tẩy đều được thi triển, thậm chí cả hai viên đạn nguyên khí lấy được từ chỗ Tô Danh cũng lấy ra. Rầm, tiếng nổ thật lớn, như quả bom hạt nhân nổ tung. Toàn bộ khu vực bán kính 3-4 cây số trực tiếp hóa thành cát bụi. Phụt! Trong hỗn loạn, Trần Đức văng xa ra ngoài, vạt áo dài dính máu, cánh tay cũng gãy mất một bên, trên người có hơn 10 vết thương lớn nhỏ, có thể thấy cả xương cốt lành lạnh. Xa xa, Trần Tử Phi cũng không bị thương, ngực hắn ta xuất hiện thêm một lỗ máu. Nhưng, cũng chỉ là một lỗ máu mà thôi.
chút vết thương còn con ấy có là gì với Trần Tử Phi. Trước đó Trần Đức đấm thẳng vào đầu hắn ta, Trần Tử Phi vẫn không sao đấy thôi. Quả nhiên, chênh lệch vẫn là quá lớn. Trần Đức chua xót, anh dồn hết sức cũng chỉ tạo ra một vết thương ngoài da. Trên người Trần Tử Phi. Mà hắn ta, chỉ là một thế hệ trẻ của nhà họ Trần. Bây giờ, Trần Đức lại được nhìn thấy sự khủng bố và mạnh mẽ của nhà họ Trần. Một Trần Tử Phi thôi đã thế, thì kẻ thù giết cha anh là Trần Nguyên Vũ kia lại còn mạnh đến mức nào. Đáng chết, không ngờ lại làm mình bị thương. Da mặt Trần Tử Phi giật giật, đúng là gặp ma mà, trước đó Trần Đức đánh lén, một chọi một khiến hắn ta bị thương thì không bàn tới. Nhưng bây giờ một chọi một, Trần Đức vẫn có thể khiến hắn ta bị thương. Trần Bát Hoang, thứ rác dưới hợp đạo sơ kỳ như mày có thể tổn thương đến tao thì cũng đáng để kiêu ngạo đấy. Ánh mắt Trần Tử Phi đầy vẻ hào hứng, Trần Đức càng mạnh càng chứng tỏ tác dụng của huyết mạch thần ma là rất lớn, điều đó khiến hắn ta rất vui. Cứ nghĩ sắp có được cơ duyên, gân xanh của Trần Tử Phi là ồ bắt đầu giật giật, dường như không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, khoảnh khắc chữ cuối cùng được thốt ra, hắn ta lại ra tay thêm lần nữa. Lần này, không biết hắn ta thi triển bí pháp gì, hơi thở dao động, có thể nói là nó lại mạnh hơn vài phần. Cực đạo. Cảm xúc Trần Tử Phi hết sức âm u, như yêu ma đến từ địa ngục, giơ tay lên, ấn quyết nhanh chóng di chuyển. Khi hắn ta ngưng tụ sức mạnh, không gian bị chèn ép, trở nên u ám, trường ấn ấn chứa đạo vận tăng vọt, che khuất cả bầu trời, như biển rộng mênh mông cuồn cuộn, lớp này đến lớp khác, từng cơn sóng dâng trào, rít gào, thổi quét về phía Trần Đức. Ghê thật, mạnh đến vậy sao? Trần Tử Phi thật sự quá khủng bố, một chiêu đó hắn ta đã dồn hết sức, Trần Đức chỉ có thể cảm thấy cả người mình bị màn đêm bao phủ, chìm vào đầm lầy chết chóc, không thể chống lại được. Dù cách tận mấy ngàn thước, nhưng nhóm Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn đều cảm nhận được nỗi sợ hãi, Cơ Tuyết đứng gần hơn một chút, cùng với Huệ Nhược Vân ở bên cạnh trông chừng cô ta cũng nhũn cả hai chân, như gặp được thần vậy. Cơ Tuyết, cô Vân còn hy vọng xa vời rằng gã đàn ông đó đến tìm mình và cứu mình đi hả? Ha ha, bây giờ ốc còn không thể mang nổi mình ốc kia kìa. Huệ Nhược Vân che miệng cười khẽ, đầy khinh miệt, cô nói xem, bản thân cô đúng là mắt mù. Sao lại thích một tên vô dụng như thế cơ chứ, nhưng mà... Mù cũng tốt, nếu cô không mù thì tôi vẫn còn là người hầu của cô đấy, ha ha. Cô mãi mãi không thể hiểu được đâu. Đôi mắt xanh của Cơ Tuyết đỏ bừng. Giọng nói lạnh như băng. Đúng đó, tôi không hiểu, làm sao tôi hiểu được suy nghĩ của loại ngu xuẩn như cô. Huệ Nhược Vân hừ hừ một tiếng, đúng là con đàn bà ngu xuẩn. Giữa sự hỗn loạn đó, Trần Đức lấy ra một bầu rượu. Uống vài hớp. Sau đó, âm dương kinh bùng nổ, tự tại thần ma công điên cuồng chuyển động, chấm nhỏ trong thần thức như hố đen vũ trụ mở rộng, lại mở rộng. Chẳng mấy chốc, hai mắt Trần Đức biến thành màu đỏ tươi, hơi thở của ma từ trên người anh nhảy nhót lan xa. Huyết mạch thần ma trong cơ thể cuồn cuộn, đi đến khắp xương cốt tay chân, đối diện với kẻ mạnh như Trần Tử Phi, kể cả là chết, Trần Đức cũng phải liều một phen. Tự tại, thần ma thân. Hư ảnh màu trắng nổi lên, Trần Đức cầm ly hỏa, một tay bấm ấn quyết, anh bỏ hết tất cả phòng ngự, chuẩn bị lăn vào đọ sức. Trần Bát Hoang, anh không phải là đối thủ của hắn, ở đây. Giao cho tôi đi. Nhưng đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên chạy đến trước mặt anh. Là Tô Y Y. Ở chỗ thiên linh cái của cô ta, hào quang màu tím hiện lên, lúc này, cô ta sử dụng bí thuật, huyết dịch toàn thân nổi lên, trong ánh mắt mang theo sự quyết đoán. Tinh huyết như ngọn lửa, bùng cháy dưới làn da. Cùng lúc đó, thực lực của cô ta cũng tăng theo. Từ quy nguyên đỉnh phong, nhảy vọt lên cảnh giới thiên nguyên. Sau đó tiếp tục điên cuồng. Thiên nguyên nhất trọng, lưỡng trọng, tam trọng, tứ trọng. Thiên nguyên đỉnh phong. Vẫn chưa dừng. Sau thời gian nửa hơi thở, đạt đến cảnh giới hôn nguyên. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, thiên linh cái của Tô Y Y như mạng nhện. Dạn ra từng khe nứt, tràn ra từng giọt máu. Trần Đức vẫn chưa hoàn hồn, chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì, Tô Y Y giơ tay lên, một đóa hoa đầy màu sắc bao quanh lấy Trần Đức, sau đó, bàn tay thon nhỏ giơ lên, hào quang vô tận quấn quanh cô ta, đẩy về phía trước. Trong hư không xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đóa hoa, hoa tươi, hội tụ thành biến, nghênh đón đòn tấn công khủng bố của Trần Tử Phi. Hai luồng sức mạnh nhanh chóng đập vào nhau.
Rào rào rào. Ầm. Trong thời gian nửa hơi thở, cả bờ thiểm điện đều rung chuyển, sau đó không gian bị xé mớ, từng cái động đen xuất hiện, đã kinh động đến sức mạnh thần bí của đảo Khốn Long, phù văn đại đạo lấp lánh. Đốt cháy tinh huyết, sử dụng bí thuật để tăng cấp thì có ích gì, khoảng cách quá lớn, chênh lệch quá lớn, cô, vốn không làm tôi bị thương được. Trong hỗn loạn, Trần Tử Phi là ồ xuất hiện, hắn ta không bị thương, cao cao tại thượng, cúi nhìn tôi y y, tôi đã thu dấu ấn thiên đạo của cô rồi. Hắn ta thò ra tay ra, chư xê tiếp tóm về phía thiên linh cái của Tô Y Y. Còn là bất khả chiến bại không? Sắc mặt Tô Y Y trắng bệch, cô ta tăng đến cảnh giới hỗn nguyên, chỉ có một cơ hội ra tay rồi sau đó sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, nếu một chiêu không thể đánh bại kẻ địch, thì cô ta sẽ phải chết. Lúc này, cô ta đã như nỏ mạnh hết đà, cũng không thể chống lại được nữa. Trần Bát Hoang, tôi nợ anh một mạng, tôi trả cho anh đây. Tô Y Y nhắm đôi mặt, chờ đợi cái chết. Phụt. Liền sau đó, bên tai vang lên tiếng máu tươi phụt ra, nát thịt tan xương. Nhưng điều kỳ lạ là nỗi đau trong tưởng tượng không xuất hiện. Một giây, hai giây, ba giây, chẳng lẽ mất đi cảm giác rồi ư? Tô Y Y nghĩ vậy, nhưng thời gian trôi qua từng giây, sau 18 hơi thở, nỗi đau trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện. Tô Y Y có chút nghi hoặc, mở đôi mắt. Bỗng cô ta trố mắt nhìn. Chỉ thấy một bóng hình chặn phía trước cô ta, bóng hình đó không phải ai khác, chính là Trần Đức. Trần Tử Phi không tóm được đến người của cô ta, mà đâm xuyên qua cơ thể của Trần Đức, cánh tay đó xuyên qua lồng ngực của anh, xuất hiện phía sau lưng, máu tươi đầm đìa. Bàn tay của Trần Đức tóm chặt cánh tay xuyên qua người anh của Trần Tử Phi, sức mạnh toàn thân, nguyên khí, điên cuồng hội tụ vào lòng bàn tay. Ngay cả ly hỏa cũng bắt đầu lan ra thuận theo cánh tay của Trần Tử Phi. Trần Bát Hoang tôi, cả đời này không có thói quen để phụ nữ chết thay tôi, Tô Y Y, mạng của cô, cứ nợ tiếp đi. Vừa dứt lời, phụt phụt, hai tay Trần Đức vặn thật mạnh. Liền sau đó, cả cánh tay của Trần Tử Phi bị gãy. Bị Trần Đức vặn gãy như xoắn quẩy. A a a, cơn đau dữ dội truyền từ thần kinh đến não, vẻ mặt Trần Tử Phi hung dữ. Phát ra tiếng thét khiến người ta nổi da gà. Cũng trong thời gian một phần ngàn hơi thở, Trần Đức dùng hết nguyên khí cuối cùng tóm lấy Tô Y Y, dùng tất cả sức lực ném mạnh cô ta ra ngoài như pháo đạn, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Trần Tử Phi, chẳng phải mày muốn giết tao sao, có giỏi thì đến đi. Trần Đức vô cùng hung dữ, lập tức rút cánh tay bị gãy của Trần Tử Phi ra khỏi cơ thể, bóp nát, sau đó thi chiến thuật hư không, trong chớp mắt, đến bên. Bờ thiểm điện, trực tiếp đi về hướng thiên cung, nhảy vọt sang bờ đối diện. Lúc này, anh đã không còn cách nào khác. Anh không chết, khỏng những Tô Y Y sẽ gặp nguy hiểm, Tu La Tử, Độc Cô Huyền cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cách duy nhất chính là tiến vào thiên cung. Tuy tính đến hiện tại, ngoại trừ Long Vương đó tiến vào thiên cung, thì không có thứ gì khác có thể vượt qua vách núi. Nhưng Trần Đức không còn lựa chọn. Cho dù có chết, anh cũng không muốn chết trong tay Trần Tử Phi. Huống hồ, anh nhảy qua không phải là nhảy không có lý do, không có chút hy vọng. Mà vừa nãy, khoảnh khắc Tô Y Y chặn một đòn của Trần Tử Phi, trong thức hải linh lung đã lên tiếng. Cô ta bị khí tức khủng bố bên ngoài quấy nhiễu, đã thức tỉnh rồi. Chính cỏ ta bảo Trần Đức nhảy về phía thiên cung. Trần Đức không hỏi tại sao, anh lựa chọn tin tưởng linh lung, tin tưởng vô điều kiện. Anh vừa nhảy, tất cả mọi người ở bờ thiểm điện đều thôn mắt. Trần Bát Hoang đang làm gì? Muốn chết ư? Từng đôi mắt chừng mở to nhìn chằm chằm, như nhìn thấy quỷ. Vào lúc này, tất cả cường giả chẽn đảo Khốn Long, kế cả Tu La Tử, Độc Cô Huyền đều đã quên phải tiếp tục ra tay, Trần Hãi nhìn chằm chằm Trần Đức, không thốt ra nổi một chữ. Trơ mắt nhìn Trần Đức nhảy sang bờ bên kia. Không ai kịp ngăn cản. Trần Bát Hoang, vãi, chết cho tao. Trần Tử Phi tức giận gầm thét, muốn chặn lại, giơ lên cánh tay còn lại, dùng hết sức lực tấn công một quyền về phía trước. Chỉ đáng tiếc, khi nguyên khí sôi sục bừng bừng của hắn ta sắp đến gần, Trần Đức đã vượt qua vách núi, đến chỗ luồng sức mạnh thần bí đó bao trùm. Tất cả sức mạnh của Trần Tử Phi đến trước kết giới vô hình, lập tức tan thành mây khói, như không tồn tại. Khoảnh khắc Trần Đức vượt qua vách núi, đã phát hiện rõ ràng, một luồng dao động khủng bố đang ào về phía anh như thủy triều. Rất nhanh,
góc áo của Trần Đức và cả hai chân của anh cứ vậy mà đột nhiên bắt đầu tan rã. Điều quỷ dị là Trần Đức lại ỷ không cảm thấy đau đớn, Trần Đức cũng không quan tâm đến hiện tượng này, không những không để ý, ngược lại còn nhìn về phía Trần Tử Phi, khóe miệng nhếch nụ cười chế nhạo, ngoắc tay khiêu khích Trần Tử Phi, Trần Tử Phi, chẳng phải mày rất lợi hại à? Ha ha, có giỏi thì mày lại đây, mẹ kiếp. Trần Đức đứng trên không trung, vách núi, áo choàng và cả da thịt biến mất với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, mặc dù vận thần lực bất tử điếu không ngừng giúp anh hồi phục, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ biến mất dần dần. Sức mạnh thần bí đó vô cùng khủng bố, khoảnh khắc Trần Đức tiến vào, cơ thể anh chảy máu vì thương tích, đã lập tức hóa giải, tiêu tán. Trần Bát Hoang, Trần Đức, đám người Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn, Cơ Tuyết tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, kinh hoàng, Tu La Tử, Độc Cô Huyền cũng ngây người. Không ai ngờ Trần Đức sẽ nhảy xuống bờ thiểm điện. Phải biết rằng, với thực lực của Trần Đức chiến một trận với Trần Tử Phi, thì vẫn còn một tia hy vọng sống sót, nhảy xuống bờ thiểm điện, hoàn toàn tương đương với nộp mạng, tự sát. Thấy hai chân của Trần Đức đang biến mất một cách khó hiểu quỷ dị, Cơ Tuyết chảy hai hàng nước mắt, muốn qua đó nhưng lại bị nhốt chặt. Ha ha, đây chính là đồ rác rưởi mà em thích, đối diện với cậu Trần, chỉ có tự sát. Không biết Đoàn Phong Trần xuất hiện bên cạnh cô ta từ lúc nào, vẻ mặt âm hiếm, nâng cằm của Cơ Tuyết, cứ chết như vậy thật dễ dàng cho hắn. Ông xã, Huệ Nhược Vân ưỡn hẹo bám cánh tay của Đoàn Phong Trần, con kiến đó đã chết, sau này thằng em và Cơ Tuyết có thể toàn tâm toàn ý phục vụ anh rồi, em và cô ta cùng giữ ấm giường cho anh. Ha ha, Đoàn Phong Trần cười nham hiếm, hắn ta không ngờ sẽ giải quyết được Trần Đức bằng cách này. Đáng chết, Trần Tử Phi giật lông mày, hắn ta không cam tâm, vô cùng không cam tảm. Nhìn miếng thịt mỡ sắp đến miệng lại bay mất. Lập tức, hắn ta đến trước bờ thiểm điện, đôi mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm Trần Đức, hận không thể lập tức nhảy xuống giết chết anh. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không dám bước ra bước cuối cùng, Trần Đức cứ vậy mặt đối mặt với hắn ta. Trần Bát Hoang, Trần Tử Phi nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Trần Đức, tràn đầy thù hận, tức giận. Nhìn tao làm gì, mày có biết dáng vẻ của mày rất giống một con chó ở quê hương tao không? Trần Đức cười lạnh lùng, có giỏi thì mày đến đây. Cho dù tao không thể qua đó, thì cũng phải nhìn mày chết. Trần Tử Phi hít sâu một hơi, áp chế sự không cam tâm trong lòng, cười dữ tợn nói, tao không tin, mày có thể sống sót mà đi ra. Nhóc Trần, đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi đi, đi về phía thiên cung. Trần Đức còn muốn nói gì, trong thức hải, Linh Lung đột nhiên truyền âm, còn chậm trễ nữa thì có thể anh sẽ biến mất thật đây. Được. Trần Đức không nói thêm gì nữa. Sau đó, quay người bỏ đi. Lúc này, cơ thể của Trần Đức đã khiếm khuyết biến mất gần hết, anh có thể cảm nhận rõ ràng ngay cả thần thức cũng đang tan chảy, tiêu tan như sông băng. Linh Lung, cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ chết ở đây. Trần Đức hỏi, cô có cách gì loại bỏ sức mạnh kỳ lạ xung quanh không? Trần Đức tin tưởng Linh Lung tuyệt đối. Nếu không có Linh Lung, thì anh không có thành tựu ngày hôm nay. Nếu Linh Lung đã bảo anh nhảy, vậy thì anh tin rằng cỏ ta nhất định có cách cho anh rời đi. Hàng triệu năm trước, thậm chí vào thời đại xa xưa hơn, ở thế gì ới Đại Thiên từng xuất hiện một thế lực cực mạnh, anh cũng rất quen với tên của thế lực này, ở địa cầu cũng có truyền thuyết về nó tẽn là Thiên Đình. Linh Lung không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Đức, mà nhanh chóng nói, những vị thần trong truyền thuyết địa cầu, thậm chí có một bộ phận thực sự từng tồn tại ở Thiên Đình, chỉ là sau này. Thế lực này đột nhiên biến mất, ngã xuống, tất cả chỉ xảy ra trong một đêm. Ở thế giới Đại Thiên chỉ có một số tông môn, thế lực, gia tộc xa xưa có lịch sử lâu đời mới được biết chuyện này, thành chỉ có dòng sông bảo vệ, còn thiên cung thì có thiên hà là kết giới đầu tiên của thiên đình thông đến thiên cung. Cô nói bờ vực này chính là thiên hà trong truyền thuyết ư? Trần Đức nghi ngờ hỏi. Đúng thế, trên thực tế, thiên hà chỉ là một loại sát trận. Giống với đại trận hộ tộc của những tông môn gia tộc đó. Đại trận hộ tộc, gì? Trần Đức lại chấn hãi, thời kỳ thiên đình huy hoàng rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hàng triệu năm trôi qua, uy lực của đại trận này vẫn ngăn được 10 vạn cường giả ở bên ngoài, không tiến vào được một tấc. Kể cả đại trận hộ tộc của những đại gia tộc, đại thế lực còn sống sót cũng không mạnh như vậy chứ. Linh Lung, cô đang làm gì? Đột nhiên, Trần Đức giật mình.
anh phát hiện thần hồn bắt đầu tỏa ra từng tầng thần huy, thần thức, giống như ngọn lửa, bắt đầu bùng cháy lên. Đúng thế, chính là thiêu đốt. Cô ta đang thiêu đốt thần hồn. Muốn đến thiên cung, chỉ có ba cách. Trong đôi mắt của Linh Lung mang theo vẻ khổ sở, quyết đoán, thứ nhất, có huyết mạch thiên đình, có được sự công nhận của thiên hà. Thứ hai, lè hiến tế, lấy máu của hàng vạn người, mở ra một con đường. Thứ ba, là tìm được chỗ mỏng yếu của đại trận, từ đó vượt qua thiên hà. Tôi tinh thông trận pháp, chỉ có thể dùng cách thứ ba. Linh Lung vừa dứt lời, trong đầu của Trần Đức đã hiện ra một bản đồ con đường, chỉ rõ anh nên đi thế nào. Sau đó, Linh Lung nói tiếp, cho dù là chỗ mỏng yếu, hai người chúng ta muốn cùng vượt qua, cũng không thế nào, bởi vì chúng ta quá yếu, buộc phải. Có một người hy sinh, bảo vệ cho người còn lại. Cái gì? Sắc mặt Trần Đức nghiêm trọng, Linh Lung, sao cô không nói sớm? Nói sớm thì anh có đi không? Linh Lung cười khanh khách, tên Trần Tử Phi đó rất mạnh, trước khi tôi hồi phục cơ thể, kể cả hai chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn ta, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta, Trần Đức, nếu anh có thể rời khỏi đảo Khốn Long, sau này phải báo thù cho tôi. Không được, một. Trần Đức lập tức từ chối, thế giới thần thức của tôi, không đến lượt cô làm chủ. 41. Hát. Trong thức hải, một vùng hỗn độn sôi sục, như nước sông, lập tức nhốt Linh Lung, ngăn cô ta thiêu đốt thần hồn. Trần Đức, anh buông tôi ra. Linh Lung nói, anh có thiên phú yêu nghiệt, sống tiếp, tương lai chắc chắn là bá chủ một phương, nếu chết. Linh Lung còn chưa nói ỉ hết, Trần Đức đã cắt ngang. Nếu không có cô, thì không có Trần Bát Hoang hôm nay, Trần. Bát Hoang tôi sớm đã chết 10 lần, 100 lần rồi. Lúc Trần Đức nói, thần thức màu vàng phát ra hào quang rực rỡ, từng chùm sức mạnh thần hồn ào về phía Linh Lung, bảo vệ cô ta ở giữa. Linh Lung, trước đây đều là cô bảo vệ tôi, lần này để tôi bảo vệ cô. Vừa dứt lời, cơ thể của Trần Đức hoàn toàn vỡ. Vụn, tự nổ cơ thể. Làm vậy là vì khiến đám người Trần Tử Phi hiếu lầm, anh lo lắng sau khi chết, đám người Trần Tử Phi sẽ chú ý đến Linh Lung, gây nguy hiểm cho cô ta, chỉ có thể lấy cái chết tạo ra động tĩnh lớn, để đưa Linh Lung đi. Bành! Cơ thể Trần Đức như pháo hoa, nổ tung, vô cùng chói lọi, sau đó, tất cả mọi người kể cả Trần Tử Phi, cảm nhận được rõ ràng, khí tức sinh mệnh của Trần Đức biến mất. Chỉ để lại dòng máu tươi. Và vô số xương cốt vỡ vụn tanh máu. Chỗ xương cốt này nhanh chóng bị sức mạnh thần bí dung hòa, nuốt chừng. Trong thời gian 2 đến 5 hơi thở, vị trí đó yên tĩnh trở lại, như chưa từng xảy ra chuyện gì, vô cùng quý dị. Lý Thiên Cương lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tôi đề nghị các vị tạm thời gạt bỏ thành kiến, cùng bàn bạc đối sách, đảo Khốn Long biến hóa vô cùng, để thời gian càng lâu, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Thiên Cương vừa nói ra, mọi người lập tức cũng đều hùa theo. Bọn họ đến đây không phải là vì tham gia vào ân oán của Trần Tử Phi, ra mặt giúp hắn ta, chẳng qua là để tạo quan hệ tốt, để lại ân tình, mục đích thực sự là tiến vào thiên cung, tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm Long Vương, tìm cách rời khỏi đảo Khốn Long. Hừ! Sắc mặt Trần Tử Phi âm trầm, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lóe lên vẻ hung tàn, muốn vào thiên cung, rất dề. Cậu Trần! Cậu có cách tiến vào ư? Đoàn Phong Trần Tiên lên một bước hỏi. Đạo hữu, cậu có cách tiến vào ư? Ánh mắt Lý Thiên Cương cũng sáng lên. Có. Trần Tử Phi thản nhiên gật đầu. Có lẽ thiên cung này rất xa lạ với những người khác, nhưng hắn ta lại rất quen thuộc. Không vì gì khác, Trần Tử Phi có một sở thích. Hắn ta thích nghiên cứu sách cổ, thậm chí còn vô cùng hứng thú với thời kỳ viên cổ, thời kỳ xa xưa. Cũng chính vì hắn ta có sở thích này. Mới khiến hắn ta có được rất nhiều cơ duyên, đến mức tuổi còn trẻ, đã vượt qua bố của hắn ta, bố quý nhờ con, đưa huyết mạch của hắn ta từ một nhánh phụ trở thành nòng cốt của gia tộc họ Trần. Trong sách cổ, hắn từng tìm hiểu về thiên đình triệu năm trước, hắn ta biết rất rõ đại trận thiên hà. Muốn qua đó, có ba cách, thứ nhất là phá trận, thứ hai có huyết mạch thiên đình, thứ ba là lấy máu tươi để mở đường. Trần Tử Phi lạnh lùng nói, muốn qua đó, phải có người chết. Thí chủ Trần, dám hỏi cậu nói có người chết, phải cần bao nhiêu người chết? Thích Thiện tóm vào mấu chốt của vấn đề, hỏi. Không rõ, thử là biết thôi. Trần Tử Phi không phải là Linh Lung,
trình độ trận pháp còn kém xa 108.000 dặm so với Linh Lung, vốn không phát hiện được chỗ mỏng yếu của đại trận thiên hà, không nghĩ ra được cách giống như Linh Lung, càng không nhìn ra đại trận thiên hà cần bao nhiêu người hy sinh, nhưng hắn ta không quan tâm. Chết một người, hai người, hay một vạn người, thì cũng chẳng có gì khác biệt với hắn ta. Cậu Trần, anh có chắc chắn không? Trong mắt Đoàn Phong Trần lóe lên hào quang hưng phấn, chỉ cần có thể tiến vào, hẳn ta không chết thì không sao. Hiện giờ trên đảo Khốn Long có trên 10 vạn người, chết một ít cũng không sao. Không chắc chắn. Trần Tử Phi nói, nhưng các anh còn có cách khác không? Lời vừa được nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ thực sự không có cách khác, lời của Trần Tử Phi, bọn họ tin cũng phải tin, không tin cũng. Phải tin. Tôi phụ trách 1.000 người. Đoàn Phong Trần đứng ra đầu tiên, ánh mắt thú vị, nhảy vọt người hóa thành luồng sáng chạy về phía xa. Tôi cũng 1.000 người. Hoắc Hạo nói. Tôi cũng 1.000. An Như Yên khẽ động đôi môi đỏ, tuy là phụ nữ, nhưng cũng rất cay độc, đây chính là thế giới đại thiên, vô cùng tàn khốc. Trong mắt người khác, kẻ có thực lực yếu thì vốn không phải là con người. Chỉ bốn chữ, kẻ yếu đáng chết. Đơn giản thô bạo, không có lý do. Bọn họ đứng ra, rất nhanh, một vài cường giả trở nên biến thái, một người trực tiếp gom đủ 1.000 cái mạng. Tôi cũng 1.000. Lúc này, Lăng Nhất Hải cũng đứng ra, hắn ta thích giết người, đối với hắn ta, giết người chính là trò chơi, trong lòng hắn ta đã có lựa chọn. Vừa dứt lời, chạy thẳng về hướng Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn. Nhưng lúc hắn ta rời đi, hai người Độc Cô Huyền, Tu La Tử cũng đi theo. Mạng của hai người họ, tôi bảo vệ chặt rồi. Độc Cô Huyền thản nhiên nói, làm sao, Lăng Nhất Hải, mày muốn ra tay ư? He he, Lăng Nhất Hải, chẳng lẽ mày muốn khiêu chiến với tao và Độc Cỏ Huyền cùng lúc? Tu La Tử cầm đao thái, nụ cười vô cùng âm lạnh. Tuy bọn họ quen biết Trần Đức không lâu, nhưng lại cảm thấy hai người có duyên, Trần Đức đã chết, những người mà anh bảo vệ khi còn sống, đương nhiên hai người không hẹn mà cùng đứng ra. Chúng mày, giỏi lắm. Ánh mắt Lăng Nhất Hải âm hiếm, sát ý sôi sục, nhưng hắn ta không thể không từ bỏ. Chẳng mấy chốc phía xa vang lẻn tiếng giết chóc tàn nhẫn. Từng thi thế như mưa rơi, bị ném xuống dưới bờ thiểm điện, cả đảo Khốn Long rung chuyển, mười mấy cường giả hàng đầu liên thủ. Như cái liềm thu hoạch lúa mì, các tu sĩ liên tiếp ngã xuống, cả hiện trường ngoại trừ Trần Tử Phi, chỉ còn lại ba người Độc Cô Huyền, Tu La Tử, Thích Thiện chưa ra tay, hai người Độc Cô Huyền, Tu La Tử canh giữ bên cạnh Lâm Tử Huyên, còn Thích Thiện ngồi dưới đất, miệng niệm kinh Phật, siêu độ cho vong hồn, kinh vản liên tiếp được nhả ra từ trong miệng hắn ta, hoàn toàn ngưng kết lại. Mười mấy cường giả ở đây, hắn ta không thể ngăn chặn tất cả xảy ra. Chỉ có thể dùng cách này để an ủi tội ác của thế giới. Còn về Trần Tử Phi, hắn ta hoàn toàn không có ý muốn ra tay. Không phải hắn ta không thích giết người, mà hắn ta khinh thường phải giết kiến con. Đám châu chấu này vốn không có tư cách chết trong tay hắn ta. Vì vậy hắn ta đứng đợi bẽn vách núi. Không hề vội vàng, chậm rãi thưởng thức các thi thể rơi xuống, hóa thành xương máu, lại hóa thành hư vô. Ở bên khác, mười mấy cường giả ra tay đột ngột, chỉ chưa đến 10 phút, đảo Khốn Long đã có 2-3 ngàn người chết thảm. Không biết tại sao đám người này đột nhiên ra tay, một giây trước còn đang xem kịch, còn đang cảm khái về cái chết của Trần Bát Hoang, một giây sau đã đến lượt bọn họ. Giết, chúng ta liên thủ, nếu không, chắc chắn sẽ chết trong tay đám người này. Đúng thế, mọi người liên thủ phản công. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có con đường sống. Máu tươi như nước, nhuốm đỏ ngào cả mặt đất, không khí, trên khuôn mặt các võ giả hiện đầy vẻ sợ hãi, tuyệt vọng, cái chết của 2-3 ngàn người hoàn toàn gọi thức tỉnh bọn họ, mọi người bắt đầu liên minh, đoàn kết với nhau, chống lại sự chém giết của mười mấy người. Hỏng thể khọc nói, như vậy thực sự có hiệu. Quả, tuy không ai chỉ huy, cũng không có người đứng đầu, nhưng vẫn chặn được mười mấy người ở bên ngoài, bắt đầu làm giảm tốc độ của cái chết. Ở gần bờ thiểm điện. Núi đá sập đổ, hóa thành hư vô. Có ý nghĩa không, chỉ là tăng thời gian sống thêm một chút thôi, sống thêm một giây, sống ít một giây, thì có ý nghĩa gì? Ánh mắt Đoàn Phong Trần sắc lạnh, tiện tay tóm đầu của một người ném về phía bờ thiền điệm. Đám kiến này mãi mãi không hiểu mình yếu đến mức nào. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay Lăng Nhất Hải, tia lạnh quét qua,
chém giết bốn phương, áo cũng nhuốm đầy máu, vốn thích giết người, thích máu tươi như hắn ta, tràn đầy hưng phấn, dường như đi một bước giết một người. Ầm ầm ầm. Đám người Hoắc Hạo, An Như Yên cũng vậy, bọn họ cũng sẽ không quan tâm anh là người tộc nào, rốt cuộc có phải loài người hay không, giết trước rồi tính. Giết, giết, giết. Vô số tu sĩ hóa thành bản thế, cơ thế khổng lồ che lấp mặt trời, một số người là linh thú hóa thành người, thậm chí một số là hòn đá, cành cây hóa thành người, lúc này tất cả đều điên cuồng, khôi phục diện mạo ban đầu. Trời đất rung chuyển, lắc lư, giống như ngày tận thế sắp đến, máu tươi, thi thể, không chỗ nào không thấy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tuy đám võ giả này liên minh, làm giảm tốc độ, nhưng như Đoàn Phong Trần nói, cũng chỉ là sống thêm một lúc thôi, vẫn không phải là đối thủ của mười mấy người bọn họ. Đương nhiên, trong mười mấy cường giả cũng có người yếu hơn bị thương, thậm chí có hai người bị vây chặt, chết trận tại chỗ, nhưng không ai quan tâm. Dù sao bờ thiểm điện cũng chỉ cần mạng người, cần máu tươi, ai chết cũng như nhau. Bốp bốp, đảo Khốn Long sắp bước vào ban đêm, từng tia chớp thô to từ trên trời giáng xuống, bắt đầu chút cơn mưa lớn. Trận chém giết trên đảo Khốn Long càng lúc càng kịch liệt, trong vách núi u tối của bờ thiểm điện, Trần Đức lấy thần thức cố gắng bao trùm linh lung, dựa theo bản đồ tuyến đường của cô ta, hóa thành luồng sáng, đi thẳng một mạch. Vách núi cách Thiên Cung giật xa, nếu không hiếu trận văn, có lẽ phải lãng phí rất nhiều thời gian. Nửa tiếng, một tiếng trôi qua, thần thức của Trần Đức đã trở nên rất suy yếu, mờ nhạt, như ngọn nến lay lắt trong gió bão. Trần Đức, tên khốn nhà anh, bà đây đã sống mấy ngàn năm, chán sống từ lâu rồi, anh mới 20 mấy tuổi, tại sao muốn tìm cái chết? Linh Lung vô cùng lo lắng, từ khi quen biết Trần Đức đến nay, Trần Đức đã có vị trí rất quan trọng trong lòng cô ta, thậm chí không biết từ lúc nào. Linh Lung nghi ngờ cô ta đã yêu Trần Đức, đúng vậy, tiếp xúc với anh lâu, có cô gái nào có thể chống lại sức hút trên người anh chứ? Huống hồ, cô ta và Trần Đức gần như là bẽn. Nhau sớm tối, ngày đêm bầu bạn. Linh Lung, tôi sắp không ổn rồi. Dần dần, Trần Đức cảm nhận rõ ràng sức mạnh thần hồn sắp không trụ nổi, sắp tất hoàn toàn. Linh Lung, cả đời này, tôi không cầu xin ai, bây giờ, tôi cầu xin cô, nếu cô có thể sống rời khỏi đây, nhất định phải báo thù cho tôi, tìm được kẻ thù giết cha của tôi, còn phải tìm được Ưng Thanh Vũ. Giúp tôi chăm sóc tốt cho bố mẹ, bạn bè, anh em của cô ấy, còn cá. Các cô gái. Giọng Trần Đức đã rất yếu, nói đứt đoạn không ra hơi. Trần Đức, anh không thể chết. Linh Lung vô cùng lo lắng, nhưng không có cách nào. Cô ta vốn sống nhờ trong thần thức của Trần Đức, tuy ra thịt của Trần Đức đã nổ tung, bị hủy, nhưng thần thức và ngũ tạng vẫn đầy đủ, ràng buộc cả người cô ta, trừ phi Trần Đức chết hoàn toàn, nếu không cô ta tuyệt đối không thể ra ngoài. Trần Bát Hoang, chấm phẩy. Linh Lung cất giọng đau thương, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh còn tưởng cô là ma quỷ, lúc đó, Trần Đức yếu đuối đến đáng thương, trong mắt Linh Lung, gần giống như một hạt cát trong mắt người bình thường. Nếu không phải cơ duyên trùng hợp, mọi thứ của Trần Đức đều thích hợp để cô ta sống nhờ, cô ta mãi mãi sẽ không xuất hiện. Giờ đây chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi, Trần Đức đã có thể bảo vệ cô ta rồi. Nhớ lại từng cảnh tượng trong quá khứ, Linh Lung rơi nước mắt. Linh Lung, cảm ơn cô mấy năm nay đã chăm sóc tôi. Lúc này, thần hồn của Trần Đức càng lúc càng mờ nhạt, anh phát hiện rất rõ ràng sinh mạng đang mất đi. Cùng lắm chỉ có thể chịu được một phút, mí mắt của anh sắp khép lại mất rồi, buồn ngủ quá. Rột rột, chít chít. Khi anh sắp không thể chịu nổi nữa, thì đột nhiên, một âm thanh kỳ quái lọt vào tai Trần Đức. Ngay sau đó, có thể thấy rất rõ, cách đó không xa, một vầng sáng trắng đang nhanh chóng đến rất gần. Nhìn kỹ lại, thì đó là một con thú nhỏ, trên đầu là nhúm lông màu tím, đôi mắt trong veo như ngọc bích, vừa to vừa tròn. Ngoài nhúm lông tím trên đầu thì cả người trắng nõn như tuyết, hai mắt linh động như một đứa bé vậy. Tốc độ của nó thật sự rất nhanh, nó bước trên đại trận thiên hà như đi trên mặt đất bằng phẳng, nhanh hơn Trần Đức không biết bao nhiêu lần, chỉ trong vài giây đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Bi bô! Đôi mắt to đầy sức sống lóe lên ánh sáng trong suốt, con thú nhỏ vươn đầu cọ cọ vào Trần Đức. Là nhóc! Trần Đức kinh ngạc, còn chưa kịp nhiều lời thì con thú đã giơ móng vuốt lên. Đặt lên người anh. Ngay sau đó,
anh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ như biển, mạnh mẽ tiến vào trong thần hồn, thần thức vốn ám đạm không chút ánh sáng bỗng chốc trở nên rực rỡ sáng ngời, như một mặt trời chói chang. Chỉ trong 4-5 giây, những gì Trần Đức bị thiệt hại, thần lực bị thiên hà cắn nuốt cùng hồi phục lại hoàn toàn. Trần Đức, tên nhóc này đúng là gặp may mà. Linh Lung cười vui sướng, con thú này giống với Long Vương, có được huyết mạch thiên đình, nhận được sự chấp thuận của thiên hà, chẳng lẽ nó cũng là Long Vương? Long Vương mà trông thế này hả? Trần Đức bĩu môi, nhóc con trước mặt nhìn kiểu nào cũng không giống Long Vương, vóc dáng trông chẳng khác gì con mèo nhỏ, theo thông tin anh tìm hiểu được từ không gian, con Long Vương mà lý. Thiên Cương và Trần Võ Si bắt được không khác gì con khủng long nhỏ, dáng vóc cũng ngang ngửa một con sói hoang. Nhóc con, cảm ơn nhóc nhé. Trần Đức giơ một tay vuốt đầu con thú nhỏ. Bi bô. Con thú nhỏ kêu lên một tiếng, sau đó móng vuốt chỉ lên trông chung, ngay sau đó, một mảnh không gian mở ra, trong không gian là nửa cái vỏ trứng từng nuôi dưỡng nó, dần hiện lên. Y y ra ra. Bi bô. Con thú nhỏ khoa tay múa chân về phía cái vỏ trứng, lại chí lên thiên cung xa xa. Ý nhóc là, bảo anh vào trong vỏ trứng, để nhóc mang anh vào thiên cung ấy hả? Trần Đức nhìn mãi một lúc lâu, mới cái hiếu cái không hỏi. Y y, con thú nhỏ vội vàng gật đầu, dường như đang vui vẻ vì Trần Đức hiểu được, nhảy nhót trước mặt anh. Đồng thời, vỏ trứng màu trân như tuyết cũng phát ra thứ ánh sáng bóng bấy. Được. Trần Đức không hề do dự, sờ đầu con thú nhỏ, cơ thể di chuyển tiến vào trong vỏ trứng. Bên trong vỏ trứng như một tiểu thế giới, một mảnh trắng xóa, đầy pháp tắc đặc biệt, Trần Đức vừa bước vào đã cảm thấy run lên, một lực quán tính thoáng xuất hiện. Khoảng 2-30 phút sau thì quán tính đó bỗng biến mất, sau đó anh được một luồng pháp tắc bao lấy, nhanh chóng xuất hiện bên ngoài lớp vỏ. Đây chính là thiên cung đó hả? Trần Đức đảo mặt nhìn lại. Đập vào mắt là một mảnh đất khô cằn, từ chẽn xuống dưới tiêu điều khô khốc, cảm giác bối rối cùng với hơi thở hồng hoang sộc vào mũi. Thiên cung như một đại dương, vô biên vô hạn. Dù Trần Đức ở trong đó, nhưng đáo mắt nhìn lại, vẫn không thể nhìn thấy điếm cuối, đập vào mắt chỉ là thứ phế tích bị tàn phá, từ đống đổ nát kia, vẫn có thể nhìn thấy sự to lớn và khổng lồ của thiên đình ngày xưa. Nhưng, tất cả đã trở thành quá khứ, năm tháng nổi trôi, mặc người phòng hoa tuyệt đại. Rực rỡ khắp thiên hạ, hay là bá chủ một phương, quân lâm bát hoang, thì cũng không thể chống lại thời gian. Thế lực trăm vạn năm đã hóa thành một đống đố nát, rách dưới trước mặt. Trăm vạn năm, khoảng thời gian đó được gọi là thời kỳ Thái Cổ, có rất ít chuyện về thời kỳ này được lưu truyền đến ngày hôm nay, dù có truyền tới ngày nay cũng không hoàn toàn trọn vẹn. Linh Lung hết sức bùi ngùi xúc động, không biết những người từng oai phong khắp thiên hạ ấy có còn sống không? Trăm vạn năm. Trên đời có bao nhiêu người sống được lâu như thế? Trần Đức cười khổ. Con đường tu võ này cũng đã nghịch thiên lầm rồi, không ngừng thay đổi gen của loài người, kéo dài tuổi thọ, nhưng nó vẫn có một giới hạn nhất định. Không có thêm dược vật hỗ trợ, không có những phương thức đặc biệt để duy trì mạng sống, thì cùng lắm chỉ sống được 20 vạn năm mà thôi. Hơn nữa, đó là với điều kiện người đó tu luyện đến mức mạnh nhất. Có bao nhiêu người thật sự sống được 20 vạn năm? Người mạnh như Mạt Pháp Đế Vương, Chiến Đế Tiêu Thần cũng không thể sống đến 20 vạn năm cơ mà. Ở đây bỏ qua một đoạn không đọc được, nó nằm ở cuối chương 2144 và đầu chương 2145, truyện Trừ Tam Linh 247. Nhóc con, nhóc đang gọi anh đi theo ấy à? Trần Đức hỏi. Y, con thú nhỏ gật đầu, sau đó nó trực tiếp lao đi, tốc độ rất nhanh, bốn cái chân nhỏ xíu tạo thành một vệt thật dài. Như đang thi chiến võ kỹ gì đó. Nhóc con này lai lịch bất phàm nha, nhóc Trần, nếu nó sẵn sàng theo anh thì cứ cho nó đi cùng. Sau cánh cống cung điện là một hành lang rất dài, Trần Đức từng bước đi tới, toàn bộ hành lang chỉ có tiếng bước chân của anh. Hành lang rất dài, hai bên là vách tường được khắc những hình thù và nét vẽ kỳ lạ, trông người không ra người mà thú cũng không ra thú. Cẩn thận một chút, những hình vẽ đó có thể thôi miên được đấy. Bẽn trong thức hải, Linh Lung lại nhắc nhở. Trần Đức cẩn thận di chuyển về phía trước, 1-2 giờ sau, rốt cuộc cũng đi đến cuối hành lang. Nơi này là một hồ nước. Một hồ nước rất lớn. Nhưng, quan trọng nhất là trong hồ không có nước, mà chỉ chứa nguyên khí. Nguyên khí nồng đậm,
số nguyên khí đó đều ngưng tụ lại thành nước, thành dạng chất lỏng. Nhưng, cũng là tốc độ đó. Con thú nhỏ vẫn vác Trần Đức đi thêm 3 giờ nữa, khoảng 3 tiếng sau, con thú nhỏ cũng dừng lại, Trần Đức chỉ cảm thấy tiếng gào thét bên tai giáng xuống. Cùng lúc đó, anh trông thấy một tòa cung khuyết. Đúng, chính là cung khuyết. Cung khuyết là gì? Nó không rác gì viên minh viên từng bị đốt cháy ở địa cầu, được tạo thành từ những cung điện lớn nhỏ, mà chính giữa những cung điện đó, chính là một vương cung xa hoa tráng lệ nhất, cao nhất, lộng lẫy nhất. Tất nhiên, thiên cung cũng chỉ là cách gọi của Trần Đức, trên thực tế, cung khuyết trước mặt không biết còn to hơn thiên cung bao nhiêu lần, Trần Đức đứng trước mặt nó trở nên nhỏ bé và tầm thường, chỉ có thể ước ao ngưỡng mộ. Quan trọng nhất là, cung khuyết này khác với thiên cung rách nát kia, nó vẫn còn nguyên vẹn, không tổn hao gì, hay có thể nói là thứ duy nhất mà năm tháng đế lại trên người nó chỉ có hơi thở thái cổ kia mà thôi. Dù Linh Lung có kiến thức vô cùng rộng rãi cũng ngơ ngác. Trần Đức vẫn nhìn cung khuyết trước mặt, trong lòng có cảm giác hào hùng không nói nên lời. Quay đầu lại, Trần Đức phát hiện sau lưng anh không phải là mặt đất, lục địa gì mà là một vùng biển rộng. Quỷ dị nhất là mặt biển vô cùng yên tĩnh, không có một chút gợn sóng, động tĩnh nào, nếu Trần Đức không quay lại nhìn, ắt hẳn sẽ không biết sau lưng mình là biển. Không biết con thú nhỏ này làm cách nào để mang anh qua vùng biển không một gợn sóng đó. Mà cung khuyết lại nằm ngay trên mặt biển, nơi Trần Đức đứng là một khoảng không rất rộng, rất trống trải, có thể sánh ngang với quảng trường. Cung khuyết, nằm ngay chẽn đỉnh đầu anh, cách anh khoảng không mấy ngàn thước. Trước mặt cung khuyết có những bậc thang dẫn xuống, những bậc thang đó như nấc thang lên thiên đường, từ trên cao thả xuống. Trần Đức không thể thấy hết những bậc thang kia, chỉ có thể thấy được nơi cao nhất và thấp nhất, phần lớn đoạn cầu thang ở giữa đã bị sương mù, mây hoặc là thứ gì đó che khuất. Nhóc con, đây là nơi nào thế? Trần Đức vuốt ve đầu con thú nhỏ, hết sức khó hiểu. Con thú nhỏ nhảy tới nhảy lui, luôn miệng kêu, nhưng Trần Đức nghe không hiểu một chữ nào. Nó mới nở thôi, bây giờ nó giống một đứa trẻ mới sinh ra từ trong bụng mẹ, có lẽ nó nghe hiểu một vài câu anh nói, nhưng bản thân lại không biết phải thể hiện lời mình nói thế nào. Linh Lung nói, dù thế nào thì nơi này chắc chắn là bí mật lớn nhất của thiên cung, có lẽ, nó từng là trung tâm của thiên cung đấy. Chúng ta leo lên bậc thang trước đã, nhưng mà, phải cẩn thận một chút, bậc thang này có pháp tắc, cộng thêm đại đạo, có lẽ càng lên cao càng khó đi. Trần Đức gật đầu, nhưng mà, trước tiên tôi phải hồi phục thân thể đã, an toàn là trên hết. Vận chuyển thần lực bất tử điều. Trần Đức dùng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu hồi phục thân thể. Nhưng, trận chiến của anh với Trần Tử Phi đã tiêu hao. Quá nhiều sức lực, vừa rơi vào vực sâu nguy hiểm, lại suýt chút nữa mất mạng, ảnh hưởng vô cùng lớn, dù dồn hết sức, dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất đâu đó mấy giờ. Trong suốt quá trình hồi phục đó, Linh Lung hiện hình để đảm nhiệm vai hộ pháp. Khi cơ thể của Trần Đức hoàn toàn hồi phục, Linh Lung đảo từ trên xuống dưới, sau đó ngượng ngùng nói, này này, anh có thể che lại một chút được không? Khụ. Trần Đức ho khan một tiếng, có vẻ hơi xấu hổ, cái này, Linh Lung à, cô cũng biết rồi đó, những thứ tôi mang theo, cả nhẫn cũng đã bị thiên hà cắn nuốt mất rồi, lấy đâu ra quần áo bây giờ? Trần Đức bất đắc dĩ vào đầu, sau đó, nguyên khí lan tràn. Nhưng tụ và huyễn hóa thành một bộ trường bào màu đen, tạm thế này vậy. Linh Lung khẽ gật đầu, trở lại thức hải của Trần Đức, đi thôi, lên thiên đình. Bên cạnh, con thú nhỏ đang buồn ngủ nghe tiếng cũng vội vàng lấy lại tinh thần, trực tiếp nhảy lên bả vai Trần Đức. Cơ thể đã hồi phục, con thú nhỏ với Trần Đức mà nói là cực kỳ nhỏ bé, có thể lăn lộn trên vai anh được. Nhóc con, để anh đặt cho nhóc một cái tên nhé. Trần Đức giơ tay ghẹo con thú nhỏ. Y y ra ra. Con thú nhỏ từ bàn tay đi lén cánh tay anh, liên tục gật đầu, đôi mắt to tròn đáng ghẻo nhìn Trần Đức, đầy chờ mong. Nghĩ nghĩ, Trần Đức lại nói, nhóc hay y y ra ra, thế thì gọi là tiểu y nhé, được không? Tiểu y, cái tên hết sức đơn giản. Nhưng, mắt con thú nhỏ chợt sáng rỡ lên. Tiểu y. Trần Đức lại gọi. Bi bô. Nhóc con gật đầu. Tiểu y, bi bô, con thú nhỏ nhảy qua nhảy lại, trông có vẻ hào hứng, thích thú lắm. Được rồi, tiểu y, anh muốn lên trên đó xem một cái, nhóc ở trên vai, đừng có lộn xộn nhé,
Trần Đức chuyến tầm mắt, bình tĩnh lại, đẩy trạng thái lên mức cao nhất, vừa dứt lời lập tức bước lẻn những bậc thang. Khi chân anh vừa đặt xuống, có thể cảm nhận thấy rất rõ bậc thang lóe lên chút hào quang. Nhưng, sau đó lại không xảy ra chuyện gì nữa. Tiếp theo đó, bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư, thang trời rất cao, rất cao. Thoạt đầu Trần Đức còn cẩn thận bước từng bước một, nhưng hơn một tiếng sau thì anh đã trực tiếp nhấc chân chạy, nhảy một lần 2 đến 3 bậc. 2 giờ sau, anh đã lên đến bậc thứ 580. Thế nhưng, Vân không thể thấy được điểm cuối của cầu thang, cung khuyết giữa trời đã gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời, nhìn thấy, lại với không tới. Trần Đức cũng muốn bay lên đó, nhưng mà ở nơi này anh hoàn toàn không thể bay nổi, trọng lực đè nặng, cùng lắm anh chỉ có thể nhảy được 2-3 thước mà thôi, nên buộc lòng phải ngoan ngoãn đi từng bước về phía trước. Sách cố có ghi, thời kỳ thái cố xa xôi, thiên đình muốn đón người trần thế nên đã tạo ra thang trời, đón người hữu duyên, người bước lên thang trời có thể thành thần. Linh Lung chậm rãi nói, tất nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, nhưng mà cầu thang trước mặt rất có thể là thang trời trong truyền thuyết. Cẩn thận một chút, đừng đi nhanh quá. Xia. Trần Đức gật đều, thật ra thì đi đến bậc này tôi đã cảm nhận được một lực cản, trọng lực ngày càng nặng, thậm chí còn có một số quấy nhiễu thần hồn. Nhưng mà, dù có lực cản, thì với Trần Đức mà nói cũng không là gì, dù chỉ dùng lực cơ học bình thường anh cũng bước lên được. Anh chọn tiếp tục bước về phía trước. Hết cách rồi. Đánh xong một trận với Trần Võ Si và Trần Tử Phi. Anh đã khắc sâu trong đầu mình sự đáng sợ của đại thiên thế giới, lại càng hiểu được sự vĩ đại và khủng bố của nhà họ Trần. Trần Võ Sỉ, Trần Tử Phi trắng qua trí là 2 kẻ miễn cưỡng được xếp vào hàng anh tài của nhà họ Trần mà thôi. Thế nhưng, người trước khiến anh phải dồn hết sức mạnh, người sau lại đẩy anh vào tuyệt cảnh. Nếu gặp phải cả nhà họ Trần thì sao? Nếu gặp được Trần Nguyên Vũ, kẻ thù của anh thì sao? Vì thế, Trần Đức chỉ có đúng một mục đích, đó là trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ nữa. Chỉ cần có được cơ hội để trở nên mạnh hơn, anh sẽ không buông tha. Mãi đến tận hỏm nay anh mới hiểu được tại sao các thế lực lớn, tông môn lớn, gia tộc lớn ở đại thiên thế giới biết rõ đảo Khốn Long này nguy hiểm, không thể nắm bắt được, nhưng vẫn cử người đến đây. Có những thứ, một khi lỡ mất, dù chỉ là một chút, thì từ đó về sau sẽ không thể đuổi kịp người khác nữa. Bị bỏ lại, thì sẽ bị đánh. Để trưởng thành, để không bị bỏ lại phía sau, dù phải trả giá bằng cả tính mạng bọn họ cũng không tiếc thản mình. Bậc thứ 800, bậc thứ 860, bậc 900, Trần Đức bước từng bước một về phía trước. Đột nhiên, ánh mặt anh trở nên nặng nề, dừng lại. Ngay trước mặt anh, bậc thứ 999, anh lại trông thấy một đóa hoa, thân dây của hoa bám vào. Bậc thang đó, những cánh hoa đan vào nhau, một màu tím, giữa đóa hoa đó chính là một loại quả cũng có màu tím. Quả không to lắm, cỡ chừng quả đào mật ở địa cầu thôi. Nhưng, dù cách rất xa Trần Đức vẫn cảm nhận được sự bất phàm của nó. Trên thực tế, không cần cảm nhận cũng có thể biết đây là thứ quả không tầm thường, bởi vì nó đơm hoa kết trái trên bậc thang này thì làm sao mà bình thường được. Linh Lung, cô có thấy loài hoa này bao giờ chưa? Trần Đức hỏi. Chưa thấy bao giờ. Linh Lung lắc đầu, lên đó xem thử đi. Được. Trần Đức tiếp tục đi tới. Trắng mấy chốc. Rất gần rồi. 10 bậc, 9 bậc, 8 bậc. Hơn 100 bậc thang, Trần Đức dùng đâu đó 20 phút, có thể nói là tốc độ rất nhanh. Bi bô. Đến gần nó, Trần Đức đang chuẩn bị quan sát thử thì Thiếu Y đột nhiên nhảy ra. Há miệng cắn rột rột, nhanh chóng ăn sạch đóa hoa đó từ gốc tới rễ, chỉ còn lại mấy mảnh lá nát. Cuối cùng, chỉ còn lại đúng cái quả kia. Tiểu Y ngửi ngửi, rất muốn ăn, nhưng mà nó liếc qua Trần Đức, sau đó lại dùng 2 chân nhỏ xíu của mình đưa tới trước mặt anh, há miệng, cắn vào không khí, ý bảo anh ăn đi. Trông cái mặt vừa thèm thuồng lại không nỡ ăn của nó, Trần Đức lại nớ nụ cười, Tiểu Y, muốn ăn thì cứ ăn đi, không cần để lại cho anh. Dù sao nhóc cũng đã dẫn anh tới đây mà. Y. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Tiểu Y lắc đầu, sau đó ỏm lấy loại quả kia, nhảy vào lòng Trần Đức, đưa lén miệng anh. Nhóc con này. Trần Đức nhận lấy, sau đó trực tiếp đút vào miệng nó, nào, anh đút cho ăn nhé.
trước sự hấp dẫn của món ngon. Tiểu Y vẫn không thể nhịn được, nước miếng chảy ròng ròng, há miệng cạp, rôm rốp, nước quả văng khắp nơi. Chẳng mấy chốc, nó đã ăn hết sạch. Tiểu Y ăn xong, có vẻ là hơi mệt rồi, mí mắt cũng không nhấc lên nối nữa, chưa tới 10 giây nó đã ngủ trong lòng Trần Đức. Nhóc con này bị làm sao thế? Trần Đức cảm thấy khó hiểu, bèn dùng nguyên khí và y thuật để kiểm tra, sau đó phát hiện nó đang tiêu hóa thứ quả kia. Thứ quả đó có nguyên khí quá nồng, một quả nho nhỏ mà có sức mạnh bằng cả quả bom hạt nhân, nguyên khí khủng bố đó khiến cả Trần Đức cũng phải hoảng sợ. Nếu đổi lại là anh, ăn cái quả đó vào ít nhất cũng phải mất một ngày để luyện hóa. Cũng may, tốc độ tiêu hóa của Tiểu Y rất nhanh nên không có nguy hiểm gì. Nhóc con này rốt cuộc là loài gì thế, không giống Long Vương lắm nha. Trần Đức hết sức tò mò, sau một thoáng sững người, anh lại tiếp tục bước lẽn bậc thứ 1000. Lại thêm 4, nám gờ trôi qua. Trần Đức đi từng bước lẻn cầu thang, nó thật sự quá cao. Anh đã lên đến 3, 4.000 bậc. Càng lên cao, trọng lực càng nặng. Tốc độ của Trần Đức cũng dần giảm xuống. Đến lúc này, Trần Đức có cảm giác mình đang vác một ngọn núi bước lên, trán đầy mồ hôi. Thế nhưng cũng may lúc này anh đã cách thiên cung rất gần. Chỉ còn 8, 900 bậc nữa thôi. Một đường đi tới, có tận 5-6 loại quả mà Tiểu Y đã ăn lúc nãy xuất hiện. Nhưng mà, anh chỉ hái quả. Còn thân và rễ thì để lại, mong là sau này nó có thể tiếp tục đơm hoa kết quả. Hơn 800 bậc cuối cùng. Sau một thoáng nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trần Đức lại cắn răng, tiếp tục đi tới. Mấy trăm bậc cuối cùng. Anh đi đâu đó hơn 10 tiếng. 10 tiếng sau, cuối cùng anh cũng đứng trước cửa cung khuyết, nhìn cánh cổng nguy nga tráng lệ, sắc mặt anh tái nhợt, thớ hồng hộc, có thể nói sắp mệt chết đến nơi. Cuối cùng cũng có người trèo lên đến tận đây ư. Trần Đức đang muốn nghỉ ngơi, thì đột nhiên, một giọng nói đầy thẻ lương vang vọng bẽn tai, anh vốn đang mệt mỏi bỗng chốc giật nảy mình, nhìn về phía phát ra âm thanh. Cuối bậc thang trời, Trần Đức mệt mỏi nằm úp sấp xuống, sức cùng lực kiệt nghe thế lập tức như chim sợ cành cong, tóc gáy dựng thẳng, cảnh giác chuyển ánh mắt về phía bên kia. Một giây sau đó, có thể thấy, cánh cổng cung khuyết đang đóng chặt, mà trước cánh cổng đó, chẳng biết từ khi nào đã có một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi, dáng người to lớn, khổng lồ, nhưng gương mặt người đó khiến anh thấy không thực, có cảm giác nhìn thấy ngũ quan, rồi lại có cảm giác không nhìn rõ. Trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu, tuy là cảm giác đó rất mâu thuẫn với nhau, nhưng sự thật chính là như thế, từ người ông ta không hề có chút hơi thở nào, trông như một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lẳng lặng ở đó. Chỉ là, không một ai dám nghĩ ông ta là người bình thường. Người thường nào lại ở đây? Đã ở đây rồi thì sao lại gọi là người thường? Trần Đức nhìn chằm chằm vào ông ta, anh không thể ngờ được rằng có người đã lên trên này trước mình, hơn nữa theo lời người đó nói thì ông ta đã ở đây rất lâu. Không đúng, ông ta không phải người, chỉ là một tàn hồn. Chẳng mấy chốc, Trần Đức đã tìm thấy chút manh mối. Tàn hồn là gì? Có thể nói là một loại chấp niệm hay phân thân của võ giả. Không phải là bản thể. Cậu không cần phải lo, tôi chẳng qua chỉ là một tàn hồn mà thôi, tuy có thể đánh một trận, nhưng tôi cũng không muốn ra tay. Quả nhiên, cùng lúc đó, người đàn ông trung niên chăm chú nhìn Trần Đức, mỉm cười, huyết mạch thần ma, thần lực bất tử điểu, đôi mắt ngự thú, người có thể đến đây quả nhiên không phải hạng tầm thường. Tiền bối, rốt cuộc người là ai? Trần Đức rợn hết cả da gà, đối phương chí mới liếc nhìn anh một cái đã nhìn thấu anh từ trong ra ngoài, lần gần đây nhất anh có cảm giác này là khi gặp Đoàn Nhạc Sơn. Mà Đoàn Nhạc Sơn, chỉ cần dùng một sợi tóc đã có thể đánh bại anh, khiến anh bị thương nặng, thậm chí là giết chết anh. Trần Đức buộc lòng phải đề phòng, tôi hả, tên tôi là Tiêu Thần. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu về mình, rất bình dị và gần gũi. Nhưng, chỉ từng đó chữ trong một câu. Lại có thể khiến Trần Đức run lên, đôi mắt mớ to, người. Người là Cố Đế, Tiêu Thần. Cái tên đó quá chấn động lòng người. Trong không gian, ngoài tin tức có người đã phát hiện ra Cố Đế binh đã hỏng, Trần Đức vẫn chưa thấy người nào khác nhắc tới cái tên Tiêu Thần này. Cố Đế 10 vạn năm trước. Đại đế thời cổ xưa hàng thật giá thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.